Có Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, con bạch thầy, con làm rằm tháng 7 ở nhà, nhưng không cúng quần áo vàng mã, mà con cúng tiền vàng và tiền trần có được không ạ? Nếu gia đình con không cúng vàng mã, thì người thân của chúng con có bị thiếu không ạ? Con xin thầy khai thị cho chúng con được biết để sắm lễ đầy đủ đúng như pháp ạ. Ở đây Phật tử có hỏi: rằm tháng 7 tới đây, ở nhà không cúng quần áo, tức là quần áo giấy đó hả? Đó, không cúng quần áo đó, quần áo giấy đó. Nhưng mà có cúng vàng mã và không cúng quần áo và không cúng vàng mã, nhưng mà có cúng tiền vàng và cúng tiền trần có được không? Xin thưa các vị, cái vấn đề vàng mã, trong mấy năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có chỉ thị, có chỉ đạo từ trung ương xuống địa phương, thậm chí xuống tới cả các chùa ở cấp cơ sở như là xã phường, quận huyện, vân vân. Nhưng mà tăng ni thì không phải là chùa nào cũng chấp hành. Phật tử thì không phải ai cũng đã hiểu được. Cho nên chúng ta thấy là mặc dù là Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có hướng dẫn, có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cụ thể cho tăng ni ở các cấp, ở trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong cả nước, vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy mỗi dịp Tết đến xuân về, Vu Lan báo hiếu, những ngày sóc vọng tổ sư, những ngày cúng tuần 35-49, hoặc là những cái đàn lễ giải oan cắt kết, vân vân. Chúng ta thấy ở nhiều chùa còn tổ chức là đốt vàng mã rất là nhiều, đặc biệt là vào dịp tháng 7. Còn rất nhiều những ngôi chùa, kể cả chùa đã có sư trụ trì, nhưng mà vẫn đốt vàng mã, đốt hình nhân thế mạng, đốt vàng mã, đốt ô tô, đốt máy bay, đốt đủ các thứ hết luôn các quý vị. Nhà lầu, xe hơi, đốt cả Boeing 747, đốt cả Mercedes, đốt cả Rolls Royce, vân vân. Nhưng toàn làm bằng giấy cả. Thế bây giờ chúng ta nghĩ xem, ở trên cõi trần chúng ta này, tức là cõi dương thế chúng ta này, mỗi quốc gia đã có pháp luật, mỗi quốc gia đều có pháp luật riêng, đều có cái đồng tiền để lưu hành trong quốc gia riêng, đúng không? Đó, ví dụ Việt Nam có ngân hàng nhà nước Việt Nam, rồi có cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam. Và chúng ta thấy bên trên hệ thống ngân hàng còn cả một cái hệ thống quản lý nhà nước, đó là Bộ Tài chính, đó là Thống đốc Ngân hàng. Và trên đó thì còn có Chính phủ đó. Đâu có phải là tiền tệ trong mỗi quốc gia muốn in ra thì in đâu. Nếu mà chúng ta biết là ở trong mỗi quốc gia tiền cứ thiếu cứ đi mà in ra thì nó bị lạm phát thôi. Đó. Giống như một đất nước ở bên châu Phi, châu Phi hay là châu Mỹ nhỉ? Nước gì mà lần trước nói rồi đấy. Đó, họ phải đem tiền ra để mua được một cân thịt, phải đem tiền ra để cân này, thành mấy chục cân tiền mới mua được một cân thịt đó. Mấy chục cân tiền mới mua được một cân gạo, chúng ta thấy. Đó.
với cái tội bằng với cái tội là cứ in tiền ra, cứ tự in tiền ra cho thật nhiều khi nó lạm phát. Kết quả là đất nước điêu đứng, cho đến bây giờ họ vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng đó đâu. Qua đó chúng ta thấy có thể chúng ta tư duy một chút, chúng ta thấy mỗi quốc gia ở trên thế giới này đều có hệ thống chính trị, pháp luật riêng ở trong quốc gia của họ, có cái hệ thống quản lý tiền tệ riêng ở trong quốc gia của họ, nó có sự độc lập, có sự quản lý. Huống chi là bây giờ cả quái âm và quái dương. Quái dương chúng ta có pháp luật của quái dương, trong pháp luật quái dương chúng ta thấy cũng có pháp luật của các quốc gia. Thì quái âm cũng thế thôi, họ cũng có pháp luật của họ, cũng có các quốc gia ở dưới quái âm. Mà cụ thể như trong kinh sách nhà Phật hay là của các tôn giáo thì nói ở dưới quái âm cũng có các vị thần. Ví dụ có các vị Phật giáo chúng ta hay nói đến Thập Điện Minh Vương, tức là 10 vị cai quản ở dưới âm ti địa phủ. Đệ nhất là Điện Tuần Quảng Minh Vương, đệ nhị điện thì sở có vị, có ông Sở Giang Minh Vương, đệ tam điện thì có ông Tống Đế Minh Vương, đệ tứ điện thì cho đến đệ ngũ điện, đệ thập điện, đệ đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục, đệ thất, đệ bát, đệ cửu, đệ thập đó, đều có các vị Minh Vương cai quản ở dưới đó. Từ đệ nhất điện Sở Giang Minh Vương cho đến đệ cửu điện Đô Thị Minh Vương cho đến đệ thập điện Chuyển Luân Minh Vương, 10 vị Minh Vương ấy cai quản ở dưới quái âm ti địa phủ. Đồng nghĩa rằng các vị cai quản ở dưới đó thì họ cũng có gì? Có pháp luật, có hệ thống tiền tệ của họ chứ. Đâu có phải là trên dương thế chúng ta cứ in xong đem xuống dưới là tiêu được đâu. Chúng ta biết mà cái tiền, chúng ta in tiền giả, tiền đô la giả để cúng cho tiền âm phủ đô la giả mà. Ở Việt Nam chúng ta in thì bán thoải mái, nhưng chúng ta đem sang châu Âu, chúng ta đi qua sân bay nó bắt chúng ta ngay. Nó bảo chúng ta in tiền giả, buôn bán tiền giả. Chúng ta có giải thích đây là tiền âm phủ ở Việt Nam, nó không nghe, bắt luôn. Khởi tố hình sự ngay các quý vị. Đấy, ngay quái trần của chúng ta mà đã thế rồi, huống chi là xuống dưới là quái âm. Cho nên xác định với nhau rằng đem đốt tiền tài của cải vàng mã xuống cho người quái âm, khẳng định với các quý vị không nhận được. Chỉ là ma quỷ nó giả vờ để nó lừa gạt người dương thế, người trần thế chúng ta, người trần mắt thịt chúng ta, để cho cúng kiếng cho nó mà thôi, để nó ăn mà thôi. Cúng thì không phải là nó cúng nó lấy cái đồ vàng mã ấy, mà nó cúng nó lấy gì? Có ai bây giờ lập đàn cúng thì chỉ cúng vàng mã không đâu, mà phải cúng gà, cúng xôi, cúng thịt, cúng thanh bông hoa quả vân vân. Đó thì nó thụ hưởng cái gì? Cái đồ lễ cúng kia. Còn cái vàng mã nó chỉ là cái nó che mắt đó, thế gian chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng sống ở trên đời là cần gì phải tu, cần gì phải làm việc thiện. Chỉ cần khi chết là con cháu người thân đem cúng tiền tài vàng bạc của cải châu báu cho thoải mái mà dùng, thoải mái mà sử dụng. Nguy đấy các quý vị. Thầy lấy danh dự của đệ tử Phật ra, danh dự của người xuất gia, của người tu hành ra mà nói thật với các quý vị. Tất cả những cái đồ vàng mã, hình nhân, thế mạng, vân vân đó, đem cúng cho người mất, họ không nhận được, đều không nhận được. Nó chỉ là do quỷ thần nó dựa vào để nó lừa phỉnh thế gian chúng ta đi vào đường tà mà thôi. Nó làm cho chúng ta đi vào đường tà. Chúng ta cứ nghĩ rằng chẳng cần phải tu phúc tu thiện, chẳng cần phải tin nhân tin quả, chỉ cần là
cúng cho người âm là người âm nhận được. Thế thì trên cuộc đời này chúng ta biết rằng còn ai nghĩ tới nhân quả nữa, còn ai biết sợ nhân quả nữa, ai muốn học nhân quả nữa. Đó. Xác định với chúng ta như thế, cũng giống như ở quái trần chúng ta này thôi, không đi làm mà muốn có ăn thì chỉ có đi trộm đi cắp. Mà đi trộm đi cắp thì một vài lần đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, bị công an bắt, bị pháp luật trừng trị thì ngồi ở trong nhà đá mà bóc lịch. Lúc đó mới thấy là nhục, mới thấy là khổ, lúc đấy mới thấy ăn năn thì cũng không kịp nữa rồi. Đó. Cho nên qua đây thì cũng nói với các Phật tử chúng ta, chứ chúng ta cứ mạnh dạn bỏ quần áo, tiền vàng, nói chung là đồ vàng mã vào cái dịp cúng rằm tháng 7 hay là ngày lễ, ngày Tết, hay ngày tuần, ngày tiết, ngày 35, 49, vân vân. Các vị cứ bỏ hết đi cho Thầy. Chúng ta chỉ thành tâm thanh bông hoa quả, hoặc là làm cơm mà để cúng, vân vân. Làm những cái đồ thật đó để cúng. Nhưng còn nếu mà muốn cúng để cho yên tâm, thì chúng ta mua gì? Mua có điều kiện thì mua cho các vong mỗi một cụ một bộ quần áo. Nam thì cúng quần áo nam, nữ quần áo nữ. Cúng dàng dâng lên để cúng cho mình yên tâm. Sau đó thì chúng ta cắt cho gọn gàng đi, chuẩn bị đến mùa đông thì có các nhóm thiện nguyện đi làm từ thiện đó. Chúng ta đem cái đó chúng ta làm từ thiện lên cho bà con vùng cao. Đấy thì gọi là vừa giải quyết được cái vấn đề đức tin, vấn đề cái niềm tin về tâm linh chúng ta, vừa giải quyết được cái vấn đề gọi là ủng hộ cho bà con vùng cao khi mùa đông đến, có bộ quần áo đó để mặc cho nó đỡ giá rét. Vì trên vùng cao miền núi của các tỉnh phía Bắc chúng ta đến mùa đông là gì? Rất là lạnh đó. Thế thì còn có thể gọi là châm trước, còn có thể gọi là phương tiện để cho chúng ta vừa an tâm, vừa được cả đôi đường. Còn chúng ta thì thay bằng cái tiền vàng đó, chúng ta cứ đem dâng cái tiền thật mình lên ấy. Dâng lên mình cúng xong rồi thì có thể mình là đem bố thí cho người nghèo, hay là đem mua phóng sinh. Dâng lên cúng xong rồi cái tiền đó đem bố thí cho người nghèo, đem mua phóng sinh, hoặc đem cúng dường làm các việc thiện thì nó còn có gì? Nó có lợi ích. Cái lợi ích thực sự là ở cái chỗ phóng sinh, ở chỗ cúng dường, ở chỗ bố thí cho người nghèo ấy. Chứ còn không phải là dâng tiền lên mà là được lợi ích cái đấy đâu. Cái dâng tiền lên nó chỉ là cái vấn đề gọi là làm an tâm của chúng ta thôi. Bao nhiêu năm nay chúng ta cứ cúng tiền vàng quen rồi, bây giờ không có thì sợ rằng chúng ta cái lòng tin á, niềm tin vào trong Phật Pháp, vào trong chính Pháp của Đức Phật đó, chúng ta chưa đủ, cho nên chúng ta còn lăn tăn. Cho nên thì thôi, thì đấy cũng là phương tiện để chúng ta yên tâm. Khi chúng ta cũng dâng lên cúng tiền trần kia rồi, tức là tiền chúng ta đang tiêu ở thế gian này rồi. Đấy kiểu thế, thành tâm như thế để thể hiện cái tâm thành của mình đối với người ở đã khuất. Và đặc biệt là xong mình lại cúng xong rồi lấy cái tiền đó để phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường làm các việc thiện để lấy công đức đó để hồi hướng cho họ, thì cái đó thì được, cái đó được. Đấy. Giống như mình cúng quần áo thật, cúng như đồ thật xong mình cất đi đến chuẩn bị đến mùa đông, mình tùy hỷ cùng với các đoàn đi làm từ thiện ở vùng cao của các tỉnh miền núi, vân vân, thì đó thì được. Đấy, mình chuyển như thế. Người Phật tử chúng ta học Phật chân chính phải nên làm như vậy. Các vị thấy đạo tràng của Thầy ở đây có cúng đồ mã đâu, không cúng vàng mã, cũng không cúng quần áo giấy, không cúng hình nhân thế mạng, nói chung là không cúng tất tần tật những cái đồ giả ấy. Kể cả ngày lễ, ngày Tết đến lễ hội Vu Lan rằm tháng 7 đều không cúng những đồ đó. Chỉ cúng những đồ thật thôi, thanh bông hoa quả, cơm canh, và có quần áo thì các Phật tử mua để cúng xong lại tập trung lại đấy để đến mùa đông phân phát lên cho bà con ở vùng cao. Chúng ta thấy đấy là
vừa được an tâm, lại vừa giúp đỡ được người khác thì mới có công đức. Còn cái đồ vàng mã đồ giấy kia xong chúng ta đem chúng ta đốt cái khói cả ra, có chùa là cũng là còn có khi còn cháy cả chùa vì cái tội đốt vàng mã nữa. Cho nên người học Phật chúng ta là phải giác ngộ ở cái chỗ đó. Học Phật mãi mà chả giác ngộ thì học để làm cái gì? Tụng kinh mãi, nghe pháp mãi mà chả giác ngộ được, chả bỏ được những cái gọi là cái mê tín dị đoan. Thì thực sự nói với các quý vị, học Phật như thế cũng bằng thừa. Học như thế là công đức, cái chả được là bao cả. Cho nên các Phật tử chúng ta phải gọi là phải tinh tiến để đoạn trừ những cái việc xấu, việc ác, cái việc phi pháp ở trong nhà Phật chúng ta bây giờ. Phật tử chúng ta nhất định không hưởng ứng thì dần dần là nó sẽ thành cái nếp và thành thói quen từ chúng ta, rồi lan ra cho nhiều người, truyền cảm hứng và nói cho nhiều người được biết, được giác ngộ để không cúng những đồ đó nữa. Thì chắc chắn dần dần Phật giáo chúng ta sẽ lấy lại được cái hình ảnh là một nền giáo dục đích thực, như là lời Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Chứ Phật giáo không phải là một tôn giáo mê tín dị đoan. Bây giờ chúng ta cứ đem đốt vàng mã như vậy, cúng kiếng linh đình để hình nhân thế mạng như vậy, rượu thịt để cúng kiếng lên ban Phật như vậy, lên đàn tràng của Phật như vậy, chúng ta vô hình chung là đang đi hủy nhục Phật Pháp, làm cho Phật Pháp bị thế gian là hiểu lầm. Đó. Họ nghĩ rằng Phật giáo là mê tín dị đoan, Phật giáo là đa thần giáo, Phật giáo là mê tín. Thì chúng ta có lỗi với Đức Phật, có tội với chúng sinh, có tội với hậu thế vậy. Đó. Đặc biệt là những tăng ni càng cần phải giác ngộ cái điều đó để giáo hóa cho các Phật tử. Còn Phật tử chúng ta là phải hộ pháp, chúng ta là Phật tử chân chính hộ pháp. Những ngôi chùa nào mà cúng kiếng vẫn cứ hình nhân thế mạng, ô tô, máy bay, tàu hỏa, nhà lầu, xe hơi bằng giấy, mình có gọi là đồ vàng mã đó, rồi tiền vàng, vàng mã vân vân đó, những cái đồ đó mà cúng kiếng bảo chúng ta mua sắm những cái đồ, chúng ta biết rồi, thôi những cái chùa như thế tốt nhất chúng ta lánh đi. Các cụ ngày xưa nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta ở gần những con người mà không hướng cho chúng ta đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát, không đưa chúng ta thoát khỏi những cái bến mê, thì cả đời này chúng ta vẫn mê. Đời này chúng ta mê thì kiếp sau chúng ta vẫn muội vậy, không thể nào mà giác ngộ, không thể nào mà giải thoát được. Cho nên các Phật tử chúng ta cần phải suy nghĩ cho nó chín chắn, nó đúng đắn để mà đem áp dụng giáo lý của Đức Phật vào cuộc sống. Chúng ta nhớ cho thầy là Phật Pháp là một nền giáo dục, chứ không phải là Phật giáo là một tôn giáo mê tín và dị đoan. Nhớ cái điều đó. Cho nên trường hợp Phật tử này và các Phật tử khác còn lăn tăn trong vấn đề là bỏ cúng quần áo vàng mã nhưng mà vẫn còn phải cúng tiền vàng, bỏ luôn đi, còn một chút nữa bỏ luôn. Quần áo vàng mã chúng ta bỏ được rồi, thì còn chút cái tiền vàng đó nữa cũng bỏ luôn được mà. Chúng ta biết những cái đồ đó toàn làm mấy cái loại giấy gì, nó không được sạch sẽ đâu các quý vị. Toàn những cái giấy bìa cắt tông với những cái giấy thì họ về họ dùng cái máy của Trung Quốc, họ ép nhuyễn ra, họ cho và họ làm, mà toàn cái giấy bẩn lắm, hôi hám, bẩn thỉu, đầy những cái côn trùng vi trùng ở đó, xong thì họ bôi phẩm màu lên, thế là nó thành gì, nhìn nó thành đẹp nhưng thực tế cái giấy nó rất là bẩn. Chúng ta vô tình là đem những cái đồ bất tịnh để lên trên ban thờ Phật, thờ thánh, thờ thần linh gia tiên nhà mình để dâng cúng, không nên. Một Phật tử thuần thành cứ thanh bông hoa quả,
mà dâng cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên nhà mình. Ngày lễ lớn như là ngày lễ, ngày Tết, ngày Dỗ, ngày Chạp, Tết Thượng Nguyên Vu Lan báo hiếu này, Tết Trung Nguyên, Tết Trung Nguyên Vu Lan báo hiếu này, thì chúng ta làm mâm cơm chay mà cúng là tốt nhất. Những cái ngày như thế này thì chúng ta tránh sát sinh hại vật, đó là tốt nhất. Nếu mà gia đình Phật tử thuần thành thì tốt nhất là không sát sinh hại vật, không cúng mặn mà cúng chay là tốt nhất. Còn nếu mà gia đình mà chưa thuần thành theo Phật hết, bắt buộc phải vẫn là mâm cơm cúng mặn thì chúng ta ra chợ mua cái đồ làm sẵn, như là gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe và không dặn họ giết con vật đó cho mình đó, tức là mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thấy có tiếng nó kêu trước khi chết, và chúng ta không gọi điện để dặn họ trước để giết cho mình, vân vân. Đó, hướng cho cái quạt nó vào đây, quạt nó chạy đi đâu nóng quá. Bác Quảng ra cho cái quạt quay ra đây. Xin lỗi các Phật tử, nóng quá. Bật điều hòa, bật quạt nó chạy đi đâu. Điều hòa thì không quay được, quạt thôi. Nóng, đổ cả mồ hôi ròng ròng ra mà nó để được. Quay nó vào đây. Đang cho chạy cái tít bên kia kìa, cho nó lên trời làm gì. Các Phật tử hoan hỉ chút, nóng quá. Lại càng cho xa hơn thì làm sao mà nó mát. Quay nó vào bên này. Đó, cái quạt này nó quay sang kia thì cái này mình phải quay vào. Đầu óc các bác kém quá. Cho nó chúi nó xuống. Quay nữa vào một tí nữa. Quay vào bên trong ấy. Rồi. Đó. Cho cái quạt này nó mát xuống tí. Nóng thế này cơ mà. Vâng, xin lỗi các Phật tử vì nóng quá không chịu được. Mồ hôi một cái nó ra. Nhá nhờ cái thất này nó bí, nó nóng. Chúng ta vào tiếp bài giảng. Thầy đang nói về trả lời Phật tử về đốt vàng mã trong dịp rằm tháng 7 này. Thì thôi chốt lại, tóm lại là chúng ta quần áo vàng mã bỏ được rồi thì còn chút tiền vàng chúng ta bỏ nốt đi. Chúng ta dùng bằng tiền trần cúng xong thì chúng ta đem phóng sinh, rồi bố thí cho người nghèo, hoặc là cúng dường làm việc thiện, vân vân, thì công đức còn có vậy. Đừng nên đi theo con đường mê tín dị đoan mãi. Chúng ta bây giờ sinh ra được thân người là khó được gặp Phật pháp, lại còn càng khó hơn. Nay thân người cũng đã được, Phật pháp cũng đã gặp, mà chúng ta cứ mê mãi chẳng ngộ thì không biết đến bao giờ cho giác ngộ được. Cứ bảo về Tây Phương mới giác ngộ, bây giờ chúng ta không chịu giác ngộ thì làm sao mà được về Tây Phương. Cái chúng ta học Phật nó phải thực tế như thế. Cái gì bây giờ chúng ta giác ngộ được thì chúng ta phải giác ngộ ngay. Chứ đừng có nghe người này nói một câu, người nọ nói một câu, chúng ta sợ là như thế, sợ ở dưới kia các cụ chúng ta thiếu thốn thế này nọ thế kia. Nhận được đâu mà thiếu hay là đủ. Mà nhận cái công đức gì. Cái công đức chúng ta tụng kinh niệm Phật, chỉ chú lễ Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, giống như tôn giả Mục Kiền Liên mà hôm qua thầy giảng á. Đó, nhận là nhận công đức ấy, chứ đâu phải nhận mà cái đồ chúng ta đốt xuống dưới âm ti địa phủ họ nhận được đâu. Không bao giờ có, thầy lấy danh dự của người tu để khẳng định với các quý vị là không bao giờ có. Đó. Không bao giờ họ nhận được những cái đồ cúng ấy. Đấy chỉ là chúng ta mị dân, lừa nhau mà thôi. Mà cái tục đốt vàng mã nó không phải trong Phật giáo. Đó là nó gì? Ở bên nhà Nho và của Trung Quốc.
xuất phát từ bên cái đạo Nho, bên Nho giáo của Trung Quốc, bên cái tục gọi là thọ mai. Tức là cái tục gì? À, tống táng, an táng người chết á, của văn hóa tín ngưỡng á, Trung Quốc. Nó truyền bá vào Việt Nam chúng ta. Ở cái thời, đặc biệt cái thời kỳ sau nhà Trần, là thời kỳ nhà Trịnh Nguyễn đằng ngoài, nhà Lê, nhà Trịnh đằng ngoài và nhà Nguyễn đằng trong. Sau rồi đến thời nhà Nguyễn nữa, sau này đến thời Pháp thuộc nữa, và chúng ta thấy. Và từ đó cái tục lệ đốt vàng mã chúng ta càng ngày càng gì? Càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gọi là gây ra tốn kém, vừa tốn kém về tiền của, lại vừa làm ô nhiễm môi trường, vân vân. Chúng ta không nên bỏ hẳn đi. Chùa Khai Nguyên chúng tôi bỏ bao nhiêu năm nay, từ khi tôi về đây, tôi giáo hóa cho Phật tử bỏ, từ ngày đó chúng ta thấy chùa vẫn phát triển, vẫn đông tăng ni, vẫn đông tín đồ Phật tử, vẫn đông Phật tử thập phương đến chiêm bái lễ Phật. Đâu có không đốt vàng mã là Phật tử không đến đâu, mà họ còn đến càng nhiều hơn. Những người tri thức, những người hiểu biết, họ tìm đến chùa, tìm đến với các thầy càng ngày càng đông hơn. Thậm chí có cả những nguyên thủ quốc gia họ còn tìm đến cơ mà. Thì chúng ta phải biết rằng mình mà làm không đúng thì làm sao á, họ phục mình, họ kính trọng mình, họ đi theo mình, họ ủng hộ mình, họ giúp đỡ mình, họ tin tưởng mình. Đó, các vị nên nhớ cái điều đó. Cũng mong rằng cái này tăng ni Phật tử chúng ta mở rộng ra để kiên quyết là gì? Bài trừ và xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan còn ở trong cửa Phật của chúng ta. Chúng ta bây giờ không làm thì bao giờ cho làm được? Chúng ta đừng có nghĩ rằng ôi giờ các cụ ngày xưa không làm được, mình bây giờ làm sao được? Làm được. Các cụ không làm được thì mình làm được thì mới gì? Mới quý, mới tốt chứ. Đã xin nói với bởi vì các vị đó, chùa Khai Nguyên trong tất cả hệ thống chùa chiền của chúng tôi chủ trì, không có một chùa nào chủ trương đốt vàng mã và tiền vàng cả. Không có một chùa nào luôn. Mà Phật tử thuần thành ở trong đạo tràng chúng tôi cũng không có Phật tử nào đi lễ mua tiền vàng, vàng mã luôn. Vậy mà gia đình họ vẫn gì? Vẫn an vui, vẫn hạnh phúc. Làm ăn vẫn gì? Gặp nhiều may mắn. Trong cuộc sống gì? Vẫn tốt đẹp bình thường. Chỉ trừ những người họ mới đến chùa một vài lần, họ chưa phải là Phật tử thuần thành ở trong đạo tràng, họ chưa nghe pháp của chúng tôi nhiều, họ đến chùa họ còn mang theo một chút gọi là cái tiền vàng. Nhưng mà khi đến nhà chùa cũng nhẹ nhàng nói với họ, các Phật tử nhẹ nhàng nói với họ thì họ cũng hoan hỉ, họ cất đi, họ không dâng nữa. Đại đa số thế. Chứ còn Phật tử đến và nghe pháp một thời gian thuần thành rồi thì khẳng định với các quý vị không còn ai đốt vàng mã. Những Phật tử thuần thành của đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên chúng ta, các Phật tử bỏ từ lâu lắm rồi, mấy năm nay rồi. Còn thầy thì bỏ từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, đã không chủ trương đốt vàng mã rồi. Vì ngày xưa gần Đức Pháp Chủ, gần các vị tôn túc hòa thượng lớn trong giáo hội, các cụ khuyến khích là tăng ni học xong về trụ trì các chùa nên bỏ những cái hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan, như là đốt vàng mã hình nhân thế mạng tiền vàng kia đi. Thì các thầy, một số các thầy trong khóa học của thầy bây giờ đã và đang làm được cái điều đó rất là tốt. Mà chùa chiền cũng phát triển, đạo tràng cũng phát triển. Phật tử thì tinh tiến, tu hành đúng chính pháp. Thực sự là Phật giáo Việt Nam chúng ta thấy như thế là có cái điểm sáng bắt đầu được nhen nhóm lên rồi vậy. Mong rằng mỗi Phật tử chúng ta học Phật đều cùng nhau chung tay để đẩy lùi những cái hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan còn ăn sâu ở trong Phật giáo Việt Nam chúng ta mấy trăm năm nay. Bây giờ chúng ta cố gắng, chúng ta cùng nhau chúng ta bỏ đi là cái tốt nhất. Đó. Cho nên câu hỏi đấy thì xin trả lời như vậy, mong các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ.
chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cái tục lệ đốt vàng mã. Vì đâu mà có? Chúng ta thấy không phải của Phật giáo chúng ta, cũng không phải của cha ông chúng ta ngày xưa đâu. Đó. Mà nó du nhập từ Trung Quốc sang. Đấy. Những cái gì nó du nhập mà nó không hay không tốt, chúng ta thẳng tay chúng ta bỏ nó đi, giữ lại làm gì nữa? Vừa tốn kém lại vừa gì? Làm ô nhiễm môi trường. Còn Phật tử hỏi rằng á, là ý nữa là gì? Là xin thầy khai thị cho được biết sắm lễ như thế nào đầy đủ. Sắm lễ thành tâm là đầy đủ nhất các quý vị. Còn biết thế nào là đầy đủ? Mình cứ thành tâm thôi. Nhà có điều kiện thì mình phải sắm lễ làm sao nó nhìn nó cũng phải bắt mắt. Đó. Giống như hôm trước thầy cũng có nói một trường hợp đến một gia đình làm lễ cho một gia đình Phật tử ấy. Nhà rất có điều kiện. Nhà hai cái ô tô đi, vợ một cái, chồng một cái. Tức là nhà rất giàu. Nhưng mà sắm cái lễ cũng thần linh gia tiên các vị biết không? Đừng mấy cái quả cam, quả quýt bé xíu xíu như họ bán nó héo quặt, héo quẹo ở ngoài chợ rồi mua về. Như vậy không phải là thành tâm. Như vậy là keo kiệt, như vậy là bùn xỉn. Đối với thần linh gia tiên nhà mình mà mình còn keo kiệt bùn xỉn như thế thì không thể gọi là đầy đủ được, không thể gọi là thành tâm được. Ví dụ chúng ta không có điều kiện kinh tế, mình nói là nôm na là gia đình nghèo, không có tiền để sắm lễ thì mới phải gọi là thành tâm. Thế trường hợp mà nghèo không có gì thì chỉ cần ba bát nước trắng dâng lên cúng trước thần linh gia tiên, ông bà ông vải nhà mình các cụ cũng chứng cho rồi. Đấy là thành tâm. Chỉ cần ba bát nước về, ba chén nước và tuần hương, thế là được rồi. Thậm chí nếu mà không có tiền mua hương thì cần ba bát nước dâng lên đó vậy, nhất tâm niệm Phật 10 hơi để lấy công đức đó để hồi hướng công đức thì cũng tốt rồi. Đó. Chứ còn hỏi rằng sắm lễ như thế nào cho đầy đủ, cho đúng pháp thì đầy đủ thì không biết thế nào. Chúng ta cứ sắm làm sao nhìn cái ban thờ chúng ta được trang nghiêm đẹp đẽ trong những ngày lễ, ngày Tết, ngày Vu Lan này là được. Đó. Còn như pháp rồi, sắm lễ như pháp đó là như lúc nãy thầy nói rồi, hình nhân thế mạng vàng mã vân vân, cái đồ đó thì bỏ đi. Hay là gì, chúng ta là người Phật tử theo Phật, những ngày lễ như thế này chúng ta cũng không nên sát sinh hại vật để dâng cúng ông bà ông vải tổ tiên nội ngoại, vì làm như thế thì càng tổn phúc họ vậy. Đó là như pháp, thanh bông hoa quả mà cũng là như pháp, làm mâm cơm chay nữa được thì càng tốt, đấy cũng là như pháp. Đó. Xin trả lời câu hỏi thứ hai như vậy. Sang câu hỏi thứ ba, Phật tử hỏi là: A Di Đà Phật, con xin kính chúc thầy và tăng ni luôn mạnh khỏe. Con có câu hỏi xin thầy tử bi giải đáp giúp con. Tại sao khi niệm Phật con hay bị nhức ở phần giữa hai lông mày, tức là phần gì chỗ ấn đường đấy ạ, giữa hai lông mày đấy, giữa ấn đường, như muốn là mở toang cửa ra. Phật tử nói là khi niệm Phật thì giữa khoảng ấn đường, tức là giữa khoảng đoạn giữa đoạn hai lông mày đó, đau nhức như là muốn mở toang cửa ra. Con xin thầy chỉ dẫn cho con cách khắc phục để con không bị mở con mắt thứ ba ra. Con xin tri ân công đức của thầy. Chúng ta tu kiểu như thế thì chẳng mấy mà tẩu hỏa nhập ma. Tu kiểu như thế này thì chẳng mấy mà lại thành ông đồng bà cốt, tẩu hỏa nhập ma chứ toi. Chắc là vị này trước đây cũng có tu theo các pháp môn gọi là luyện khí công rồi đấy, tôi đoán thế. Thường thường là những cái người như thế này là hay tu theo cái kiểu đó trước rồi bây giờ mới tu theo Phật. Tôi gặp nhiều trường hợp như thế này rồi. Đó. Đi tu theo các pháp môn để luyện khí công đấy, để chữa bệnh này, luyện khí công để cho nó khỏe, luyện khí công thế này nọ kia này,
Nhưng theo một thời gian là người trở ra người, ngợm trở ra ngợm. Tức là muốn làm người bình thường lúc đó cũng khó, nó chẳng làm người bình thường được nữa. Không tự làm chủ được bản thân mình nữa. Đấy, bảo họ là ma thì cũng không phải. Thì họ vẫn sống sờ sờ ra đấy. Họ vẫn gì? Còn là sự hiểu biết. Nhưng mà lúc thì thế này, lúc thì thế nọ, lúc thế kia. Cho nên tôi mới nói là nửa người nửa ngợm này. Cái này rất nguy hiểm các quý vị. Tu theo cái kiểu như này là rất nguy hiểm. Cho nên Phật tử này, thầy khuyên là nếu mà muốn đi đúng chính đạo thì bây giờ bỏ hết cái ý nghĩ con mắt thứ ba ấy đi, bỏ hết đi. Thường phải sám hối. Bây giờ thì dành cái thời gian đấy khoảng độ 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Thường là lễ Phật để sám hối, chứ không ngồi tính tọa niệm Phật nữa. Bây giờ ngồi tính tọa niệm Phật thì lại nghĩ tới gì? Lại nghĩ tới cái con mắt thứ ba ấy. Để chết tôi. Cho nên thay đổi ấy, cái cách hành trì lễ niệm đi. Thay vào cái phương pháp ngồi tụng kinh, niệm Phật và ngồi thiền đó, vân vân đó. Thì bây giờ là thay vào cái phương pháp lễ Phật và đi kinh hành. Tức là động, tu động đi. Lễ Phật thì có cách thì mình lễ Phật bình thường này, hoặc là lễ Phật đi học này, hoặc là vẫy tay dịch cân kinh này, như các thầy đang hướng dẫn đó. Cái đó cũng là một phương pháp này. Tốt. Vừa tốt cho sức khỏe, vừa tu tập được. Và đi kinh hành. Đó, Phật tử này bây giờ tu động, chuyển sang tu động một thời gian khoảng độ tầm mấy tuần, 3 tuần cho đến 7 tuần hoặc là 100 ngày vậy đó. Bao giờ mà mình tu mà thì mình cảm thấy không còn máy máy, không còn đau ở chỗ cái giữa hai chặng mày đó nữa thì mới được. Mà không bao giờ được nghĩ tới đó là con mắt thứ ba nữa. Buông đi. Nó hiện lên một cái liền buông đi. Buông ở trong tâm nhé. Buông hẳn ở trong tâm. Đó. Buông hẳn trong tâm, không nghĩ tới nó nữa. Chỉ nghĩ tới câu Phật hiệu A Di Đà Phật thôi. Và hướng tâm đi xuống chủ ở nơi đan điền, đừng hướng tâm lên đó. Tâm nó đặt lên đó một cái là liền dẫn tâm xuống chủ ở đây đan điền, tức là dưới rốn mình khoảng 3 ngón tay đặt nằm như thế này xuống. Tức là khoảng nơi ban dưới rốn mình khoảng độ 3 đến 5 phân. Đấy, hướng tâm xuống đó. Đó. Hoặc là khi niệm Phật đó, ngồi niệm cũng được. Nhưng mà khi cứ thấy đau đau chỗ đó một cái là không để tâm ở đó mà hướng tâm xuống nơi đan điền, trụ nơi đan điền. Thì dần dần bệnh kia sẽ hết thôi. Đấy. Đảm bảo với các quý vị dần dần bệnh ấy sẽ hết. Nhưng mà phải không được nghĩ tới nó, phải buông nó đi. Cho dù có Phật Bồ Tát đến bảo rằng con sắp sửa được khai nhãn rồi, hãy cố tu lấy một vài ngày nữa con sẽ được gì? Khai được thiên nhãn. Đấy là sẽ mở con mắt thứ ba cho con. Kể cả Phật Bồ Tát hiện ra trước mặt mình bảo thế mình cũng không nghe. Vì sao? Vì đó không phải là Phật thật. Đó là ma giả Phật. Còn Phật thật không bao giờ bảo chúng ta tu như thế. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Phật thật không bao giờ bảo chúng ta tu như thế. Và đệ tử Phật thật cũng không bao giờ dạy chúng ta tu như vậy. Đảm bảo với các quý vị. Chúng ta xem trong tất cả Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận, và các vị thiền sư, các vị pháp sư, các vị đại sư, các vị tổ sư, không có một vị thiền sư, pháp sư, đại sư, tổ sư chân chính nào lại dạy chúng ta tu hành để mở con mắt thứ ba, hay là mở huyệt bách hội, mở các huyệt ở trên thân thể để mau được đắc đạo đâu. Không bao giờ có. Đắc đạo là ở gì? Ở giới đức trang nghiêm, định tuệ đầy đủ, tu hành tinh tiến. Đó. Thì mới được giác ngộ và giải thoát, mới được khai thông thiên nhãn, thiên nhĩ, nhẫn đến gì? Sáu pháp thần thông, dần dần cũng đầy đủ vậy. Đó. Cho nên nhà Phật chúng ta các vị tuyệt đối nhé. Bất cứ vị sư nào mà dạy chúng ta tu, có cái pháp tu nào mà
gọi là mở huyệt Luân Xa, mở huyệt Bách Hội, mở huyệt Ấn Đường, hay là mở huyệt Hậu Môn, mở huyệt lòng bàn chân, vân vân gì đó để mau đắc đạo, đều là sai pháp hết, đấy là tà ma hết. Cho dù vị đó là sư, nhưng mà sư gì? Sư đi lầm đường lạc lối rồi. Đảm bảo với các quý vị 100% vị nào mà dạy như thế là vị đó đang lầm đường lạc lối. Chúng ta mà theo là chúng ta gì? Cũng đi xuống cái vực thẳm quỷ thần với họ mà thôi. Mất đi cơ hội giác ngộ và giải thoát để theo con đường tà ma ngoại đạo mà thôi. Đấy, cho nên Phật tử chúng ta nhớ cái điều đó. Phật giáo lấy giới định tuệ làm căn bản để tu tập. Chúng ta phải chỉ trai giữ giới, làm những việc thiện, chịu khó, tinh tiến, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, chỉ chú, vân vân. Tất cả những việc thiện có thể chúng ta đều làm, thì đó mới là con đường chân chính tiến lên cảnh giới niết bàn thanh tịnh, giác ngộ giải thoát của nhà Phật chúng ta. Chúng ta nhớ cho thầy, đạo Phật là gì? Là một nền giáo dục, là một tôn giáo thiên về giáo dục, về nhân cách, về trí tuệ, và về lối sống cư xử lành mạnh, tốt đẹp, chân thiện mỹ, chứ không phải là hướng dẫn cho chúng ta đến cái chỗ gọi là mê tín dị đoan, cầu mong thần thông để chữa bệnh cho mọi người, hay để thế này thế nọ thế kia vân vân. Các vị biết trong chùa của thầy có một vài người cũng có khả năng nhìn thấy chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai của một số Phật tử, một số người này người nọ kia kia, thầy cấm hết. Người nào bảo thầy không, thầy bảo mà không nghe, thầy trục xuất ngay, nhất định không để những người đó ở trong chúng. Vì họ ở trong chúng thì chúng ta biết họ sẽ kéo theo không biết bao nhiêu Phật tử lầm lạc. Cho nên thầy đối với những người như thế, thầy rất quyết liệt, bảo mà không nghe thì chỉ có xuất chúng thôi, không thể nào mà chấp nhận được. Các vị cũng đừng có bao giờ nghĩ rằng ô thầy có biết cái cảnh giới đó đâu mà thầy gì mà thầy chẳng nói thế. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Các vị nghĩ như thế là các vị lầm. Chưa xuất ra những cảnh giới tương tự như vậy thầy đã biết rồi. Thầy đã trải qua những cái cảnh giới đó từ khi chưa xuất ra rồi. Con kính bạch thầy, nhà con có một bức tranh Thích Ca Mâu Ni Phật đang treo ở tầng dưới. Con muốn treo lên cạnh ban thờ có được không ạ? Con và mẹ con phát nguyện thọ trì, đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhưng mẹ con không biết chữ, chỉ niệm Phật thôi, có được không ạ? Vì công việc nên có hôm hai mẹ con lên thời khóa không trùng với thời khóa của nhà chùa, thì gia đình con có được công đức không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Thầy xin trả lời câu hỏi thứ nhất của một Phật tử gửi về cho ban tổ chức và cho thầy. Câu hỏi của Phật tử có 3 ý. Ý thứ nhất hỏi rằng gia đình có bức tranh đang treo ở tầng dưới, nay muốn chuyển lên trên ban thờ có được không? À, được. Cái này được. Chúng ta chuyển lên cho trang nghiêm là được. Phật tử có thể chuyển từ tầng 1 lên trên tầng thờ, treo làm sao đó cho nhìn được trang nghiêm thì cũng tốt thôi, không sao. Còn nếu để tầng dưới mà nó trang nghiêm, mình để thì mình đi qua đi lại để cho mình cùng ngắm và khách cùng ngắm, nhìn thấy cái tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát
người ta hoan hỷ phát tâm bồ đề thì cũng được, cũng không sao. Cũng không nhất thiết là cứ phải là treo lên. Tùy theo, nếu để dưới mà cái chỗ nó trang nghiêm rồi thôi, còn nó để chân cầu thang thì mình thôi, mình chuyển lên trên. Còn nếu là trang nghiêm mà để cho mọi người cùng ngắm, cùng hoan hỷ, kể cả khách đến nhà mình gieo duyên cho họ thì cũng được. Cũng rất là tốt, cũng không ảnh hưởng gì. Trừ trường hợp mà chúng ta để ngay chân cầu thang mà chúng ta đi đi lại lại, nó không được trang nghiêm, không được tôn kính, thì chúng ta để lên trên tầng tầng trên, tầng thờ cho tôn kính thì được. Đã xin trả lời câu hỏi như vậy. Kể cả các Phật tử chúng ta, ai mà gia đình ai có những bức tranh đang treo tương tự thì chúng ta cũng có thể áp dụng một trong hai cách đó đều được cả. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi rằng hai mẹ con phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh như bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhưng mà mẹ không biết chữ thì niệm Phật thôi có được không? Được, cũng được luôn. Mẹ không biết chữ thì làm sao mà đọc được kinh? Chỉ có con đọc và mẹ nghe niệm Phật theo thôi thì cũng được. Hoặc là lúc mà con tụng kinh thì mẹ nghe theo kinh. Nếu muốn nghe theo kinh thì cứ nhất tâm để nghe theo theo kinh. Sau đó thì vào lúc niệm Phật thì cả hai mẹ con cùng niệm Phật thì càng tốt. Hoặc là mẹ cứ niệm Phật trước đi hoặc sau con thì cũng được. Hoặc là đến khi đã lên thì mẹ cứ niệm Phật thầm ở trong tâm. Đến khi mà con tụng hết kinh thì mẹ cùng niệm Phật to với con trong lúc niệm Phật thì cũng được. Cái trường hợp này thì chắc Phật Bồ Tát cũng phải khai cho thôi, biết làm thế nào. Vì không biết đọc, không biết viết mà. Thế thì làm sao mà đọc được. Thế nhưng hai mẹ con phát nguyện như thế là cũng quý lắm rồi, nhân duyên lắm rồi. Thế nên cố gắng tu tập cho tốt. Ý thứ ba nữa, Phật tử hỏi rằng vì công việc bận bịu cho nên cũng có khi hiện lên thời khóa không trùng với thời khóa của chùa, thế như vậy thì có được công đức không? Bảo vẫn được bình thường, không sao, chúng ta vẫn được công đức bình thường. Đấy, trùng vào thời khóa nhà chùa thì chúng ta lên để đọc cùng thì cũng tốt. Mà vì chúng ta bận bịu công việc mà không lên trùng được vào thời khóa, chúng ta lên trước một chút hoặc sau một chút thì cũng được. Cái cơ bản là khi chúng ta đọc tụng kinh điển của Phật, chúng ta nhất tâm, chúng ta nhiếp tâm để chúng ta thọ trì đọc tụng như lý như pháp, y áo trang nghiêm, oai nghi tế hạnh đầy đủ. Vào đó, vào tới ban Phật rồi, tới ban thờ Phật, thờ thần linh gia tiên nhà mình nói nôm na là vào tới phòng thờ rồi phải ăn mặc y áo cho nó trang nghiêm. Tốt nhất lên tụng kinh là nên mặc áo dài, tức là áo tràng đó, để cho trang nghiêm, khác với khi chúng ta sinh hoạt bình thường. Giống như các sư bình thường thì sinh hoạt làm việc công quả thì mặc quần áo ngắn bình thường thôi, nhưng mà khi lên khóa lễ là phải y phục cả tha cả sa áo thục cho trang nghiêm. Khi mà lên tụng kinh lễ Phật là phải cả sa áo thục trang nghiêm. Còn bình thường có đi cảnh sách niệm Phật thì cũng phải mặc áo thụng hoặc là mặc áo dài, tức là áo tràng đó, để lên lễ Phật niệm Phật thì mới trang nghiêm. Cho nên Phật tử chúng ta cũng nên y giáo phụng hành như thế để cho cái khóa lễ của chúng ta nó được trang nghiêm và thành tựu viên mãn. Chứ cũng không nên là nghĩ rằng đây nhà của chúng ta, chúng ta mặc áo cộc, quần cộc, chúng ta lên chúng ta tụng kinh như thế là không trang nghiêm. Mặc dù là nhà của chúng ta, nhưng khi lên lễ Phật là chúng ta phải trang nghiêm và thành kính. Chứ không có là nghĩ là thôi nóng quá thì thôi mặc quần sóc rồi áo áo cộc cũng được. Như thế thì nó không còn cái sự thành kính nữa.
không còn sự tôn nghiêm trong đó nữa. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng lưu ý cái đó. Còn thì tụng trùng với thời khóa của nhà chùa hoặc là không trùng thì cũng không sao, không nặng nề lắm, đều có công đức cả. Công đức cốt ở cái chỗ nhiếp tâm và nhất tâm và thành kính thì sẽ được thôi. Như là Ấn Tổ đã nói, thực hành lễ Phật, niệm Phật vân vân, nếu là có một phần công đức, có một phần thành kính thì sẽ có một phần công đức. Có 10 phần thành kính thì sẽ được 10 phần công đức. Nhấn đến có 100.000 phần thành kính thì sẽ có 100.000 phần công đức vậy. Đó. Cho nên công đức là ở chỗ chúng ta có thành kính hay không, oai nghi tế hạnh đầy đủ hay không, y phục có trang nghiêm hay không, lúc thọ trì đọc tụng có nhiếp tâm hay không, có nhất tâm hay không, thì công đức là ở chỗ đó. Thế còn nếu mà trùng vào thời nhà chùa, khóa nhà chùa thì cùng tụng cho hoan hỷ, tạo thành cái động lực, cái cộng nghiệp, cộng hưởng tốt hơn thì càng tốt, tạo thành cái làn sóng âm mạnh mẽ hơn thì càng tốt. Đó. Nên trả lời câu hỏi thứ nhất như vậy. Câu thứ hai, có Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, con bạch thầy, con làm rằm tháng 7 ở nhà nhưng không cúng quần áo vàng mã mà con cúng tiền vàng và tiền trần, có được không ạ? Nếu gia đình con không cúng vàng mã thì người thân của chúng con có bị thiếu không ạ? Con xin thầy khai thị cho chúng con được biết để sắm lễ đầy đủ đúng như pháp ạ. Ở đây Phật tử có hỏi: rằm tháng 7 tới đây, ở nhà không cúng quần áo, tức là quần áo giấy đó hả? Đó, không cúng quần áo đó, quần áo giấy đó. Nhưng mà có cúng vàng mã và không cúng quần áo và không cúng vàng mã, nhưng mà có cúng tiền vàng và cúng tiền trần, có được không? Xin thưa các vị, cái vấn đề vàng mã, trong mấy năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có chỉ thị, có chỉ đạo từ trung ương xuống địa phương, thậm chí xuống tới cả các chùa ở cấp cơ sở như là xã phường, quận huyện, vân vân. Nhưng mà tăng ni thì không phải là chùa nào cũng chấp hành. Phật tử thì không phải ai cũng đã hiểu được. Cho nên chúng ta thấy là mặc dù là Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có hướng dẫn, có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cụ thể cho tăng ni ở các cấp, ở trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong cả nước, vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy mỗi dịp Tết đến xuân về, Vu Lan báo hiếu, những ngày sóc vọng tổ sư, những ngày cúng tuần 35-49, hoặc là những cái đàn lễ giải oan cát kết vân vân, chúng ta thấy ở nhiều chùa còn tổ chức là đốt vàng mã rất là nhiều, đặc biệt là vào dịp tháng 7. Còn rất nhiều những ngôi chùa, kể cả chùa đã có sư trụ trì nhưng mà vẫn đốt vàng mã, đốt hình nhân thế mạng, đốt vàng mã, đốt ô tô, đốt máy bay, đốt đủ các thứ hết luôn các quý vị. Nhà lầu, xe hơi, đốt cả Boeing 747, đốt cả Mercedes, đốt cả Rolls Royce, vân vân, nhưng toàn làm bằng giấy cả. Thế bây giờ chúng ta nghĩ xem, ở trên cõi trần chúng ta này, tức là cõi dương thế chúng ta này, mỗi quốc gia đã có pháp luật, mỗi mỗi quốc gia đều có pháp luật riêng, đều có
cái đồng tiền để lưu hành trong quốc gia riêng, đúng không? Đó, ví dụ Việt Nam có ngân hàng nhà nước Việt Nam, rồi có cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam, và chúng ta thấy bên trên hệ thống ngân hàng còn cả một cái hệ thống quản lý nhà nước, đó là Bộ Tài chính, đó là Thống đốc Ngân hàng, và trên đó thì còn có Chính phủ. Đó, đâu có phải là tiền tệ trong mỗi quốc gia muốn in ra thì in đâu. Nếu mà chúng ta biết là ở trong mỗi quốc gia tiền cứ thiếu cứ đi mà in ra thì nó bị lạm phát thôi. Đó, giống như một đất nước ở bên châu Phi, châu Phi hay là châu Mỹ nhỉ, nước gì mà lần trước nói rồi đấy. Đó, họ phải đem tiền ra để mua được một cân thịt, phải đem tiền ra để cân này thành mấy chục cân tiền mới mua được một cân thịt đó. Mấy chục cân tiền mới mua được một cân gạo, chúng ta thấy đó. Với cái tội là cứ in tiền ra, cứ tự in tiền ra cho thật nhiều, khi nó lạm phát kết quả là đất nước điêu đứng, cho đến bây giờ họ vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng đó đâu. Qua đó chúng ta thấy có thể chúng ta tư duy một chút, chúng ta thấy mỗi quốc gia ở trên thế giới này đều có hệ thống chính trị pháp luật riêng ở trong quốc gia của họ, có cái hệ thống quản lý tiền tệ riêng ở trong quốc gia của họ, nó có sự độc lập, có sự quản lý. Huống chi là bây giờ cả quái âm và quái dương, quái dương chúng ta có pháp luật của quái dương, trong pháp luật quái dương chúng ta thấy cũng có pháp luật của các quốc gia. Thì quái âm cũng thế thôi, họ cũng có pháp luật của họ, cũng có các quốc gia ở dưới quái âm. Cụ thể như trong kinh sách nhà Phật hay là của các tôn giáo thì nói ở dưới quái âm cũng có các vị thần. Ví dụ có các vị Phật giáo chúng ta hay nói đến Thập Điện Minh Vương, tức là 10 vị cai quản ở dưới âm ti địa phủ. Đệ nhất là Điện Tuần Quảng Minh Vương, đệ nhị điện thì Sở có ông Sở Giang Minh Vương, đệ tam điện thì có ông Tống Đế Minh Vương, đệ tứ điện thì cho đến đệ ngũ điện, đệ thập điện, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục, đệ thất, đệ bát, đệ cửu, đệ thập đó, đều có các vị Minh Vương cai quản ở dưới đó. Từ đệ nhất điện Sở Giang Minh Vương cho đến đệ cửu điện Đô Thị Minh Vương cho đến đệ thập điện Chuyển Luân Minh Vương, 10 vị Minh Vương ấy cai quản ở dưới quái âm ti địa phủ. Đồng nghĩa rằng các vị cai quản ở dưới đó thì họ cũng có pháp luật, có hệ thống tiền tệ của họ chứ. Đâu có phải là trên dương thế chúng ta cứ in xong đem xuống dưới là tiêu được đâu. Chúng ta biết mà cái tiền chúng ta in tiền giả, tiền đô la giả để cúng cho tiền âm phủ đô la giả mà. Ở Việt Nam chúng ta in thì bán thoải mái, nhưng chúng ta đem sang châu Âu, chúng ta đi qua sân bay nó bắt chúng ta ngay. Nó bảo chúng ta in tiền giả, buôn bán tiền giả. Chúng ta có giải thích đây là tiền âm phủ ở Việt Nam, nó không nghe, bắt luôn. Khởi tố hình sự ngay các quý vị. Đấy, ngay quái trần của chúng ta mà đã thế rồi, huống chi là xuống dưới là quái âm. Cho nên xác định với nhau rằng đem đốt tiền tài của cải vàng mã xuống cho người quái âm, khẳng định với các quý vị không nhận được. Chỉ là ma quỷ nó giả vờ để nói gì? Nó lừa gạt người dương thế, người trần thế chúng ta, người trần mắt thịt chúng ta
để cho cúng kiếng cho nó mà thôi, để nó ăn mà thôi. Cúng thì không phải là nó cúng nó lấy cái đồ vàng mã ấy, mà nó cúng nó lấy gì. Có ai bây giờ lập đàn cúng mà chỉ cúng vàng mã không đâu, mà phải cúng gà, cúng xôi, cúng thịt, cúng thanh bông hoa quả vân vân. Đó thì nó gì? Nó thụ hưởng cái gì? Cái đồ lễ cúng kia. Còn cái vàng mã nó chỉ là cái nó che mắt đó, thế gian chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng sống ở trên đời là cần gì phải tu, cần gì phải làm việc thiện. Chỉ cần khi chết là con cháu người thân đem cúng tiền tài vàng bạc của cải châu báu cho thoải mái mà dùng, thoải mái mà sử dụng. Nguy đấy các quý vị. Thầy lấy danh dự của đệ tử Phật ra, danh dự của người xuất gia, của người tu hành ra mà nói thật với các quý vị. Tất cả những cái đồ vàng mã, hình nhân, thế mạng, vân vân đó, đem cúng cho người mất, họ không nhận được, đều không nhận được. Nó chỉ là do quỷ thần nó dựa vào để nó lừa phỉnh thế gian chúng ta đi vào đường tà mà thôi. Nó làm cho chúng ta đi vào đường tà. Chúng ta cứ nghĩ rằng chẳng cần phải tu phúc tu thiện, chẳng cần phải tin nhân tin quả, chỉ cần là cúng cho người âm là người âm nhận được. Thế thì trên cuộc đời này chúng ta biết rằng còn ai nghĩ tới nhân quả nữa, còn ai biết sợ nhân quả nữa, ai muốn học nhân quả nữa. Đó. Xác định với chúng ta như thế, cũng giống như ở quái trần chúng ta này thôi. Không đi làm mà muốn có ăn thì chỉ có đi trộm đi cắp. Mà đi trộm đi cắp thì một vài lần đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Bị công an bắt, bị pháp luật trừng trị thì ngồi ở trong nhà đá mà bóc lịch. Lúc đó mới thấy là nhục, mới thấy là khổ. Lúc đấy mới thấy ăn năn thì cũng không kịp nữa rồi. Đó. Cho nên qua đây thì cũng nói với các Phật tử chúng ta, chứ chúng ta cứ mạnh dạn bỏ quần áo, tiền vàng, nói chung là đồ vàng mã vào cái dịp cúng rằm tháng 7 hay là ngày lễ, ngày Tết, hay ngày tuần, ngày tiết, ngày 35, 49 đó, vân vân, các vị cứ bỏ hết đi cho thầy. Chúng ta chỉ thành tâm thanh bông hoa quả, hoặc là làm cơm mà để cúng, vân vân. Làm những cái đồ thật đó để cúng. Nhưng còn nếu mà muốn cúng để cho yên tâm thì chúng ta mua gì? Mua có điều kiện thì mua cho các vong mỗi một cụ một bộ quần áo. Nam thì cúng quần áo nam, nữ quần áo nữ. Cúng vàng dâng lên để cúng cho mình yên tâm. Sau đó thì chúng ta cất cho gọn gàng đi, chuẩn bị đến mùa đông thì có các nhóm thiện nguyện đi làm từ thiện đó. Chúng ta đem cái đó chúng ta làm từ thiện lên cho bà con vùng cao. Đấy thì gọi là vừa giải quyết được cái vấn đề đức tin, vấn đề cái niềm tin về tâm linh chúng ta, vừa giải quyết được cái vấn đề gọi là ủng hộ cho bà con vùng cao khi mùa đông đến, có bộ quần áo đó để mặc cho nó đỡ giá rét. Vì trên vùng cao miền núi của các tỉnh phía Bắc chúng ta đến mùa đông là gì? Rất là lạnh. Đó. Thế thì còn có thể gọi là châm trước, còn có thể gọi là phương tiện để cho chúng ta vừa an tâm, vừa được cả đôi đường. Còn chúng ta thì thay bằng cái tiền vàng đó, chúng ta cứ đem dâng cái tiền thật mình lên ấy. Dâng lên mình cúng xong rồi thì có thể mình là đem bố thí cho người nghèo, hay là đem mua phóng sinh. Dâng lên cúng xong rồi cái tiền đó đem bố thí cho người nghèo, đem mua phóng sinh, hoặc đem cúng dường làm các việc thiện thì nó còn có gì? Nó có lợi ích. Cái lợi ích thực sự là ở cái chỗ phóng sinh, ở chỗ cúng dường, ở chỗ bố thí cho người nghèo ấy. Chứ còn không phải là dâng tiền lên mà là được lợi ích cái đấy đâu. Cái dâng tiền lên nó chỉ là cái vấn đề gọi là làm an tâm của chúng ta thôi. Bao nhiêu năm nay chúng ta cứ cúng tiền vàng quen rồi, bây giờ không có thì sợ rằng chúng ta cái lòng tin á, niềm tin vào trong Phật Pháp, vào trong chính Pháp của Đức Phật chúng ta chưa đủ, cho nên chúng ta còn lăn tăn. Cho nên thì thôi thì đấy cũng là phương tiện để chúng ta yên tâm.
khi chúng ta là cũng dâng lên cúng tiền trần kia rồi, tức là tiền chúng ta đang tiêu ở thế gian này rồi. Đấy, kiểu thế, thành tâm như thế để thể hiện cái tâm thành của mình đối với người ở đã khuất. Và đặc biệt là xong mình lại cúng xong mình lấy cái tiền đó để phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện để lấy công đức đó để hồi hướng cho họ. Thì cái đó thì được. Cái đó được. Đấy. Giống như mình cúng quần áo thật, cúng như đồ thật xong mình cất đi đến chuẩn bị đến mùa đông ấy, mình tùy hỷ cùng với các đoàn đi làm từ thiện ở vùng cao của các tỉnh miền núi ấy, vân vân, thì đó thì được. Đấy, mình chuyển như thế. Người Phật tử chúng ta học Phật chân chính phải nên làm như vậy. Các vị thấy đạo tràng của thầy ở đây có cúng đồ mã đâu, không cúng là vàng mã, cũng không cúng là quần áo giấy, không cúng hình nhân thế mạng, nói chung là không cúng tất tần tật những cái đồ giả ấy. Kể cả ngày lễ ngày Tết đến lễ hội Vu Lan rằm tháng 7 đều không cúng những đồ đó. Chỉ cúng những đồ thật thôi, thanh bông hoa quả cơm canh và có quần áo thì các Phật tử mua để cúng xong lại tập trung lại đấy để đến mùa đông phân phát lên cho bà con ở vùng cao. Chúng ta thấy đấy là vừa được an tâm lại vừa giúp đỡ được người khác thì mới có công đức. Còn cái đồ vàng mã đồ giấy kia xong chúng ta đem chúng ta đốt cái khói cả ra, có chùa là cúng là còn có khi còn cháy cả chùa vì cái tội đốt vàng mã nữa. Cho nên người học Phật chúng ta là phải giác ngộ ở cái chỗ đó. Học Phật mãi mà chả giác ngộ thì học để làm cái gì? Tụng kinh mãi, nghe pháp mãi mà chả giác ngộ được, chả bỏ được những cái gọi là cái mê tín dị đoan. Thì thực sự nói với các quý vị, học Phật như thế cũng bằng thừa. Học như thế là công đức, cái chả được là bao cả. Cho nên các Phật tử chúng ta phải gọi là phải tinh tiến để đoạn trừ những cái việc xấu, việc ác, cái việc phi pháp ở trong nhà Phật chúng ta bây giờ. Phật tử chúng ta nhất định không hưởng ứng thì dần dần là nó sẽ thành cái nếp và thành thói quen từ chúng ta, rồi lan ra cho nhiều người, truyền cảm hứng và nói cho nhiều người được biết, được giác ngộ để không cúng những đồ đó nữa. Thì chắc chắn dần dần Phật giáo chúng ta sẽ lấy lại được cái hình ảnh là một nền giáo dục đích thực, như là lời Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Chứ Phật giáo không phải là một tôn giáo mê tín dị đoan. Bây giờ chúng ta cứ đem đốt vàng mã như vậy, cúng kiếng linh đình để hình nhân thế mạng như vậy, rượu thịt để cúng kiếng lên ban Phật như vậy, lên đàn tràng của Phật như vậy, chúng ta vô hình chung là đang đi hủy nhục Phật Pháp, làm cho Phật Pháp bị thế gian là hiểu lầm. Đó. Họ nghĩ rằng Phật giáo là mê tín dị đoan, Phật giáo là đa thần giáo, Phật giáo là mê tín, thì chúng ta có lỗi với Đức Phật, có tội với chúng sinh, có tội với hậu thế vậy. Đó. Đặc biệt là những tăng ni càng cần phải giác ngộ cái điều đó để giáo hóa cho các Phật tử. Còn Phật tử chúng ta là phải hộ pháp, chúng ta là Phật tử chân chính hộ pháp. Những ngôi chùa nào mà cúng kiếng vẫn cứ hình nhân thế mạng, ô tô máy bay tàu hỏa nhà lầu xe hơi bằng giấy, mình có gọi là đồ vàng mã đó, rồi tiền vàng mã vân vân đó, những cái đồ đó mà cúng kiếng bảo chúng ta mua sắm những cái đồ, chúng ta biết rồi, thôi những cái chùa như thế tốt nhất chúng ta lánh đi. Các cụ ngày xưa nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta ở gần những con người mà không hướng cho chúng ta đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát
không đưa chúng ta thoát khỏi những cái bến mê thì cả đời này chúng ta vẫn mê. Đời này chúng ta mê thì kiếp sau chúng ta vẫn muội vậy. Không thể nào mà giác ngộ, không thể nào mà giải thoát được. Cho nên các Phật tử chúng ta cần phải suy nghĩ cho nó chín chắn, nó đúng đắn để mà đem áp dụng giáo lý của Đức Phật vào cuộc sống. Chúng ta nhớ cho thầy là Phật pháp là một nền giáo dục, chứ không phải là Phật giáo là một tôn giáo mê tín và dị đoan. Nhớ cái điều đó. Cho nên trường hợp Phật tử này và các Phật tử khác còn lăn tăn trong vấn đề là bỏ cúng quần áo vàng mã nhưng mà vẫn còn phải cúng tiền vàng, bỏ luôn đi, còn một chút nữa bỏ luôn. Quần áo vàng mã chúng ta bỏ được rồi, thế còn chút cái tiền vàng đó nữa cũng bỏ luôn được mà. Chúng ta biết những cái đồ đó toàn làm mấy cái loại giấy gì, nó không được sạch sẽ đâu các quý vị. Toàn những cái giấy bìa cắt tông với những cái giấy thì họ về họ dùng cái máy của Trung Quốc họ ép nhuyễn ra, họ cho và họ làm mà toàn cái giấy bẩn lắm, hôi hám, bẩn thỉu, đầy những cái côn trùng vi trùng ở đó, xong thì họ bôi phẩm màu lên, thế là nó thành gì, nhìn nó thành đẹp nhưng thực tế cái giấy nó rất là bẩn. Chúng ta vô tình là đem những cái đồ bất tịnh để lên trên ban thờ Phật, thờ thánh, thờ thần linh gia tiên nhà mình để dâng cúng, không nên. Một Phật tử thuần thành cứ thanh bông hoa quả mà dâng cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên nhà mình. Ngày lễ lớn thì là ngày lễ, ngày Tết, ngày Dỗ, ngày Chạp, Tết Thượng Nguyên, Vu Lan, Báo Hiếu này, Tết Trung Nguyên, Tết Trung Nguyên, Vu Lan, Báo Hiếu này, thì chúng ta làm mâm cơm chay mà cúng là tốt nhất. Những cái ngày như thế này thì chúng ta tránh sát sinh hại vật, đó là tốt nhất. Nếu mà gia đình Phật tử thuần thành thì tốt nhất là không sát sinh hại vật, không cúng mặn mà cúng chay là tốt nhất. Còn nếu mà gia đình mà chưa thuần thành theo Phật hết, bắt buộc phải vẫn là mâm cơm cúng mặn thì chúng ta ra chợ mua cái đồ làm sẵn như là gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe và không dặn họ giết con vật đó cho mình đó. Tức là mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thấy có tiếng nó kêu trước khi chết, và chúng ta không gọi điện để dặn họ trước để giết cho mình, vân vân. Đó, hướng cho cái quạt nó vào đây, quạt nó chạy đi đâu nóng quá. Bác Quảng ra cho cái quạt quay ra đây. Xin lỗi các Phật tử, nóng quá. Bật điều hòa, bật quạt nó chạy đi đâu. Điều hòa thì không quay được, quạt thôi. Nóng đổ cả mồ hôi ròng ròng ra mà nó để được. Quay nó vào đây. Đang cho chạy cái tít bên kia kìa. Cho nó lên trời làm gì. Các Phật tử hoan hỉ chút, nóng quá. Lại càng cho xa hơn thì làm sao mà nó mát nữa. Quay nó vào bên này. Đó, cái quạt này nó quay sang kia thì cái này mình phải quay vào. Đầu óc các bác kém quá. Cho nó chúi nó xuống. Quay nữa vào một tí nữa. Quay vào bên trong đấy. Rồi. Đó. Cho cái quạt này nó mát xuống tí. Nóng thế này cơ mà. Vâng, xin lỗi các Phật tử vì nóng quá không chịu được. Mồ hôi một cái nó ra. Nhá nhờ cái thất này nó bí, nó nóng. Chúng ta vào tiếp bài giảng. Thầy đang nói về trả lời Phật tử về đốt vàng mã trong dịp rằm tháng 7 này. Thì thôi chốt lại, tóm lại là chúng ta
quần áo vàng mã bỏ được rồi thì còn chút tiền vàng chúng ta bỏ nốt đi. Đấy, chúng ta dùng bằng tiền trần cúng xong thì chúng ta đem phóng sinh, rồi bố thí cho người nghèo, hoặc là cúng dường làm việc thiện vân vân, thì công đức còn có vậy. Đừng nên đi theo con đường mê tín dị đoan mãi. Chúng ta bây giờ sinh ra được thân người là khó được gặp Phật pháp, lại còn càng khó hơn. Nay thân người cũng đã được, Phật pháp cũng đã gặp, mà chúng ta cứ mê mãi á, chẳng ngộ á, thì không biết đến bao giờ cho giác ngộ được. Cứ bảo về Tây Phương mới giác ngộ, bây giờ chúng ta không chịu giác ngộ thì làm sao mà được về Tây Phương. Cái chúng ta học Phật nó phải thực tế như thế. Cái gì bây giờ chúng ta giác ngộ được thì chúng ta phải giác ngộ ngay. Chứ đừng có nghe người này nói một câu, người nọ nói một câu, chúng ta sợ là như thế, sợ ở dưới kia các cụ chúng ta thiếu thốn thế này nọ thế kia. Nhận được đâu mà thiếu hay là đủ, mà nhận cái công đức gì. Cái công đức chúng ta tụng kinh niệm Phật, chỉ chú lễ Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, giống như tôn giả Mục Kiền Liên mà hôm qua thầy giảng á. Đó, nhận là nhận công đức ấy, chứ đâu phải nhận mà cái đồ chúng ta đốt xuống dưới âm ti địa phủ họ nhận được đâu. Không bao giờ có, thầy lấy danh dự của người tu để khẳng định với các quý vị là không bao giờ có. Đó, không bao giờ họ nhận được những cái đồ cúng ấy. Đấy chỉ là chúng ta mị dân, lừa nhau mà thôi. Mà cái tục đốt vàng mã nó không phải trong Phật giáo. Đó là nó gì? Ở bên nhà Nho và của Trung Quốc. Nó xuất phát từ bên cái đạo Nho, bên Nho giáo của Trung Quốc. Bên cái tục là thọ mai. Tức là cái tục gì? Tống táng, an táng người chết của văn hóa tín ngưỡng Trung Quốc. Nó truyền bá vào Việt Nam chúng ta. Ở cái thời, đặc biệt cái thời kỳ sau nhà Trần, là thời kỳ nhà Trịnh Nguyễn đằng ngoài, nhà Lê, nhà Trịnh đằng ngoài và nhà Nguyễn đằng trong. Sau rồi, xong rồi đến thời nhà Nguyễn nữa, sau này đến thời Pháp thuộc nữa, và chúng ta thấy. Và từ đó thì cái tục lệ đốt vàng mã chúng ta càng ngày càng gì? Càng nghiêm trọng. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gọi là gây ra tốn kém. Vừa tốn kém về tiền của, lại vừa làm ô nhiễm môi trường, vân vân. Chúng ta không nên bỏ hẳn đi. Chùa Khai Nguyên chúng tôi bỏ bao nhiêu năm nay, từ khi tôi về đây, tôi giáo hóa cho Phật tử bỏ. Từ ngày đó chúng ta thấy chùa vẫn phát triển, vẫn đông tăng ni, vẫn đông tín đồ Phật tử, vẫn đông Phật tử thập phương đến chiêm bái lễ Phật. Đâu có không đốt vàng mã là Phật tử không đến đâu, mà họ còn đến càng nhiều hơn. Những người tri thức, những người hiểu biết, họ tìm đến chùa, tìm đến với các thầy càng ngày càng đông hơn. Thậm chí có cả những nguyên thủ quốc gia họ còn tìm đến cơ mà. Thì chúng ta phải biết rằng mình mà làm không đúng thì làm sao á, họ phục mình, họ kính trọng mình, họ đi theo mình, họ ủng hộ mình, họ giúp đỡ mình, họ tin tưởng mình. Đó, các vị nên nhớ cái điều đó. Cũng mong rằng cái này tăng ni Phật tử chúng ta mở rộng ra để kiên quyết là gì? Bài trừ và xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan còn ở trong cửa Phật của chúng ta. Chúng ta bây giờ không làm thì bao giờ cho làm được. Chúng ta đừng có nghĩ rằng ôi giời các cụ ngày xưa không làm được, mình bây giờ làm sao được. Làm được. Các cụ không làm được thì mình làm được thì mới gì? Mới quý, mới tốt chứ. Đã xin nói với bởi vì các vị đó, chùa Khai Nguyên trong tất cả hệ thống chùa chiền của chúng tôi chủ trì, không có một chùa nào chủ trương đốt vàng mã và tiền vàng cả. Không có một chùa nào luôn. Mà Phật tử thuần thành ở trong đạo tràng chúng tôi cũng không có Phật tử nào đi lễ mua tiền vàng, vàng mã luôn. Vậy mà gia đình họ vẫn gì? Vẫn an vui, vẫn hạnh phúc. Làm ăn vẫn gặp nhiều may mắn. Trong cuộc sống thì vẫn tốt đẹp bình thường. Chỉ trừ những người họ mới đến chùa một vài lần, họ chưa phải là Phật tử thuần thành ở trong đạo tràng, họ chưa nghe pháp của chúng tôi nhiều, họ đến chùa họ còn mang theo một chút gọi là cái tiền vàng. Nhưng mà khi đến nhà chùa cũng nhẹ nhàng nói với họ, các Phật tử nhẹ nhàng nói với họ thì họ cũng hoan hỉ, họ cất đi, họ không dâng nữa. Đại đa số thế.
Chứ còn Phật tử đến và nghe pháp một thời gian thuần thành rồi thì khẳng định với các quý vị không còn ai đốt vàng mã. Những Phật tử thuần thành của đạo tràng ạ, Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên chúng ta, các Phật tử bỏ từ lâu lắm rồi, mấy năm nay rồi. Đó. Còn thầy thì bỏ từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường đã không chủ trương đốt vàng mã rồi. Vì ngày xưa gần Đức Pháp Chủ, với gần các vị tôn túc hòa thượng lớn trong giáo hội, các cụ khuyến khích là tăng ni học xong về trụ trì các chùa nên bỏ những cái hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan như là đốt vàng mã hình nhân thế mạng tiền vàng kia đi. Để các thầy, một số các thầy trong khóa học của thầy bây giờ đã và đang làm được cái điều đó rất là tốt. Mà chùa chiền cũng phát triển, đạo tràng cũng phát triển. Phật tử thì tinh tiến, tu hành đúng chính pháp. Thực sự là Phật giáo Việt Nam chúng ta thấy như thế là có cái điểm sáng bắt đầu được nhen nhóm lên rồi vậy. Mong rằng mỗi Phật tử chúng ta học Phật đều cùng nhau chung tay để đẩy lùi những cái hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan còn ăn sâu ở trong Phật giáo Việt Nam chúng ta mấy trăm năm nay. Bây giờ chúng ta cố gắng chúng ta cùng nhau chúng ta bỏ đi là cái tốt nhất. Đó. Cho nên câu hỏi đấy thì xin trả lời như vậy, mong các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cái tục lệ đốt vàng mã, vì đâu mà có, chúng ta thấy không phải của Phật giáo chúng ta, cũng không phải của cha ông chúng ta ngày xưa đâu. Đó. Mà nó du nhập từ Trung Quốc sang. Đấy. Những cái gì nó du nhập mà nó không hay không tốt, chúng ta thẳng tay chúng ta bỏ nó đi, giữ lại làm gì nữa, vừa tốn kém lại vừa làm ô nhiễm môi trường. Còn Phật tử hỏi rằng á, là ý nữa là gì? Là xin thầy khai thị cho được biết sắm lễ như thế nào đầy đủ. Sắm lễ thành tâm là đầy đủ nhất các quý vị. Còn biết thế nào là đầy đủ. Mình cứ thành tâm thôi. Nhà có điều kiện thì mình phải sắm lễ làm sao nó nhìn nó cũng phải bắt mắt. Đó. Giống như hôm trước thầy cũng có nói một trường hợp đến một gia đình làm lễ cho một gia đình Phật tử ấy. Nhà rất có điều kiện. Nhà hai cái ô tô đi, vợ một cái, chồng một cái. Tức là nhà rất giàu. Nhưng mà sắm cái lễ cũng thần linh gia tiên các vị biết không? Đừng mấy cái quả cam, quả quýt bé xíu xíu như họ bán nó héo quặt, héo quẹo ở ngoài chợ rồi mua về. Như vậy không phải là thành tâm. Như vậy là keo kiệt, như vậy là bùn xỉn. Đối với thần linh gia tiên nhà mình mà mình còn keo kiệt bùn xỉn như thế thì không thể gọi là đầy đủ được, không thể gọi là thành tâm được. Ví dụ chúng ta không có điều kiện kinh tế, mình nói là nôm na là gia đình nghèo, không có tiền để sắm lễ thì mới phải gọi là thành tâm. Thế trường hợp mà nghèo không có gì thì chỉ cần ba bát nước trắng dâng lên cúng trước thần linh gia tiên, ông bà ông vải nhà mình các cụ cũng chứng cho rồi. Đấy là thành tâm. Chỉ cần ba bát nước về, ba chén nước và tuần hương, thế là được rồi. Thậm chí nếu mà không có tiền mua hương thì cần ba bát nước dâng lên đó vậy, nhất tâm niệm Phật 10 hơi để lấy công đức đó để hồi hướng, công đức thì cũng tốt rồi vậy. Đó. Chứ còn hỏi rằng sắm lễ như thế nào cho đầy đủ, cho đúng pháp thì đầy đủ thì không biết thế nào. Chúng ta cứ sắm làm sao nhìn cái ban thờ chúng ta được trang nghiêm đẹp đẽ trong những ngày lễ, ngày Tết, ngày Vu Lan này là được. Đó. Còn như pháp rồi, sắm lễ như pháp đó là như lúc nãy thầy nói rồi, hình nhân thế mạng vàng mã vân vân, cái đồ đó thì bỏ đi. Hay là gì, chúng ta là người Phật tử theo Phật, những ngày lễ như thế này chúng ta cũng không nên sát sinh hại vật để dâng cúng ông bà ông vải tổ tiên nội ngoại, vì làm như thế thì càng tổn phúc họ vậy. Đó là như pháp, thanh bông hoa quả mà cũng là như pháp, làm mâm cơm chay nữa được thì càng tốt, đấy cũng là như pháp. Đó. Xin trả lời câu hỏi thứ hai như vậy. Sang câu hỏi thứ ba, Phật tử hỏi A Di Đà Phật, con
Xin kính chúc thầy và tăng ni luôn mạnh khỏe. Con có câu hỏi, xin thầy từ bi giải đáp giúp con. Tại sao khi niệm Phật con hay bị nhức ở phần giữa hai lông mày? Tức là phần gì? Chỗ ấn đường đấy ạ. Giữa hai lông mày đấy, giữa ấn đường. Như muốn là mở toang cửa ra. Phật tử nói là khi niệm Phật thì giữa khoảng ấn đường, tức là giữa khoảng đoạn giữa đoạn hai lông mày đó, đau nhức như là muốn mở toang cửa ra. Con xin thầy chỉ dẫn cho con cách khắc phục để con không bị mở con mắt thứ ba ra. Con xin tri ân công đức của thầy. Chúng ta tu kiểu như thế thì chẳng mấy mà tẩu hỏa nhập ma. Tu kiểu như thế này thì chẳng mấy mà lại thành ông đồng bà cốt, tẩu hỏa nhập ma chứ tôi. Chắc là vị này trước đây cũng có tu theo các pháp môn gọi là luyện khí công rồi đấy. Tôi đoán thế. Thường thường là những cái người như thế này là hay tu theo cái kiểu đó trước rồi bây giờ mới tu theo Phật. Tôi gặp nhiều trường hợp như thế này rồi. Đi tu theo các pháp môn để luyện khí công đấy, để chữa bệnh này, luyện khí công để cho nó khỏe, luyện khí công thế này nọ kia này. Nhưng theo một thời gian là người trở ra người, ngợm trở ra ngợm. Tức là muốn làm người bình thường lúc đó cũng khó, nó chẳng làm người bình thường được nữa. Không tự làm chủ được bản thân mình nữa. Đấy, bảo họ là ma thì cũng không phải. Họ vẫn sống sờ sờ ra đấy. Họ vẫn gì? Còn là sự hiểu biết. Nhưng mà lúc thì thế này, lúc thì thế nọ, lúc thế kia. Cho nên tôi mới nói là nửa người nửa ngợm này. Cái này rất nguy hiểm các quý vị. Tu theo cái kiểu như này là rất nguy hiểm. Cho nên Phật tử này, thầy khuyên là nếu mà muốn đi đúng chính đạo thì bây giờ bỏ hết cái ý nghĩ con mắt thứ ba ấy đi. Bỏ hết đi. Thường phải sám hối. Bây giờ thì dành cái thời gian đấy khoảng độ 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Thường là lễ Phật để sám hối. Chứ không ngồi tính tọa niệm Phật nữa. Bây giờ ngồi tính tọa niệm Phật thì lại nghĩ tới gì? Lại nghĩ tới cái con mắt thứ ba ấy. Để chết tôi. Cho nên thay đổi ấy, cái cách hành trì lễ niệm đi. Thay vào cái phương pháp ngồi tụng kinh, niệm Phật và ngồi thiền đó, vân vân đó, thì bây giờ là thay vào cái lễ Phật và đi kinh hành, tức là động tu động đi. Lễ Phật thì có cách thì mình lễ Phật bình thường này, hoặc là lễ Phật đi học này, hoặc là vẩy tay gì cân kinh này, như các thầy đang hướng dẫn đó, cái đó cũng là một phương pháp này, tốt, vừa tốt cho sức khỏe, vừa tu tập được và đi kinh hành. Đó, Phật tử này bây giờ tu động. Chuyển sang tu động một thời gian khoảng độ tầm mấy tuần, 3 tuần cho đến 7 tuần hoặc là 100 ngày vậy đó. Bao giờ mà mình tu mà thì mình cảm thấy không còn máy máy, không còn đau ở chỗ cái giữa hai chặng mày đó nữa thì mới được. Mà không bao giờ được nghĩ tới đó là con mắt thứ ba nữa. Buông đi. Nó hiện lên một cái liền buông đi. Buông ở trong tâm nữa nhé. Buông hẳn ở trong tâm. Đó. Buông hẳn trong tâm, không nghĩ tới nó nữa, chỉ nghĩ tới câu Phật hiệu A Di Đà Phật thôi. Và hướng tâm đi xuống trụ ở nơi đan điền, đừng hướng tâm lên đó. Tâm nó đặt lên đó một cái là liền dẫn tâm xuống trụ ở đây đan điền, tức là dưới rốn mình khoảng 3 ngón tay đặt nằm như thế này xuống. Tức là khoảng nơi ban dưới rốn mình khoảng độ 3 đến 5 phân. Đấy, hướng tâm xuống đó. Đó. Hoặc là khi niệm Phật á, ngồi niệm cũng được. Nhưng mà khi cứ thấy đau đau chỗ đó mà cái là không để tâm ở đó mà hướng tâm xuống nơi đan điền, trụ nơi đan điền thì dần dần bệnh kia sẽ hết thôi. Đấy. Đảm bảo với các quý vị dần dần bệnh ấy sẽ hết. Nhưng mà phải không được nghĩ tới nó, phải buông nó đi.
Cho dù có Phật Bồ Tát đến bảo rằng á, con sắp sửa được khai nhãn rồi, hãy cố tu lấy một vài ngày nữa, con sẽ được gì, khai được thiên nhãn. Đấy là sẽ mở con mắt thứ ba cho con. Kể cả Phật Bồ Tát á, hiện ra trước mặt mình bảo thế mình cũng không nghe. Vì sao? Vì đó không phải là Phật thật, đó là ma giả Phật. Còn Phật thật không bao giờ bảo chúng ta tu như thế. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Phật thật không bao giờ bảo chúng ta tu như thế. Và đệ tử Phật thật cũng không bao giờ dạy chúng ta tu như vậy. Đảm bảo với các quý vị. Chúng ta xem trong tất cả Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận, và các vị thiền sư, các vị pháp sư, các vị đại sư, các vị tổ sư, không có một vị thiền sư, pháp sư, đại sư, tổ sư chân chính nào lại dạy chúng ta tu hành để mở con mắt thứ ba, hay là mở huyệt bách hội, mở các huyệt ở trên thân thể để mau được đắc đạo đâu. Không bao giờ có. Đắc đạo là ở gì? Ở giới đức á, trang nghiêm, định tuệ á, đầy đủ, tu hành á, tinh tiến à, thì mới được giác ngộ và giải thoát, mới được khai thông thiên nhãn, thiên nhĩ, nhận đến gì, sáu pháp thần thông, dần dần cũng đầy đủ vậy. Đó. Cho nên nhà Phật chúng ta, các vị tuyệt đối nhé, bất cứ vị sư nào mà dạy chúng ta tu, có cái pháp tu nào mà gọi là mở huyệt luân xa, mở huyệt bách hội, mở huyệt ấn đường, hay là mở huyệt hậu môn, mở huyệt lòng bàn chân, vân vân gì đó để mau đắc đạo, đều là sai pháp hết. Đấy là tà ma hết. Cho dù vị đó là sư, nhưng mà sư gì? Sư đi lầm đường lạc lối rồi. Đảm bảo với các quý vị 100% vị nào mà dạy như thế là vị đó đang lầm đường lạc lối. Chúng ta mà theo là chúng ta gì? Cũng đi xuống cái vực thẳm quỷ thần với họ mà thôi. Mất đi cơ hội giác ngộ và giải thoát để theo con đường tà ma ngoại đạo mà thôi. Đấy, cho nên Phật tử chúng ta nhớ cái điều đó. Phật giáo lấy giới định tuệ làm căn bản để tu tập. Chúng ta phải chỉ trai giữ giới, làm những việc thiện, chịu khó, tinh tiến, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, chỉ chú, vân vân. Tất cả những việc thiện có thể chúng ta đều làm, thì đó mới là con đường chân chính tiến lên cảnh giới niết bàn thanh tịnh, giác ngộ giải thoát của nhà Phật chúng ta. Chúng ta nhớ cho thầy, đạo Phật là gì? Là một nền giáo dục, là một tôn giáo thiên về giáo dục, về nhân cách, về trí tuệ, và về lối sống cư xử lành mạnh, tốt đẹp, chân thiện mỹ, chứ không phải là hướng dẫn cho chúng ta đến cái chỗ gọi là mê tín dị đoan, cầu mong thần thông để chữa bệnh cho mọi người, hay để thế này thế nọ thế kia vân vân. Các vị biết trong chùa của thầy có một vài người cũng có khả năng nhìn thấy chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai của một số Phật tử, một số người này người nọ kỳ kia, thầy cấm hết. Người nào bảo thầy không, thầy bảo mà không nghe, thầy trục xuất ngay, nhất định không để những người đó ở trong chúng. Vì họ ở trong chúng thì chúng ta biết họ sẽ kéo theo không biết bao nhiêu Phật tử lầm lạc. Cho nên thầy đối với những người như thế, thầy rất quyết liệt, bảo mà không nghe thì chỉ có xuất chúng thôi, không thể nào mà chấp nhận được. Các vị cũng đừng có bao giờ nghĩ rằng á, ô thầy có biết cái cảnh giới đó đâu mà thầy gì, mà thầy chẳng nói thế. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Các vị nghĩ như thế là các vị lầm. Chưa xuất ra những cảnh giới tương tự như vậy thầy đã biết rồi. Thầy đã trải qua những cái cảnh giới đó từ khi chưa xuất ra rồi. Con kính bạch thầy, nhà con có một bức tranh Thích Ca Mâu Ni Phật đang treo ở tầng dưới. Con muốn treo
lên cạnh ban thờ có được không ạ? Con và mẹ con phát nguyện thọ trì, đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng mẹ con không biết chữ, chỉ niệm Phật thôi, có được không ạ? Vì công việc nên có hôm hai mẹ con lên thời khóa không trùng với thời khóa của nhà chùa, thì gia đình con có được công đức không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. A Di Đà Phật. Thầy xin trả lời câu hỏi thứ nhất của một Phật tử gửi về cho ban tổ chức và cho Thầy. Câu hỏi của Phật tử có 3 ý. Ý thứ nhất hỏi rằng gia đình có bức tranh đang treo ở tầng dưới, nay muốn chuyển lên trên ban thờ có được không? Được. Cái này được. Chúng ta chuyển lên cho trang nghiêm là được. Phật tử có thể chuyển từ tầng 1 lên trên tầng thờ, treo làm sao đó cho nhìn được trang nghiêm thì cũng tốt thôi, không sao. Còn nếu để tầng dưới mà nó trang nghiêm, mình để thì mình đi qua đi lại để cho mình cùng ngắm và khách cùng ngắm, nhìn thấy cái tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, người ta hoan hỷ phát tâm Bồ Đề thì cũng được, cũng không sao. Cũng không nhất thiết là cứ phải là treo lên. Tùy theo, nếu để dưới mà cái chỗ nó trang nghiêm rồi thôi, còn nó để ở chân cầu thang thì mình thôi, mình chuyển lên trên. Còn nếu là trang nghiêm mà để cho mọi người cùng ngắm, cùng hoan hỷ, kể cả khách đến nhà mình gieo duyên cho họ thì cũng được. Cũng rất là tốt, cũng không ảnh hưởng gì. Trừ trường hợp mà chúng ta để ở ngay chân cầu thang mà chúng ta đi đi lại lại, nó không được trang nghiêm, không được tôn kính, thì chúng ta để lên trên tầng tầng trên, tầng thờ cho tôn kính thì được. Đã xin trả lời câu hỏi như vậy. Kể cả các Phật tử chúng ta, ai mà gia đình nhà ai có những bức tranh đang treo tương tự thì chúng ta cũng có thể áp dụng một trong hai cách đó đều được cả. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi rằng hai mẹ con phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh như bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhưng mà mẹ không biết chữ thì niệm Phật thôi, có được không? Được. Cũng được luôn. Mẹ không biết chữ thì làm sao mà đọc được kinh? Chỉ có con đọc và mẹ nghe niệm Phật theo thôi thì cũng được. Hoặc là lúc mà con tụng kinh thì mẹ nghe theo kinh. Nếu muốn nghe theo kinh thì cứ nhất tâm để nghe theo theo kinh. Sau đó thì vào lúc niệm Phật thì cả hai mẹ con cùng niệm Phật thì càng tốt. Hoặc là mẹ cứ niệm Phật trước đi hoặc sau con thì cũng được. Hoặc là đến khi đã lên thì mẹ cứ niệm Phật thầm ở trong tâm. Đến khi mà con tụng hết kinh thì mẹ cùng niệm Phật to với con trong lúc niệm Phật thì cũng được. Cái trường hợp này thì chắc Phật Bồ Tát cũng phải khai cho thôi, biết làm thế nào. Vì không biết đọc, không biết viết mà. Thế thì làm sao mà đọc được. Thế nhưng hai mẹ con phát nguyện như thế là cũng quý lắm rồi, nhân duyên lắm rồi. Thế nên cố gắng tu tập cho tốt. Ý thứ ba nữa, Phật tử hỏi rằng vì công việc bận bịu cho nên cũng có khi hiện lên thời khóa không trùng với thời khóa của chùa, thì như vậy thì có được công đức không? Bảo vẫn được, bình thường, không sao. Chúng ta vẫn được công đức bình thường. Đã trùng vào thời khóa nhà chùa thì chúng ta lên để đọc cùng thì cũng tốt. Mà vì chúng ta bận bịu công việc mà không lên trùng được vào thời khóa, chúng ta lên trước một chút hoặc sau một chút thì cũng được. Cái cơ bản là khi chúng ta đọc tụng kinh điển của Phật, chúng ta nhất tâm, chúng ta nhiếp tâm để chúng ta thọ trì đọc tụng như lý như pháp, y áo trang nghiêm, oai nghi tế hạnh đầy đủ,
vào đó, vào tới ban Phật rồi, tới ban thờ Phật, thờ thần linh gia tiên nhà mình, nói nôm na là vào tới phòng thờ rồi phải ăn mặc y áo cho nó trang nghiêm. Tốt nhất lên tụng kinh là nên mặc áo dài, tức là áo tràng đó, để cho trang nghiêm, khác với khi chúng ta sinh hoạt bình thường. Giống như các sư bình thường thì sinh hoạt làm việc công quả thì mặc quần áo ngắn bình thường thôi, nhưng mà khi lên khóa lễ là phải y phục cả tha cả sa áo thục cho trang nghiêm. Khi mà lên tụng kinh lễ Phật là phải cả sa áo thục trang nghiêm. Còn bình thường có đi cảnh sách niệm Phật thì cũng phải mặc áo thụng hoặc là mặc áo dài, tức là áo tràng đó, để lên lễ Phật niệm Phật thì mới trang nghiêm. Cho nên Phật tử chúng ta cũng nên y giáo phụng hành như thế, để cho cái khóa lễ của chúng ta nó được trang nghiêm và thành tựu và viên mãn. Chứ cũng không nên là nghĩ rằng đây nhà của chúng ta, chúng ta mặc áo cộc, quần cộc, chúng ta lên chúng ta tụng kinh, như thế là không trang nghiêm. Mặc dù là nhà của chúng ta, nhưng khi lên lễ Phật là chúng ta phải trang nghiêm và thành kính. Chứ không có là nghĩ là thôi nóng quá thì thôi mặc quần sóc rồi áo áo cộc cũng được. Như thế thì nó không còn cái sự thành kính nữa, không còn sự tôn nghiêm trong đó nữa. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng lưu ý cái đó. Còn thì tụng trùng với thời khóa của nhà chùa, hoặc là không trùng thì cũng không sao, không nặng nề lắm, đều có công đức cả. Công đức cốt ở cái chỗ nhiếp tâm và nhất tâm và thành kính thì sẽ được thôi. Như là Ấn Tổ đã nói, thực hành lễ Phật, niệm Phật vân vân, nếu là có một phần công đức, có một phần thành kính thì sẽ có một phần công đức. Có 10 phần thành kính thì sẽ được 10 phần công đức. Nhấn đến có 500.000 phần thành kính thì sẽ có 100.000 phần công đức vậy. Đó. Cho nên công đức là ở chỗ chúng ta có thành kính hay không, oai nghi tế hạnh đầy đủ hay không, y phục có trang nghiêm hay không, lúc thọ trì đọc tụng có nhiếp tâm hay không, có nhất tâm hay không, thì công đức là ở chỗ đó. Thế còn nếu mà trùng vào thời nhà chùa, khóa nhà chùa thì cùng tụng cho hoan hỷ, tạo thành cái động lực, cái cộng nghiệp, cộng hưởng tốt hơn thì càng tốt, tạo thành cái làn sóng âm mạnh mẽ hơn thì càng tốt. Đó. Nên trả lời câu hỏi thứ nhất như vậy. Câu thứ hai, có Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, con bạch thầy, con làm rằm tháng 7 ở nhà, nhưng không cúng quần áo vàng mã, mà con cúng tiền vàng và tiền trần có được không ạ? Nếu gia đình con không cúng vàng mã, thì người thân của chúng con có bị thiếu không ạ? Con xin thầy khai thị cho chúng con được biết, để sắm lễ đầy đủ, đúng như pháp ạ. Ở đây Phật tử có hỏi, rằm tháng 7 tới đây, ở nhà không cúng quần áo, tức là quần áo giấy đó hả? Đó, không cúng quần áo, quần áo giấy đó. Nhưng mà có cúng vàng mã và không cúng quần áo và không cúng vàng mã, nhưng mà có cúng tiền vàng và cúng tiền trần có được không? Xin thưa các vị, cái vấn đề vàng mã, trong mấy năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có chỉ thị, có chỉ đạo từ trung ương xuống địa phương, thậm chí xuống tới cả các chùa ở cấp cơ sở như là xã phường, quận huyện, vân vân. Nhưng mà tăng ni thì không phải là chùa nào cũng chấp hành. Phật tử thì không phải ai cũng đã hiểu được. Cho nên chúng ta thấy là mặc dù là Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có hướng dẫn, có văn bản
chỉ đạo hướng dẫn cụ thể cho tăng ni ở các cấp, ở trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong cả nước, vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy mỗi dịp Tết đến xuân về, Vu Lan báo hiếu, những ngày sóc vọng tổ sư, những ngày cúng tuần 35, 49, hoặc là những cái đàn lễ giải oan cắt kết vân vân, chúng ta thấy ở nhiều chùa còn gì, còn tổ chức là đốt vàng mã rất là nhiều, đặc biệt là vào dịp tháng 7. Còn rất nhiều những ngôi chùa, kể cả chùa đã có sư trụ trì nhưng mà vẫn đốt vàng mã, đốt hình nhân thế mạng, đốt vàng mã, đốt ô tô, đốt máy bay, đốt đủ các thứ hết luôn các quý vị. Nhà lầu, xe hơi, đốt cả Boeing 747, đốt cả Mercedes, đốt cả Rolls Royce, vân vân, nhưng toàn làm bằng giấy cả. Thế bây giờ chúng ta nghĩ xem, ở trên cõi trần chúng ta này, tức là cõi dương thế chúng ta này, mỗi quốc gia đã có pháp luật, mỗi mỗi quốc gia đều có pháp luật riêng, đều có cái đồng tiền để lưu hành trong quốc gia riêng, đúng không? Đó, ví dụ Việt Nam có ngân hàng nhà nước Việt Nam, rồi có cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam, và chúng ta thấy bên trên hệ thống ngân hàng còn cả một cái hệ thống quản lý nhà nước, đó là Bộ Tài chính, đó là Thống đốc ngân hàng, và trên đó thì còn có chính phủ. Đó, đâu có phải là tiền tệ trong mỗi quốc gia, muốn in ra thì in đâu. Nếu mà chúng ta biết là ở trong mỗi quốc gia tiền cứ thiếu cứ đi mà in ra thì nó bị lạm phát thôi. Đó, giống như một đất nước ở bên châu Phi, châu Phi hay là châu Mỹ nhỉ, nước gì mà lần trước nói rồi đấy. Đó, họ phải đem tiền ra để mua được một cân thịt, phải đem tiền ra để cân này, thành mấy chục cân tiền mới mua được một cân thịt đó. Mấy chục cân tiền mới mua được một cân gạo, chúng ta thấy đó. Với cái tội là cứ in tiền ra, cứ tự in tiền ra cho thật nhiều, khi nó lạm phát thì kết quả là đất nước điêu đứng, cho đến bây giờ họ vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng đó đâu. Qua đó chúng ta thấy có thể chúng ta tư duy một chút, chúng ta thấy mỗi quốc gia ở trên thế giới này đều có hệ thống chính trị, pháp luật riêng ở trong quốc gia của họ, có cái hệ thống quản lý tiền tệ riêng ở trong quốc gia của họ, nó có sự độc lập, có sự quản lý. Huống chi là bây giờ cả quái âm và quái dương, quái dương chúng ta có pháp luật của quái dương, trong pháp luật quái dương chúng ta thấy cũng có pháp luật của các quốc gia. Thì quái âm cũng thế thôi, họ cũng có pháp luật của họ, cũng có các quốc gia ở dưới quái âm. Mà cụ thể như trong kinh sách nhà Phật hay là của các tôn giáo thì nói ở dưới quái âm cũng có các vị thần. Ví dụ có các vị Phật giáo chúng ta hay nói đến Thập Điện Minh Vương, tức là 10 vị cai quản ở dưới âm ti địa phủ. Đệ nhất là Điện Tuần Quảng Minh Vương, đệ nhị điện thì sở có vị, có ông Sở Giang Minh Vương, đệ tam điện thì có ông Tống Đế Minh Vương, đệ tứ điện thì
cho đến đệ ngũ điện, đệ thập điện, đệ đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục, đệ thất, đệ bát, đệ cửu, đệ thập đó, đều có các vị minh vương cai quản ở dưới đó. Từ đệ nhất điện Sở Giang Minh Vương cho đến đệ cửu điện Đô Thị Minh Vương cho đến đệ thập điện Chuyển Luân Minh Vương, 10 vị minh vương ấy cai quản ở dưới coi âm ti địa phủ. Đồng nghĩa rằng các vị cai quản ở dưới đó thì họ cũng có pháp luật, có hệ thống tiền tệ của họ chứ. Đâu có phải là trên dương thế chúng ta cứ in xong đem xuống dưới là tiêu được đâu. Chúng ta biết mà cái tiền, chúng ta in tiền giả, tiền đô la giả để cúng cho tiền âm phủ đô la giả mà. Ở Việt Nam chúng ta in thì bán thoải mái, nhưng chúng ta đem sang châu Âu, chúng ta đi qua sân bay nó bắt chúng ta ngay. Nó bảo chúng ta in tiền giả, buôn bán tiền giả. Chúng ta có giải thích đây là tiền âm phủ ở Việt Nam, nó không nghe, bắt luôn. Khởi tố hình sự ngay các quý vị. Đấy, ngay cõi trần của chúng ta mà đã thế rồi, huống chi là xuống dưới là cõi âm. Cho nên xác định với nhau rằng á, đem đốt tiền tài của cải vàng mã xuống cho người cõi âm, khẳng định với các quý vị không nhận được. Chỉ là ma quỷ nó giả vờ để nói gì? Nó lừa gạt người dương thế, người trần thế chúng ta, người trần mắt thịt chúng ta, để cho cúng kiếng cho nó mà thôi, để nó ăn mà thôi. Cúng thì không phải là nó cúng nó lấy cái đồ vàng mã ấy, mà nó cúng nó lấy gì? Có ai bây giờ lập đàn cúng chỉ cúng vàng mã không đâu, mà phải cúng gà, cúng xôi, cúng thịt, cúng thanh bông hoa quả vân vân. Đó thì nó thụ hưởng cái gì? Cái đồ lễ cúng kia. Còn cái vàng mã nó chỉ là cái nó che mắt đó, thế gian chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng sống ở trên đời này cần gì phải tu, cần gì phải làm việc thiện. Chỉ cần khi chết là con cháu người thân đem cúng tiền tài vàng bạc của cải châu báu cho thoải mái mà dùng, thoải mái mà sử dụng. Nguy đấy các quý vị. Thầy lấy danh dự của đệ tử Phật ra, danh dự của người xuất gia, của người tu hành ra mà nói thật với các quý vị. Tất cả những cái đồ vàng mã, hình nhân thế mạng vân vân đó, đem cúng cho người mất, họ không nhận được, đều không nhận được. Nó chỉ là do quỷ thần nó dựa vào để nó lừa phỉnh thế gian chúng ta đi vào đường tà mà thôi. Nó làm cho chúng ta đi vào đường tà. Chúng ta cứ nghĩ rằng chẳng cần phải tu phúc tu thiện, chẳng cần phải tin nhân tin quả, chỉ cần là cúng cho người âm là người âm nhận được. Thế thì trên cuộc đời này chúng ta biết rằng còn ai nghĩ tới nhân quả nữa, còn ai biết sợ nhân quả nữa, ai muốn học nhân quả nữa. Đó. Xác định với chúng ta như thế, cũng giống như ở cõi trần chúng ta này thôi. Không đi làm mà muốn có ăn thì chỉ có đi trộm đi cắp. Mà đi trộm đi cắp thì một vài lần đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, bị công an bắt, bị pháp luật trừng trị thì ngồi ở trong nhà đá mà bóc lịch. Lúc đó mới thấy là nhục, mới thấy là khổ. Lúc đấy mới thấy ăn năn thì cũng không kịp nữa rồi. Đó. Cho nên qua đây thì cũng nói với các Phật tử chúng ta, chứ chúng ta cứ mạnh dạn bỏ quần áo, tiền vàng, nói chung là đồ vàng mã vào cái dịp cúng rằm tháng 7 hay là ngày lễ, ngày Tết, hay ngày tuần, ngày tiết, ngày 35, 49 vân vân, các vị cứ bỏ hết đi cho thầy. Chúng ta chỉ thành tâm thanh bông hoa quả, hoặc là làm cơm mà để cúng vân vân, làm những cái đồ thật đó để cúng. Nhưng còn nếu mà muốn cúng để cho yên tâm thì chúng ta mua gì? Mua có điều kiện thì mua cho các vong mỗi một cụ bộ quần áo. Nam thì cúng quần áo nam, nữ quần áo nữ, cúng vàng dâng lên để cúng cho mình yên tâm. Sau đó thì chúng ta cắt cho gọn gàng đi, chuẩn bị đến mùa đông thì có các nhóm thiện nguyện đi làm từ thiện đó. Chúng ta đem cái đó chúng ta làm từ thiện lên cho bà con vùng cao. Đấy thì
gọi là vừa giải quyết được cái vấn đề đức tin, vấn đề cái niềm tin về tâm linh chúng ta, vừa giải quyết được cái vấn đề gọi là ủng hộ cho bà con vùng cao khi mùa đông đến có bộ quần áo đó để mặc cho nó đỡ giá rét, vì trên vùng cao miền núi của các tỉnh phía Bắc chúng ta đến mùa đông là gì, rất là lạnh đó. Thế thì còn có thể gọi là châm trước, còn có thể gọi là phương tiện để cho chúng ta vừa an tâm vừa được cả đôi đường. Còn chúng ta thì thay bằng cái tiền vàng đó, chúng ta cứ đem dâng cái tiền thật mình lên ấy, dâng lên mình cúng xong rồi thì có thể mình là đem bố thí cho người nghèo, hay là đem mua phóng sinh. Dâng lên cúng xong rồi cái tiền đó đem bố thí cho người nghèo, đem mua phóng sinh, hoặc đem cúng dường làm các việc thiện, thì nó còn có gì? Nó có lợi ích. Cái lợi ích thực sự là ở cái chỗ phóng sinh, ở chỗ cúng dường, ở chỗ bố thí cho người nghèo ấy. Chứ còn không phải là dâng tiền lên mà là được lợi ích cái đấy đâu. Cái dâng tiền lên nó chỉ là cái vấn đề gọi là làm an tâm của chúng ta thôi. Bao nhiêu năm nay chúng ta cứ cúng tiền vàng quen rồi, bây giờ không có thì sợ rằng chúng ta cái lòng tin á, niềm tin vào trong Phật Pháp, vào trong chính Pháp của Đức Phật đó, chúng ta chưa đủ, cho nên chúng ta còn lăn tăn. Cho nên thì thôi thì đấy cũng là phương tiện để chúng ta yên tâm. Khi chúng ta cũng dâng lên cúng tiền trần kia rồi, tức là tiền chúng ta đang tiêu ở thế gian này rồi. Đấy kiểu thế, thành tâm như thế để thể hiện cái tâm thành của mình đối với người đã khuất. Và đặc biệt là xong mình lại cúng xong mình lấy cái tiền đó để phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường làm các việc thiện để lấy công đức đó để hồi hướng cho họ, thì cái đó thì được, cái đó được. Đấy. Giống như mình cúng quần áo thật, cúng như đồ thật xong mình cất đi đến chuẩn bị đến mùa đông, mình tùy hỷ cùng với các đoàn đi làm từ thiện ở vùng cao của các tỉnh miền núi, vân vân, thì đó thì được. Đấy, mình chuyển như thế. Người Phật tử chúng ta học Phật chân chính phải nên làm như vậy. Các vị thấy đạo tràng của thầy ở đây có cúng đồ mã đâu, không cúng vàng mã, cũng không cúng quần áo giấy, không cúng hình nhân thế mạng, nói chung là không cúng tất tần tật những cái đồ giả ấy. Kể cả ngày lễ ngày Tết đến lễ hội Vu Lan rằm tháng 7 đều không cúng những đồ đó. Chỉ cúng những đồ thật thôi, thanh bông hoa quả cơm canh, và có quần áo thì các Phật tử mua để cúng xong lại tập trung lại đấy để đến mùa đông phân phát lên cho bà con ở vùng cao. Chúng ta thấy đấy là vừa được an tâm, lại vừa giúp đỡ được người khác thì mới có công đức. Còn cái đồ vàng mã đồ giấy kia xong chúng ta đem chúng ta đốt cái khói cả ra, có chùa là cúng là còn có khi còn cháy cả chùa vì cái tội đốt vàng mã nữa. Cho nên người học Phật chúng ta là phải giác ngộ ở cái chỗ đó. Học Phật mãi mà chả giác ngộ thì học để làm cái gì? Tụng kinh mãi, nghe pháp mãi mà chả giác ngộ được, chả bỏ được những cái gọi là cái mê tín dị đoan, thì thực sự nói với các quý vị, học Phật như thế cũng bằng thừa, học như thế công đức cái chả được là bao cả. Cho nên các Phật tử chúng ta phải gọi là phải tinh tiến để đoạn trừ những cái việc xấu, việc ác, cái việc phi pháp ở trong nhà Phật chúng ta bây giờ. Phật tử chúng ta nhất định không hưởng ứng thì dần dần là nó sẽ thành cái nếp và thành thói quen từ chúng ta rồi lan ra cho nhiều người, truyền cảm hứng và nói cho nhiều người được biết được giác ngộ để không cúng những đồ đó nữa, thì chắc chắn dần dần Phật giáo chúng ta sẽ lấy lại được cái hình ảnh là một nền giáo dục đích thực, như là lời Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Chứ Phật giáo không phải là một tôn giáo mê tín dị đoan. Bây giờ chúng ta cứ đem
đốt vàng mã như vậy, cúng kiếng linh đình để hình nhân thế mạng như vậy, rượu thịt để cúng kiếng lên ban Phật như vậy, lên đàn tràng của Phật như vậy, chúng ta vô hình chung là đang đi hủy nhục Phật Pháp, làm cho Phật Pháp bị thế gian là hiểu lầm. Đó. Họ nghĩ rằng Phật giáo là mê tín dị đoan, Phật giáo là đa thần giáo, Phật giáo là mê tín, thì chúng ta có lỗi với Đức Phật, có tội với chúng sinh, có tội với hậu thế vậy. Đó. Đặc biệt là những tăng ni càng cần phải giác ngộ cái điều đó để giáo hóa cho các Phật tử. Còn Phật tử chúng ta là phải hộ pháp. Chúng ta là Phật tử chân chính hộ pháp. Những ngôi chùa nào mà cúng kiếng vẫn cứ hình nhân thế mạng, ô tô, máy bay, tàu hỏa, nhà lầu, xe hơi bằng giấy, mình có gọi là đồ vàng mã đó, rồi tiền vàng, vàng mã vân vân đó, những cái đồ đó mà cúng kiếng bảo chúng ta mua sắm những cái đồ, chúng ta biết rồi, thôi những cái chùa như thế tốt nhất chúng ta lánh đi. Các cụ ngày xưa nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta ở gần những con người mà không hướng cho chúng ta đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát, không đưa chúng ta thoát khỏi những cái bến mê, thì cả đời này chúng ta vẫn mê. Đời này chúng ta mê thì kiếp sau chúng ta vẫn muội vậy, không thể nào mà giác ngộ, không thể nào mà giải thoát được. Cho nên các Phật tử chúng ta cần phải suy nghĩ cho nó chín chắn, nó đúng đắn, để mà đem áp dụng giáo lý của Đức Phật vào cuộc sống. Chúng ta nhớ cho thầy là Phật Pháp là một nền giáo dục, chứ không phải là Phật giáo là một tôn giáo mê tín và dị đoan. Nhớ cái điều đó. Cho nên trường hợp Phật tử này và các Phật tử khác còn lăn tăn trong vấn đề là bỏ cúng quần áo vàng mã nhưng mà vẫn còn phải cúng tiền vàng, bỏ luôn đi, còn một chút nữa bỏ luôn. Quần áo vàng mã chúng ta bỏ được rồi, thế còn chút cái tiền vàng đó nữa cũng bỏ luôn được mà. Chúng ta biết những cái đồ đó toàn làm mấy cái loại giấy gì, nó không được sạch sẽ đâu các quý vị. Toàn những cái giấy bìa cắt tông với những cái giấy họ về họ dùng cái máy của Trung Quốc, họ ép nhuyễn ra, họ cho và họ làm, mà toàn cái giấy bẩn lắm, hôi hám, bẩn thỉu, đầy những cái côn trùng vi trùng ở đó, xong thì họ bôi phẩm màu lên, thế là nó thành gì, nhìn nó thành đẹp, nhưng thực tế cái giấy nó rất là bẩn. Chúng ta vô tình là đem những cái đồ bất tịnh để lên trên ban thờ Phật, thờ thánh, thờ thần linh gia tiên nhà mình để dâng cúng, không nên. Một Phật tử thuần thành cứ thanh bông hoa quả mà dâng cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên nhà mình. Ngày lễ lớn như là ngày lễ, ngày Tết, ngày Dỗ, ngày Chạp, Tết Thượng Nguyên, Vu Lan, Báo Hiếu này, Tết Trung Nguyên, Tết Trung Nguyên, Vu Lan, Báo Hiếu này, thì chúng ta làm mâm cơm chay mà cúng là tốt nhất. Những cái ngày như thế này thì chúng ta tránh sát sinh hại vật, đó là tốt nhất. Nếu mà gia đình Phật tử thuần thành thì tốt nhất là không sát sinh hại vật, không cúng mặn mà cúng chay là tốt nhất. Còn nếu mà gia đình mà chưa thuần thành theo Phật hết, bắt buộc phải vẫn là mâm cơm mà cúng mặn thì chúng ta ra chợ mua cái đồ làm sẵn, như là gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe, và không dặn họ giết con vật đó cho mình đó, tức là mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thấy có tiếng nó kêu trước khi chết, và chúng ta không gọi điện để dặn họ trước để giết cho mình, vân vân. Đó. Hướng cho cái quạt nó vào đây, quạt nó chạy đi đâu nóng quá. Bác Quảng ra cho cái quạt quay ra đây. Xin lỗi các Phật tử, nóng quá. Bật điều hòa, bật quạt nó chạy đi đâu. Điều hòa thì không quay được, quạt thôi. Nóng, đổ cả mồ hôi ròng ròng ra mà nó để được.
quay nó vào đây. Đang cho chạy cái tít bên kia kìa. Cho nó lên trời làm gì? Các Phật tử hoan hỉ chút, nóng quá. Lại càng cho xa hơn thì làm sao mà nó mát nữa. Quay nó vào bên này. Đó, cái quạt này nó quay sang kia thì cái này mình phải quay vào. Đầu óc các bác kém quá. Cho nó chúi nó xuống. Quay nữa vào một tí nữa. Quay vào bên trong đấy. Rồi. Đó. Cho cái quạt này nó mát xuống tí. Nóng thế này cơ mà. Vâng, xin lỗi các Phật tử vì nóng quá không chịu được. Mồ hôi một cái nó ra. Nhá nhờ cái thất này nó bí, nó nóng. À, chúng ta vào tiếp bài giảng. Thầy đang nói về trả lời Phật tử về đốt vàng mã trong dịp rằm tháng 7 này. Thì thôi chốt lại, tóm lại là chúng ta quần áo vàng mã bỏ được rồi thì còn chút tiền vàng chúng ta bỏ nốt đi. À, chúng ta dùng bằng tiền trần cúng xong thì chúng ta đem phóng sinh. À, rồi bố thí cho người nghèo hoặc là cúng dường làm việc thiện vân vân. Thì công đức còn có vậy. À, đừng nên đi theo con đường mê tín dị đoan mãi. Chúng ta bây giờ sinh ra được thân người là khó được gặp Phật Pháp, lại còn càng khó hơn. Nay thân người cũng đã được, Phật Pháp cũng đã gặp, mà chúng ta cứ mê mãi á, chẳng ngộ á, thì không biết đến bao giờ cho giác ngộ được. Cứ bảo về Tây Phương mới giác ngộ, bây giờ chúng ta không chịu giác ngộ thì làm sao mà được về Tây Phương. Đấy. Chúng ta học Phật nó phải thực tế như thế. Cái gì bây giờ chúng ta giác ngộ được thì chúng ta phải giác ngộ ngay. Chứ đừng có nghe người này nói một câu, người nọ nói một câu, chúng ta sợ là như thế, sợ ở dưới kia các cụ chúng ta thiếu thốn thế này nọ thế kia. Nhận được đâu mà thiếu hay là đủ? Mà nhận cái công đức gì? Cái công đức chúng ta tụng kinh niệm Phật, chỉ chú lễ Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, giống như tôn giả Mục Kiền Liên mà hôm qua thầy giảng á. Đó, nhận là nhận công đức ấy, chứ đâu phải nhận mà cái đồ chúng ta đốt xuống dưới âm ti địa phủ họ nhận được đâu. Không bao giờ có. Thầy lấy danh dự của người tu để khẳng định với các quý vị là không bao giờ có. Đó. Không bao giờ họ nhận được những cái đồ cúng ấy. Đấy chỉ là chúng ta mị dân lừa nhau mà thôi. Đó. Mà cái tục đốt vàng mã nó không phải trong Phật giáo. Đó là nó gì? Ở bên nhà Nho và của Trung Quốc. Nó xuất phát từ bên cái đạo Nho, bên Nho giáo của Trung Quốc, bên cái tục là thọ mai. Tức là cái tục gì? À, tống táng, an táng người chết á, của văn hóa tín ngưỡng á, Trung Quốc. Nó truyền bá vào Việt Nam chúng ta. Ở cái thời, đặc biệt cái thời kỳ sau nhà Trần, là thời kỳ nhà Trịnh Nguyễn đằng ngoài, nhà Lê, nhà Trịnh đằng ngoài và nhà Nguyễn đằng trong. Sau rồi, xong rồi đến thời nhà Nguyễn nữa, sau lại đến thời Pháp thuộc nữa, và chúng ta thấy. Và từ đó cái tục lệ đốt vàng mã chúng ta càng ngày càng càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gọi là gây ra tốn kém, vừa tốn kém về tiền của, lại vừa làm ô nhiễm môi trường, vân vân. Chúng ta không nên bỏ hẳn đi. Chùa Khai Nguyên chúng tôi bỏ bao nhiêu năm nay, từ khi tôi về đây, tôi giáo hóa cho Phật tử bỏ, từ ngày đó chúng ta thấy chùa vẫn phát triển, vẫn đông tăng ni, vẫn đông tín đồ Phật tử, vẫn đông Phật tử thập phương đến chiêm bái lễ Phật. Đâu có không đốt vàng mã là Phật tử không đến đâu, mà họ còn đến càng nhiều hơn. Những người tri thức, những người hiểu biết, họ tìm đến chùa, tìm đến với các thầy càng ngày càng đông hơn. Thậm chí có cả những nguyên thủ quốc gia họ còn tìm đến cơ mà. Thì chúng ta phải biết rằng mình mà làm không đúng thì làm sao á, họ phục mình, họ kính trọng mình, họ đi theo mình, họ ủng hộ mình, họ giúp đỡ mình, họ tin tưởng mình. Đó, các vị nên nhớ cái điều đó. Cũng mong rằng
Cái này tăng ni Phật tử chúng ta mở rộng ra để kiên quyết là gì? Bài trừ và xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín và dị đoan còn ở trong cửa Phật của chúng ta. Chúng ta bây giờ không làm thì bao giờ cho làm được. Chúng ta đừng có nghĩ rằng ôi giời các cụ ngày xưa không làm được, mình bây giờ làm sao được. Làm được. Các cụ không làm được thì mình làm được thì mới gì? Mới quý, mới tốt chứ. Đã xin nói với bởi vì các vị đó, chùa Khai Nguyên trong tất cả hệ thống chùa chiền của chúng tôi chủ trì không có một chùa nào chủ trương đốt vàng mã và tiền vàng cả. Không có một chùa nào luôn. Mà Phật tử thuần thành ở trong đạo tràng chúng tôi cũng không có Phật tử nào đi lễ mua tiền vàng, vàng mã luôn. Vậy mà gia đình họ vẫn gì? Vẫn an vui, vẫn hạnh phúc. Làm ăn vẫn gặp nhiều may mắn. Trong cuộc sống thì vẫn tốt đẹp bình thường. Chỉ trừ những người họ mới đến chùa một vài lần, họ chưa phải là Phật tử thuần thành ở trong đạo tràng, họ chưa nghe pháp của chúng tôi nhiều, họ đến chùa họ còn mang theo một chút gọi là cái tiền vàng. Nhưng mà khi đến nhà chùa cũng nhẹ nhàng nói với họ, các Phật tử nhẹ nhàng nói với họ thì họ cũng hoan hỉ, họ cất đi, họ không dâng nữa. Đại đa số thế. Chứ còn Phật tử đến và nghe pháp một thời gian thuần thành rồi thì khẳng định với các quý vị không còn ai đốt vàng mã. Những Phật tử thuần thành của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên chúng ta, các Phật tử bỏ từ lâu lắm rồi, mấy năm nay rồi. Còn thầy thì bỏ từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, đã không chủ trương đốt vàng mã rồi. Vì ngày xưa gần Đức Pháp Chủ, gần các vị tôn túc hòa thượng lớn trong giáo hội, các cụ khuyến khích là tăng ni học xong về trụ trì các chùa nên bỏ những cái hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan như là đốt vàng mã hình nhân thế mạng tiền vàng kia đi. Để các thầy, một số các thầy trong khóa học của thầy bây giờ đã và đang làm được cái điều đó rất là tốt. Mà chùa chiền cũng phát triển, đạo tràng cũng phát triển. Phật tử thì tinh tiến, tu hành đúng chính pháp. Thực sự là Phật giáo Việt Nam chúng ta thấy như thế là có cái điểm sáng bắt đầu được nhen nhóm lên rồi vậy. Mong rằng mỗi Phật tử chúng ta học Phật đều cùng nhau chung tay để đẩy lùi những cái hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan còn ăn sâu ở trong Phật giáo Việt Nam chúng ta mấy trăm năm nay. Bây giờ chúng ta cố gắng, chúng ta cùng nhau chúng ta bỏ đi là cái tốt nhất. Cho nên câu hỏi đấy thì xin trả lời như vậy, mong các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cái tục lệ đốt vàng mã, vì đâu mà có. Chúng ta thấy không phải của Phật giáo chúng ta, cũng không phải của cha ông chúng ta ngày xưa đâu, mà nó du nhập từ Trung Quốc sang. Những cái gì nó du nhập mà nó không hay không tốt, chúng ta thẳng tay chúng ta bỏ nó đi, giữ lại làm gì nữa, vừa tốn kém lại vừa gì? Làm ô nhiễm môi trường. Còn Phật tử hỏi rằng là ý nữa là gì? Là xin thầy khai thị cho được biết sắm lễ như thế nào đầy đủ. Sắm lễ thành tâm là đầy đủ nhất các quý vị. Còn biết thế nào là đầy đủ? Mình cứ thành tâm thôi. Nhà có điều kiện thì mình phải sắm lễ làm sao nó nhìn nó cũng phải bắt mắt. Đó. Giống như hôm trước thầy cũng có nói một trường hợp đến một gia đình làm lễ cho một gia đình Phật tử ấy. Nhà rất có điều kiện. Nhà hai cái ô tô đi, vợ một cái, chồng một cái. Tức là nhà rất giàu. Nhưng mà sắm cái lễ cũng thần linh gia tiên các vị biết không? Đừng mấy cái quả cam, quả quýt bé xíu xíu như họ bán nó héo quặt, héo quẹo ở ngoài chợ rồi, mua về. Như vậy không phải là thành tâm. Như vậy là keo kiệt, như vậy là bùn xỉn. Đối với thần linh gia tiên nhà mình mà mình còn keo kiệt bùn xỉn như thế thì không thể gọi là đầy đủ được, không thể gọi là thành tâm được. Ví dụ chúng ta không có điều kiện kinh tế, mình nói là nôm na là gia đình nghèo, không có tiền để sắm lễ thì mới phải gọi là thành tâm. Thế trường hợp mà nghèo không có gì thì chỉ cần
ba bát nước trắng dâng lên cúng trước thần linh gia tiên, ông bà ông vải nhà mình các cụ cũng chứng cho rồi. Đấy là thành tâm. Chỉ cần ba bát nước về, ba chén nước và tuần hương, thế là được rồi. Thậm chí nếu mà không có tiền mua hương thì cần ba bát nước dâng lên đó vậy, nhất tâm niệm Phật 10 hơi để lấy công đức đó để hồi hướng, công đức thì cũng tốt rồi vậy. Đó. Chứ còn hỏi rằng sắm lễ như thế nào cho đầy đủ, cho đúng pháp thì đầy đủ thì không biết thế nào. Chúng ta cứ sắm làm sao nhìn cái ban thờ chúng ta được trang nghiêm đẹp đẽ trong những ngày lễ, ngày Tết, ngày Vu Lan này là được. Đó. Còn như pháp rồi, sắm lễ như pháp đó là như lúc nãy thầy nói rồi, hình nhân thế mạng vàng mã vân vân, cái đồ đó thì bỏ đi. Hay là gì, chúng ta là người Phật tử theo Phật, những ngày lễ như thế này chúng ta cũng không nên sát sinh hại vật để dâng cúng ông bà ông vải tổ tiên nội ngoại, vì làm như thế thì càng tổn phúc họ vậy. Đó là như pháp, thanh bông hoa quả mà cũng là như pháp, làm mâm cơm chay nữa được thì càng tốt, đấy cũng là như pháp đó. Xin trả lời câu hỏi thứ hai như vậy. Sang câu hỏi thứ ba, Phật tử hỏi là: A Di Đà Phật, con xin kính chúc thầy và tăng ni luôn mạnh khỏe. Con có câu hỏi xin thầy từ bi giải đáp giúp con. Tại sao khi niệm Phật con hay bị nhức ở phần giữa hai lông mày, tức là phần gì chỗ ấn đường đấy ạ, giữa hai lông mày đấy, giữa ấn đường, như muốn là mở toang cửa ra. Phật tử nói là khi cái khi niệm Phật thì giữa khoảng ấn đường, tức là giữa khoảng đoạn giữa đoạn hai lông mày đó, đau nhức như là muốn mở toang cửa ra. Con xin thầy chỉ dẫn cho con cách khắc phục để con không bị mở con mắt thứ ba ra. Con xin tri ân công đức của thầy. Chúng ta tu kiểu như thế thì chẳng mấy mà tẩu hỏa nhập ma. Tu kiểu như thế này thì chẳng mấy mà lại thành ông đồng bà cốt, tẩu hỏa nhập ma chứ toi. Chắc là vị này trước đây cũng có tu theo các pháp môn gọi là luyện khí công rồi đấy, tôi đoán thế. Thường thường là những cái người như thế này là hay tu theo cái kiểu đó trước rồi bây giờ mới tu theo Phật. Tôi gặp nhiều trường hợp như thế này rồi. Đó. Đi tu theo các pháp môn để luyện khí công đó, để chữa bệnh này, luyện khí công để cho nó khỏe, luyện khí công cái này nọ kia này. Nhưng theo một thời gian là người trở ra người, ngợm trở ra ngợm. Tức là muốn làm người bình thường lúc đó cũng khó, nó chẳng làm người bình thường được nữa. Không tự làm chủ được bản thân mình nữa. Hay bảo họ là ma thì cũng không phải, vì họ vẫn sống sờ sờ ra đấy. Họ vẫn gì? Còn là sự hiểu biết. Nhưng mà lúc thì thế này, lúc thì thế, thế nọ, lúc thế kia. Cho nên tôi mới nói là nửa người nửa ngợm này. Cái này rất nguy hiểm các quý vị. Tu theo cái kiểu như này là rất nguy hiểm. Cho nên Phật tử này, thầy khuyên là nếu mà muốn đi đúng chính đạo thì bây giờ bỏ hết cái ý nghĩ con mắt thứ ba ấy đi, bỏ hết đi. Thường phải sám hối. Bây giờ thì dành cái thời gian đấy khoảng độ 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Thường là lễ Phật để sám hối, chứ không ngồi tính tọa niệm Phật nữa. Bây giờ ngồi tính tọa niệm Phật thì lại nghĩ tới gì? Lại nghĩ tới cái con mắt thứ ba ấy, để chết tội. Cho nên thay đổi ấy, cái cách hành trì lễ niệm đi. Thay vào cái phương pháp ngồi tụng kinh, niệm Phật và ngồi thiền đó, vân vân đó, thì bây giờ là thay vào cái phương pháp lễ Phật và đi kinh hành, tức là động, tu động đi. Lễ Phật thì có cách thì mình lễ Phật bình thường này, hoặc là lễ Phật đi học này, hoặc là vẫy tay dịch cân kinh này, như các thầy đang hướng dẫn đó.
Cái đó cũng là một phương pháp gì? Tốt. Vừa tốt cho sức khỏe, vừa tu tập được. Và đi kinh hành. Đó, Phật tử này bây giờ tu động, chuyển sang tu động một thời gian khoảng độ tầm mấy tuần, 3 tuần cho đến 7 tuần hoặc là 100 ngày vậy đó. Đó. Bao giờ mà mình tu mà thì mình cảm thấy không còn máy máy, không còn đau ở chỗ cái giữa hai chặng mày đó nữa thì mới được. Mà không bao giờ được nghĩ tới, đó là con mắt thứ ba nữa. Buông đi. Nó hiện lên một cái liền buông đi. Buông ở trong tâm nhé, buông hẳn ở trong tâm. Đó. Buông hẳn trong tâm, không nghĩ tới nó nữa, chỉ nghĩ tới câu Phật hiệu A Di Đà Phật thôi. Và hướng tâm đi xuống trụ ở nơi đan điền, đừng hướng tâm lên đó. Tâm nó đặt lên đó một cái là liền dẫn tâm xuống trụ ở đây đan điền, tức là dưới rốn mình khoảng 3 ngón tay đặt nằm như thế này xuống. Tức là khoảng ở nơi ban dưới rốn mình khoảng độ 3 đến 5 phân. Đấy, hướng tâm xuống đó. Đó. Hoặc là khi niệm Phật á, ngồi niệm cũng được, nhưng mà khi cứ thấy đau đau chỗ đó mà cái là không để tâm ở đó mà hướng tâm xuống nơi đan điền, trụ nơi đan điền thì dần dần á bệnh kia sẽ hết thôi. Đấy. Đảm bảo với các quý vị dần dần bệnh ấy sẽ hết. Nhưng mà phải không được nghĩ tới nó, phải buông nó đi. Cho dù có Phật Bồ Tát đến bảo rằng á con sắp sửa được khai nhãn rồi, hãy cố tu lấy một vài ngày nữa, con sẽ được gì? Khai được thiên nhãn. Đấy là sẽ mở con mắt thứ ba cho con. Kể cả Phật Bồ Tát đó, hiện ra trước mặt mình bảo thế mình cũng không nghe. Vì sao? Vì đó không phải là Phật thật. Đó là ma giả Phật. Còn Phật thật không bao giờ bảo chúng ta tu như thế. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Phật thật không bao giờ bảo chúng ta tu như thế. Và đệ tử Phật thật cũng không bao giờ dạy chúng ta tu như vậy. Đảm bảo với các quý vị. Chúng ta xem trong tất cả tam tạng thánh điển kinh luận luận, và các vị thiền sư, các vị pháp sư, các vị đại sư, các vị tổ sư, không có một vị thiền sư, pháp sư, đại sư, tổ sư chân chính nào lại dạy chúng ta tu hành để mở con mắt thứ ba, hay là mở huyệt bách hội, mở các huyệt ở trên thân thể để mau được đắc đạo đâu. Không bao giờ có. Đắc đạo là ở gì? Ở giới đức trang nghiêm, định tuệ đầy đủ, tu hành tinh tiến. Đó. Thì mới được giác ngộ và giải thoát, mới được khai thông thiên nhãn thiên nhĩ, nhẫn đến gì? Sáu pháp thần thông, dần dần cũng đầy đủ vậy. Đó. Cho nên nhà Phật chúng ta các vị tuyệt đối nhé, bất cứ vị sư nào mà dạy chúng ta tu, có cái pháp tu nào mà gọi là mở huyệt luân xa, mở huyệt bách hội, mở huyệt ấn đường, hay là mở huyệt hậu môn, mở huyệt lòng bàn chân, vân vân gì đó để mau đắc đạo, đều là sai pháp hết. Đấy là tà ma hết. Cho dù vị đó là sư, nhưng mà sư gì? Sư đi lầm đường lạc lối rồi. Đảm bảo với các quý vị 100% vị nào mà dạy như thế là vị đó đang lầm đường lạc lối. Chúng ta mà theo là chúng ta gì? Cũng đi xuống cái vực thẳm quỷ thần với họ mà thôi. Mất đi cơ hội giác ngộ và giải thoát để theo con đường tà ma ngoại đạo mà thôi. Đấy, cho nên Phật tử chúng ta nhớ cái điều đó. Phật giáo lấy giới định tuệ làm căn bản để tu tập. Đấy, chúng ta phải chỉ trai giữ giới, làm những việc thiện, chịu khó, tinh tiến, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, vân vân. Tất cả những việc thiện có thể chúng ta đều làm. Thì đó mới là con đường chân chính tiến lên cảnh giới niết bàn thanh tịnh, giác ngộ giải thoát của nhà Phật chúng ta. Chúng ta nhớ cho thầy, đạo Phật là gì? Là một nền giáo dục, là một tôn giáo thiên về giáo dục, về nhân cách, về trí tuệ, và về lối sống cư xử lành mạnh, tốt đẹp, chân thiện mỹ. Chứ không phải là hướng dẫn cho chúng ta đến cái chỗ gọi là mê tín dị đoan, cầu mong thần thông để chữa bệnh cho mọi người, hay để thế này thế nọ thế kia vân vân.
Các vị biết trong chùa của thầy có một vài người cũng có khả năng nhìn thấy chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai của một số Phật tử, một số người này người nọ kia kia, thầy cấm hết. Người nào bảo thầy không, thầy bảo mà không nghe, thầy trục xuất ngay, nhất định không để những người đó ở trong chúng. Vì họ ở trong chúng thì chúng ta biết họ sẽ kéo theo không biết bao nhiêu Phật tử lầm lạc. Cho nên thầy đối với những người như thế, thầy rất quyết liệt, bảo mà không nghe thì chỉ có xuất chúng thôi, không thể nào mà chấp nhận được. Các vị cũng đừng có bao giờ nghĩ rằng á, ô thầy có biết cái cảnh giới đó đó đâu mà thầy gì mà thầy chẳng nói thế. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Các vị nghĩ như thế là các vị lầm. Chưa xuất ra những cảnh giới tương tự như vậy thầy đã biết rồi. Thầy đã trải qua những cái cảnh giới đó từ khi chưa xuất ra rồi. Con kính bạch thầy, nhà con có một bức tranh Thích Ca Mâu Ni Phật đang treo ở tầng dưới. Con muốn treo lên cạnh ban thờ có được không ạ? Con và mẹ con phát nguyện thọ trì, đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng mẹ con không biết chữ, chỉ niệm Phật thôi, có được không ạ? Vì công việc nên có hôm hai mẹ con lên thời khóa không trùng với thời khóa của nhà chùa, thì gia đình con có được công đức không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Thầy xin trả lời câu hỏi thứ nhất của một Phật tử gửi về cho ban tổ chức và cho thầy. Câu hỏi của Phật tử có 3 ý. Ý thứ nhất hỏi rằng gia đình có bức tranh đang treo ở tầng dưới, nay muốn chuyển lên trên ban thờ có được không? Được. Cái này được. Chúng ta chuyển lên cho trang nghiêm là được. Phật tử có thể chuyển từ tầng 1 lên trên tầng thờ. Treo làm sao đó cho nhìn được trang nghiêm thì cũng tốt thôi, không sao. Còn nếu để tầng dưới mà nó trang nghiêm, mình để thì mình đi qua đi lại để cho mình cùng ngắm và khách cùng ngắm, nhìn thấy cái tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, người ta hoan hỷ phát tâm Bồ Đề thì cũng được, cũng không sao. Cũng không nhất thiết là cứ phải là treo lên. Tùy theo, nếu để dưới mà cái chỗ nó trang nghiêm rồi thôi, còn nó để chân cầu thang thì mình thôi, mình chuyển lên trên. Còn nếu trang nghiêm mà để cho mọi người cùng ngắm, cùng hoan hỉ, kể cả khách đến nhà mình gieo duyên cho họ thì cũng được, cũng rất là tốt, cũng không ảnh hưởng gì. Trừ trường hợp mà chúng ta để ngay chân cầu thang mà chúng ta đi đi lại lại, nó không được trang nghiêm, không được tôn kính, thì chúng ta để lên trên tầng trên, tầng thờ cho tôn kính thì được. Đã xin trả lời câu hỏi như vậy. Kể cả các Phật tử chúng ta, ai mà gia đình nhà ai có những bức tranh đang treo tương tự thì chúng ta cũng có thể áp dụng một trong hai cách đó, đều được cả. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi rằng hai mẹ con phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh như bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhưng mà mẹ không biết chữ thì niệm Phật thôi có được không? Được. Cũng được luôn. Mẹ không biết chữ thì làm sao mà đọc được kinh? Chỉ có con đọc và mẹ nghe niệm Phật theo thôi thì cũng được. Hoặc là lúc mà con tụng kinh thì mẹ nghe theo kinh. Nếu muốn nghe theo kinh thì cứ nhất tâm để nghe theo theo kinh. Sau đó thì vào lúc niệm Phật thì cả hai mẹ con cùng niệm Phật thì càng tốt. Hoặc là mẹ cứ niệm Phật trước đi hoặc sau con thì cũng được. Hoặc là đến khi đã lên thì mẹ cứ niệm Phật thầm ở trong tâm. Đến khi mà con tụng hết kinh thì mẹ cùng
niệm Phật to với con trong lúc niệm Phật thì cũng được. Cái trường hợp này thì chắc Phật Bồ Tát cũng phải khai cho thôi, biết làm thế nào. Vì không biết đọc, không biết viết mà. Thế thì làm sao mà đọc được. Thế nhưng hai mẹ con phát nguyện như thế là cũng quý lắm rồi, nhân duyên lắm rồi. Thế nên cố gắng tu tập cho tốt. Ý thứ ba nữa, Phật tử hỏi rằng vì công việc bận bịu cho nên cũng có khi hiện lên thời khóa không trùng với thời khóa của chùa, thế như vậy thì có được công đức không? Bảo vẫn được bình thường, không sao, chúng ta vẫn được công đức bình thường. Đã trùng vào thời khóa nhà chùa thì chúng ta lên để đọc cùng thì cũng tốt. Mà vì chúng ta bận bịu công việc mà không lên trùng được vào thời khóa, chúng ta lên trước một chút hoặc sau một chút thì cũng được. Cái cơ bản là khi chúng ta đọc tụng kinh điển của Phật, chúng ta nhất tâm, chúng ta nhiếp tâm để chúng ta thọ trì đọc tụng như lý như pháp, y áo trang nghiêm, oai nghi tế hạnh đầy đủ. Vào đó, vào tới ban Phật rồi, tới ban thờ Phật, thờ thần linh gia tiên nhà mình, nói nôm na là vào tới phòng thờ rồi phải ăn mặc y áo cho nó trang nghiêm. Tốt nhất lên tụng kinh là nên mặc áo dài, tức là áo tràng đó, để cho trang nghiêm. Khác với khi chúng ta sinh hoạt bình thường, giống như các sư bình thường thì sinh hoạt làm việc công quả thì mặc quần áo ngắn bình thường thôi. Nhưng mà khi lên khóa lễ là phải y phục cả tha cả sa áo thụng cho trang nghiêm. Khi mà lên tụng kinh lễ Phật là phải cả sa áo thụng trang nghiêm. Còn bình thường có đi cảnh sách niệm Phật thì cũng phải mặc áo thụng hoặc là mặc áo dài, tức là áo tràng đó, để lên lễ Phật niệm Phật thì mới trang nghiêm. Cho nên Phật tử chúng ta cũng nên y giáo phụng hành như thế, để cho cái khóa lễ của chúng ta nó được trang nghiêm và thành tựu viên mãn. Thế cũng không nên là nghĩ rằng đây nhà của chúng ta, chúng ta mặc áo cộc, quần cộc, chúng ta lên chúng ta tụng kinh như thế là không trang nghiêm. Mặc dù là nhà của chúng ta, nhưng khi lên lễ Phật là chúng ta phải trang nghiêm và thành kính. Chứ không có nghĩa là thôi nóng quá thì thôi mặc quần sót với áo áo cộc cũng được. Như thế thì nó không còn cái sự thành kính nữa, không còn sự tôn nghiêm trong đó nữa. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng lưu ý cái đó. Còn thì tụng trùng với thời khóa của nhà chùa hoặc là không trùng thì cũng không sao, không nặng nề lắm. Đều có công đức cả. Công đức cốt ở cái chỗ nhiếp tâm và nhất tâm và thành kính thì sẽ được thôi. Như là Ấn Tổ đã nói, thực hành lễ Phật, niệm Phật vân vân, nếu là có một phần công đức, có một phần thành kính thì sẽ có một phần công đức. Có 10 phần thành kính thì sẽ được 10 phần công đức. Nhấn đến có 100.000 phần thành kính thì sẽ có 100.000 phần công đức vậy. Đó. Cho nên công đức là ở chỗ chúng ta có thành kính hay không, oai nghi tế hạnh đầy đủ hay không, y phục có trang nghiêm hay không, lúc thọ trì đọc tụng có nhiếp tâm hay không, có nhất tâm hay không, thì công đức là ở chỗ đó. Thế còn nếu mà trùng vào thời nhà chùa, khóa nhà chùa thì cùng tụng cho hoan hỷ, tạo thành cái động lực, cái cộng nghiệp, cộng hưởng tốt hơn thì càng tốt, tạo thành cái làn sóng âm mạnh mẽ hơn thì càng tốt. Đó. Nên trả lời câu hỏi thứ nhất như vậy. Câu thứ hai, có Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, con bạch thầy, con làm rằm tháng 7 ở nhà nhưng không cúng quần áo vàng mã, mà con cúng tiền vàng và tiền trần có được không ạ? Nếu gia đình con không cúng vàng mã
thì người thân của chúng con có bị thiếu không ạ? Con xin thầy khai thị cho chúng con được biết để sắm lễ đầy đủ đúng như pháp ạ. Ở đây Phật tử có hỏi, rằm tháng 7 tới đây ở nhà không cúng quần áo, tức là quần áo giấy đó hả? Đó, không cúng quần áo, quần áo giấy đó. Nhưng mà có cúng vàng mã và không cúng quần áo và không cúng vàng mã, nhưng mà có cúng tiền vàng và cúng tiền trần, có được không? Xin thưa các vị, cái vấn đề vàng mã, trong mấy năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có chỉ thị, có chỉ đạo từ trung ương xuống địa phương, thậm chí xuống tới cả các chùa ở cấp cơ sở như là xã phường, quận huyện, vân vân. Nhưng mà tăng ni thì không phải là chùa nào cũng chấp hành. Phật tử thì không phải ai cũng đã hiểu được. Cho nên chúng ta thấy là mặc dù là Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có hướng dẫn, có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cụ thể cho tăng ni ở các cấp, ở trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong cả nước, vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy mỗi dịp Tết đến xuân về, Vu Lan báo hiếu, những ngày sóc vọng tổ sư, những ngày cúng tuần 35-49, hoặc là những cái đàn lễ giải oan cắt kết, vân vân. Chúng ta thấy ở nhiều chùa còn tổ chức là đốt vàng mã rất là nhiều, đặc biệt là vào dịp tháng 7. Còn rất nhiều những ngôi chùa, kể cả chùa đã có sư trụ trì, nhưng mà vẫn đốt vàng mã, đốt hình nhân thế mạng, đốt vàng mã, đốt ô tô, đốt máy bay, đốt đủ các thứ hết luôn các quý vị. Nhà lầu, xe hơi, đốt cả Boeing 747, đốt cả Mercedes, đốt cả Rolls Royce, vân vân, nhưng toàn làm bằng giấy cả. Thế bây giờ chúng ta nghĩ xem, ở trên cõi trần chúng ta này, tức là cõi dương thế chúng ta này, mỗi quốc gia đã có pháp luật, mỗi mỗi quốc gia đều có pháp luật riêng, đều có cái đồng tiền để lưu hành trong quốc gia riêng, đúng không? Đó, ví dụ Việt Nam có ngân hàng nhà nước Việt Nam, rồi có cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam, và chúng ta thấy bên trên hệ thống ngân hàng còn cả một cái hệ thống quản lý nhà nước, đó là Bộ Tài chính, đó là Thống đốc ngân hàng. Và trên đó thì còn có chính phủ. Đó, đâu có phải là tiền tệ trong mỗi quốc gia, muốn in ra thì in đâu. Nếu mà chúng ta biết là trong mỗi quốc gia tiền cứ thiếu cứ đi mà in ra thì nó bị lạm phát thôi. Đó, giống như một đất nước ở bên châu Phi, hay là châu Mỹ nhỉ, nước gì mà lần trước nói rồi đấy, đó, họ phải đem tiền ra để mua được một cân thịt, phải đem tiền ra để cân này thành mấy chục cân tiền mới mua được một cân thịt đó. Mấy chục cân tiền mới mua được một cân gạo, chúng ta thấy đó. Với cái tội là cứ in tiền ra, cứ tự in tiền ra cho thật nhiều, khi nó lạm phát, kết quả là đất nước điêu đứng, cho đến bây giờ họ vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng đó đâu.
Đó. Qua đó chúng ta thấy có thể chúng ta tư duy một chút, chúng ta thấy mỗi quốc gia ở trên thế giới này đều có hệ thống chính trị, pháp luật riêng ở trong quốc gia của họ, có cái hệ thống quản lý tiền tệ riêng ở trong quốc gia của họ, nó có sự độc lập, nó có sự quản lý. Huống chi là bây giờ cả quái âm và quái dương. Quái dương chúng ta có pháp luật của quái dương, trong pháp luật quái dương chúng ta thấy cũng có pháp luật của các quốc gia. Thì quái âm cũng thế thôi, họ cũng có pháp luật của họ, cũng có các quốc gia ở dưới quái âm. Mà cụ thể như trong kinh sách nhà Phật hay là của các tôn giáo thì nói ở dưới quái âm cũng có các vị thần. Ví dụ có các vị Phật giáo chúng ta hay nói đến Thập Điện Minh Vương, tức là 10 vị cai quản ở dưới âm ti địa phủ. Đệ nhất là Điện Tuần Quảng Minh Vương, đệ nhị điện thì sở có vị, có ông Sở Giang Minh Vương, đệ tam điện thì có ông Tống Đế Minh Vương, đệ tứ điện thì cho đến đệ ngũ điện, đệ thập điện, đệ đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục, đệ thất, đệ bát, đệ cửu, đệ thập đó, đều có các vị Minh Vương cai quản ở dưới đó. Từ đệ nhất điện Sở Giang Minh Vương cho đến đệ cửu điện Đô Thị Minh Vương cho đến đệ thập điện Chuyển Luân Minh Vương, 10 vị Minh Vương ấy cai quản ở dưới quái âm ti địa phủ. Đồng nghĩa rằng các vị cai quản ở dưới đó thì họ cũng có pháp luật, có hệ thống tiền tệ của họ chứ. Đâu có phải là trên dương thế chúng ta cứ in xong đem xuống dưới là tiêu được đâu. Chúng ta biết mà cái tiền, chúng ta in tiền giả, tiền đô la giả để cúng cho tiền âm phủ đô la giả mà. Ở Việt Nam chúng ta in thì bán thoải mái, nhưng chúng ta đem sang châu Âu, chúng ta đi qua sân bay nó bắt chúng ta ngay. Nó bảo chúng ta in tiền giả, buôn bán tiền giả. Chúng ta có giải thích đây là tiền âm phủ ở Việt Nam, nó không nghe, bắt luôn. Khởi tố hình sự ngay các quý vị. Đấy, ngay quái trần của chúng ta mà đã thế rồi, huống chi là xuống dưới là quái âm. Cho nên xác định với nhau rằng á, đem đốt tiền tài của cải vàng mã xuống cho người quái âm, khẳng định với các quý vị không nhận được. Chỉ là ma quỷ nó giả vờ để nói gì? Nó lừa gạt người dương thế, người trần thế chúng ta, người trần mắt thịt chúng ta, để cho cúng kiếng cho nó mà thôi, để nó ăn mà thôi. Cúng thì không phải là nó cúng nó lấy cái đồ vàng mã ấy, mà nó cúng nó lấy gì? Có ai bây giờ lập đàn cúng thì chỉ cúng vàng mã không đâu, mà phải cúng gà, cúng xôi, cúng thịt, cúng thanh bông hoa quả vân vân. Đó thì nó thụ hưởng cái gì? Cái đồ lễ cúng kia. Còn cái vàng mã nó chỉ là cái nó che mắt đó, thế gian chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng sống ở trên đời là cần gì phải tu, cần gì phải làm việc thiện. Chỉ cần khi chết là con cháu người thân đem cúng tiền tài vàng bạc của cải châu báu cho thoải mái mà dùng, thoải mái mà sử dụng. Nguy đấy các quý vị. Thầy lấy danh dự của đệ tử Phật ra, danh dự của người xuất gia, của người tu hành ra mà nói thật với các quý vị. Tất cả những cái đồ vàng mã, hình nhân, thế mạng, vân vân đó, đem cúng cho người mất, họ không nhận được, đều không nhận được. Nó chỉ là do quỷ thần nó dựa vào để nó lừa phỉnh thế gian chúng ta đi vào đường tà mà thôi. Nó làm cho chúng ta đi vào đường tà. Chúng ta cứ nghĩ rằng chẳng cần phải tu phúc tu thiện, chẳng cần phải tin nhân tin quả, chỉ cần là cúng cho người âm là người âm nhận được. Thế thì trên cuộc đời này chúng ta biết rằng còn ai nghĩ tới nhân quả nữa, còn ai biết sợ nhân quả nữa, ai muốn học nhân quả nữa. Đó.
xác định với chúng ta như thế. Cũng giống như ở cõi trần chúng ta này thôi, không đi làm mà muốn có ăn thì chỉ có đi trộm đi cắp. Mà đi trộm đi cắp thì một vài lần đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, bị công an bắt, bị pháp luật trừng trị thì ngồi ở trong nhà đá mà bóc lịch. Lúc đó mới thấy là nhục, mới thấy là khổ. Lúc đấy mới thấy ăn năn thì cũng không kịp nữa rồi. Đó. Cho nên qua đây thì cũng nói với các Phật tử chúng ta, chứ chúng ta cứ mạnh dạn bỏ quần áo, tiền vàng, nói chung là đồ vàng mã vào cái dịp cúng rằm tháng 7 hay là ngày lễ, ngày Tết, hay ngày tuần, ngày tiết, ngày 35, 49 đó, vân vân, các vị cứ bỏ hết đi cho thầy. Chúng ta chỉ thành tâm thanh bông hoa quả, hoặc là làm cơm mà để cúng, vân vân. Làm những cái đồ thật đó để cúng. Nhưng còn nếu mà muốn cúng để cho yên tâm thì chúng ta mua gì? Mua có điều kiện thì mua cho các vong mỗi một cụ bộ quần áo. Nam thì cúng quần áo nam, nữ quần áo nữ. Cúng dàng dâng lên để cúng cho mình yên tâm. Sau đó thì chúng ta cắt cho gọn gàng đi, chuẩn bị đến mùa đông thì có các nhóm thiện nguyện đi làm từ thiện đó. Chúng ta đem cái đó chúng ta làm từ thiện lên cho bà con vùng cao. Đấy thì gọi là vừa giải quyết được cái vấn đề đức tin, vấn đề cái niềm tin về tâm linh chúng ta, vừa giải quyết được cái vấn đề gọi là ủng hộ cho bà con vùng cao khi mùa đông đến, có bộ quần áo đó để mặc cho nó đỡ giá rét. Vì trên vùng cao miền núi của các tỉnh phía Bắc chúng ta đến mùa đông là gì? Rất là lạnh. Đó. Thế thì còn có thể gọi là châm trước, còn có thể gọi là phương tiện để cho chúng ta vừa an tâm, vừa được cả đôi đường. Còn chúng ta thì thay bằng cái tiền vàng đó, chúng ta cứ đem dâng cái tiền thật mình lên ấy. Dâng lên mình cúng xong rồi thì có thể mình là đem bố thí cho người nghèo, hay là đem mua phóng sinh. Dâng lên cúng xong rồi cái tiền đó đem bố thí cho người nghèo, đem mua phóng sinh, hoặc đem cúng dường làm các việc thiện thì nó còn có gì? Nó có lợi ích. Cái lợi ích thực sự là ở cái chỗ phóng sinh, ở chỗ cúng dường, ở chỗ bố thí cho người nghèo ấy. Chứ còn không phải là dâng tiền lên mà là được lợi ích cái đấy đâu. Cái dâng tiền lên nó chỉ là cái vấn đề gọi là làm an tâm của chúng ta thôi. Bao nhiêu năm nay chúng ta cứ cúng tiền vàng quen rồi, bây giờ không có thì sợ rằng chúng ta cái lòng tin á, niềm tin vào trong Phật Pháp, vào trong chính Pháp của Đức Phật đó, chúng ta chưa đủ, cho nên chúng ta còn lăn tăn. Cho nên thì thôi thì đấy cũng là phương tiện để chúng ta yên tâm. Khi chúng ta cũng dâng lên cúng tiền trần kia rồi, tức là tiền chúng ta đang tiêu ở thế gian này rồi. Đấy kiểu thế, thành tâm như thế để thể hiện cái tâm thành của mình đối với người ở đã khuất. Và đặc biệt là xong mình lại cúng xong mà lấy cái tiền đó để phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường làm các việc thiện để lấy công đức đó để hồi hướng cho họ. Thì cái đó thì được. Cái đó được. Đấy. Giống như mình cúng quần áo thật, cúng như đồ thật xong mình cất đi đến chuẩn bị đến mùa đông. Mình tùy hỷ cùng với các đoàn đi làm từ thiện ở vùng cao của các tỉnh miền núi. Vân vân. Thì đó thì được. Đấy, mình chuyển như thế. Người Phật tử chúng ta học Phật chân chính phải nên làm như vậy. Các vị thấy đạo tràng của thầy ở đây có cúng đồ mã đâu, không cúng vàng mã, cũng không cúng quần áo giấy, không cúng hình nhân thế mạng, nói chung là không cúng tất tần tật những cái đồ giả ấy. Kể cả ngày lễ, ngày Tết đến lễ hội Vu Lan rằm tháng 7 đều không cúng những đồ đó. Đấy. Chỉ cúng những đồ thật thôi. Thanh bông hoa quả, cơm canh và có quần áo thì các Phật tử mua để cúng xong lại tập trung lại đấy để đến mùa đông phân phát lên cho bà con ở vùng cao. Chúng ta thấy đấy là vừa được an tâm, lại vừa giúp đỡ được người khác thì mới có công đức. Còn cái đồ vàng mã, đồ giấy kia xong chúng ta đem chúng ta đốt cái khói cả ra. Có chùa là cúng là còn
có khi còn cháy cả chùa vì cái tội đốt vàng mã nữa. Cho nên người học Phật chúng ta là phải giác ngộ ở cái chỗ đó. Học Phật mãi mà chả giác ngộ thì học để làm cái gì? Tụng kinh mãi, nghe pháp mãi mà chả giác ngộ được, chả bỏ được những cái gọi là cái mê tín dị đoan. Thì thực sự nói với các quý vị, học Phật như thế cũng bằng thừa. Học như thế là công đức cái chả được là bao cả. Cho nên các Phật tử chúng ta phải gọi là phải tinh tiến để đoạn trừ những cái việc xấu, việc ác, cái việc phi pháp ở trong nhà Phật chúng ta bây giờ. Phật tử chúng ta nhất định không hưởng ứng thì dần dần là nó sẽ thành cái nếp và thành thói quen từ chúng ta, rồi lan ra cho nhiều người, truyền cảm hứng và nói cho nhiều người được biết, được giác ngộ để không cúng những đồ đó nữa. Thì chắc chắn dần dần Phật giáo chúng ta sẽ lấy lại được cái hình ảnh là một nền giáo dục đích thực, như là lời Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Chứ Phật giáo không phải là một tôn giáo mê tín dị đoan. Bây giờ chúng ta cứ đem đốt vàng mã như vậy, cúng kiếng linh đình để hình nhân thế mạng như vậy, rượu thịt để cúng kiếng lên ban Phật như vậy, lên đàn tràng của Phật như vậy, chúng ta vô hình chung là đang đi hủy nhục Phật Pháp, làm cho Phật Pháp bị thế gian là hiểu lầm. Đó. Họ nghĩ rằng Phật giáo là mê tín dị đoan. Phật giáo là đa thần giáo. Phật giáo là mê tín. Thì chúng ta có lỗi vậy. Có lỗi với Đức Phật. Có tội với chúng sinh. Có tội với hậu thế vậy. Đó. Đặc biệt là những tăng ni càng cần phải giác ngộ cái điều đó để giáo hóa cho các Phật tử. Còn Phật tử chúng ta là phải hộ pháp. Chúng ta là Phật tử chân chính hộ pháp. Những ngôi chùa nào mà cúng kiếng vẫn cứ hình nhân thế mạng, ô tô, máy bay, tàu hỏa, nhà lầu, xe hơi bằng giấy, mình có gọi là đồ vàng mã đó, rồi tiền vàng, vàng mã vân vân đó, những cái đồ đó mà cúng kiếng bảo chúng ta mua sắm những cái đồ, chúng ta biết rồi, thôi, những cái chùa như thế tốt nhất chúng ta lánh đi. Các cụ ngày xưa nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta ở gần những con người mà không hướng cho chúng ta đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát, không đưa chúng ta thoát khỏi những cái bến mê, thì cả đời này chúng ta vẫn mê. Đời nay chúng ta mê thì kiếp sau chúng ta vẫn muội vậy. Không thể nào mà giác ngộ, không thể nào mà giải thoát được. Cho nên các Phật tử chúng ta cần phải suy nghĩ cho nó chín chắn, nó đúng đắn để mà đem áp dụng giáo lý của Đức Phật vào cuộc sống. Chúng ta nhớ cho thầy là Phật Pháp là một nền giáo dục, chứ không phải là Phật giáo là một tôn giáo mê tín và dị đoan. Nhớ cái điều đó. Cho nên trường hợp Phật tử này và các Phật tử khác còn lăn tăn trong vấn đề là bỏ cúng quần áo vàng mã nhưng mà vẫn còn phải cúng tiền vàng, bỏ luôn đi, còn một chút nữa bỏ luôn. Quần áo vàng mã chúng ta bỏ được rồi, thế còn chút cái tiền vàng đó nữa cũng bỏ luôn được mà. Chúng ta biết những cái đồ đó toàn làm mấy cái loại giấy gì, nó không được sạch sẽ đâu các quý vị. Toàn những cái giấy bìa cắt tông với những cái giấy, họ về họ dùng cái máy của Trung Quốc, họ ép nhuyễn ra, họ cho và họ làm, mà toàn cái giấy bẩn lắm, hôi hám, bẩn thỉu, đầy những cái côn trùng vi trùng ở đó, xong thì họ bôi phẩm màu lên, thế là nó thành gì, nhìn nó thành đẹp, nhưng thực tế cái giấy nó rất là bẩn. Chúng ta vô tình là đem những cái đồ bất tịnh để lên trên ban thờ Phật, thờ thánh, thờ thần linh gia tiên nhà mình để dâng cúng, không nên. Một Phật tử thuần thành cứ thanh bông hoa quả mà dâng cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên nhà mình. Ngày lễ lớn như là ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp, tiết thượng nguyên, Vu Lan, báo hiếu này,
Tết Trung Nguyên, Tết Trung Nguyên Vu Lan báo hiếu này, thì chúng ta làm mâm cơm chay mà cúng là tốt nhất. Những cái ngày như thế này thì chúng ta tránh sát sinh hại vật, đó là tốt nhất. Nếu mà gia đình Phật tử thuần thành thì tốt nhất là không sát sinh hại vật, không cúng mặn mà cúng chay là tốt nhất. Còn nếu mà gia đình mà chưa thuần thành theo Phật hết, bắt buộc phải vẫn là mâm cơm mà cúng mặn thì chúng ta ra chợ mua cái đồ làm sẵn, như là gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe và không dặn họ giết con vật đó cho mình đó. Tức là mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thấy có tiếng nó kêu trước khi chết, và chúng ta không gọi điện để dặn họ trước để giết cho mình, vân vân. Đó, hướng cho cái quạt nó vào đây, quạt nó chạy đi đâu nóng quá. Bác Quảng ra cho cái quạt quay ra đây. Xin lỗi các Phật tử, nóng quá. Bật điều hòa, bật quạt nó chạy đi đâu. Điều hòa thì không quay được, quạt thôi. Nóng, đổ cả mồ hôi ròng ròng ra mà nó để được. Quay nó vào đây. Đang cho chạy cái tít bên kia kìa. Cho nó lên trời làm gì. Các Phật tử hoan hỉ chút, nóng quá. Lại càng cho xa hơn thì làm sao mà nó mát. Quay nó vào bên này. Đó, cái quạt này nó quay sang kia thì cái này mình phải quay vào. Đầu óc các bác kém quá. Cho nó chúi nó xuống. Quay nữa vào một tí nữa. Quay vào bên trong đấy. Rồi. Đó. Cho cái quạt này nó mát xuống tí. Nóng thế này cơ mà. Vâng, xin lỗi các Phật tử vì nóng quá không chịu được. Mồ hôi một cái nó ra. Nhá nhờ cái thất này nó bí, nó nóng. Chúng ta vào tiếp bài giảng. Thầy đang nói về trả lời Phật tử về đốt vàng mã trong dịp rằm tháng 7 này. Thì thôi chốt lại, tóm lại đây, chúng ta quần áo vàng mã bỏ được rồi thì còn chút tiền vàng chúng ta bỏ nốt đi. Chúng ta dùng bằng tiền trần cúng xong thì chúng ta đem phóng sinh, rồi bố thí cho người nghèo, hoặc là cúng dường làm việc thiện vân vân, thì công đức còn có vậy. Đừng nên đi theo con đường mê tín dị đoan mãi. Chúng ta bây giờ sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại còn càng khó hơn. Nay thân người cũng đã được, Phật pháp cũng đã gặp, mà chúng ta cứ mê mãi chẳng ngộ thì không biết đến bao giờ cho giác ngộ được. Cứ bảo về Tây Phương mới giác ngộ, bây giờ chúng ta không chịu giác ngộ thì làm sao mà được về Tây Phương. Cái chúng ta học Phật nó phải thực tế như thế. Cái gì bây giờ chúng ta giác ngộ được thì chúng ta phải giác ngộ ngay. Chứ đừng có nghe người này nói một câu, người nọ nói một câu, chúng ta sợ là như thế, sợ ở dưới kia các cụ chúng ta thiếu thốn thế này nọ thế kia. Nhận được đâu mà thiếu hay là đủ. Mà nhận cái công đức gì. Cái công đức chúng ta tụng kinh niệm Phật, chỉ chú lễ Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, giống như tôn giả Mục Kiền Liên mà hôm qua thầy giảng á. Đó, nhận là nhận công đức ấy, chứ đâu phải nhận mà cái đồ chúng ta đốt xuống dưới âm ti địa phủ họ nhận được đâu. Không bao giờ có, thầy lấy danh dự của người tu để khẳng định với các quý vị là không bao giờ có. Đó. Không bao giờ họ nhận được những cái đồ cúng ấy. Đấy chỉ là chúng ta mị dân lừa nhau mà thôi. Mà cái tục đốt vàng mã nó không phải trong Phật giáo. Đó là nó gì? Ở bên nhà Nho và của Trung Quốc. Nó xuất phát từ ở bên cái đạo Nho, bên Nho giáo của Trung Quốc, bên cái tục gọi là thọ mai. Tức là cái tục gì? Tống táng, an táng người chết của văn hóa tín ngưỡng Trung Quốc.
nó truyền bá vào Việt Nam chúng ta. Ở cái thời, đặc biệt cái thời kỳ sau nhà Trần, là thời kỳ nhà Trịnh Nguyễn đằng ngoài, nhà Lê, nhà Trịnh đằng ngoài và nhà Nguyễn đằng trong. Sau rồi đến thời nhà Nguyễn nữa, sau này đến thời Pháp thuộc nữa, và chúng ta thấy. Và từ đó cái tục lệ đốt vàng mã chúng ta càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gọi là gây ra tốn kém, vừa tốn kém về tiền của, lại vừa làm ô nhiễm môi trường, vân vân. Chúng ta không nên bỏ hẳn đi. Chùa Khai Nguyên chúng tôi bỏ bao nhiêu năm nay, từ khi tôi về đây, tôi giáo hóa cho Phật tử bỏ, từ ngày đó chúng ta thấy chùa vẫn phát triển, vẫn đông tăng ni, vẫn đông tín đồ Phật tử, vẫn đông Phật tử thập phương đến chiêm bái lễ Phật. Đâu có không đốt vàng mã là Phật tử không đến đâu, mà họ còn đến càng nhiều hơn. Những người tri thức, những người hiểu biết, họ tìm đến chùa, tìm đến với các thầy càng ngày càng đông hơn. Thậm chí có cả những nguyên thủ quốc gia họ còn tìm đến cơ mà. Thì chúng ta phải biết rằng mình mà làm không đúng thì làm sao á, họ phục mình, họ kính trọng mình, họ đi theo mình, họ ủng hộ mình, họ giúp đỡ mình, họ tin tưởng mình. Đó, các vị nên nhớ cái điều đó. Cũng mong rằng cái này tăng ni Phật tử chúng ta mở rộng ra để kiên quyết là gì? Bài trừ và xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín và dị đoan còn ở trong cửa Phật của chúng ta. Chúng ta bây giờ không làm thì bao giờ cho làm được. Chúng ta đừng có nghĩ rằng ôi giờ các cụ ngày xưa không làm được, mình bây giờ làm sao được. Làm được. Các cụ không làm được thì mình làm được thì mới gì? Mới quý, mới tốt chứ. Đã xin nói với bởi vì các vị đó, chùa Khai Nguyên trong tất cả hệ thống chùa chiền của chúng tôi chủ trì, không có một chùa nào chủ trương đốt vàng mã và tiền vàng cả. Không có một chùa nào luôn. Mà Phật tử thuần thành ở trong đạo tràng chúng tôi cũng không có Phật tử nào đi lễ mua tiền vàng, vàng mã luôn. Vậy mà gia đình họ vẫn gì? Vẫn an vui, vẫn hạnh phúc. Làm ăn vẫn gặp nhiều may mắn. Trong cuộc sống thì vẫn tốt đẹp bình thường. Chỉ trừ những người họ mới đến chùa một vài lần, họ chưa phải là Phật tử thuần thành ở trong đạo tràng, họ chưa nghe pháp của chúng tôi nhiều, họ đến chùa họ còn mang theo một chút gọi là cái tiền vàng. Nhưng mà khi đến nhà chùa cũng nhẹ nhàng nói với họ, các Phật tử nhẹ nhàng nói với họ thì họ cũng hoan hỉ, họ cất đi, họ không dâng nữa. Đại đa số thế. Chứ còn Phật tử đến và nghe pháp một thời gian thuần thành rồi thì khẳng định với các quý vị không còn ai đốt vàng mã. Những Phật tử thuần thành của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên chúng ta, các Phật tử bỏ từ lâu lắm rồi, mấy năm nay rồi. Còn thầy thì bỏ từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, đã không chủ trương đốt vàng mã rồi. Vì ngày xưa gần Đức Pháp Chủ, gần các vị tôn túc hòa thượng lớn trong giáo hội, các cụ khuyến khích là tăng ni học xong về trụ trì các chùa nên bỏ những cái hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan, như là đốt vàng mã hình nhân thế mạng tiền vàng kia đi. Để các thầy, một số các thầy trong khóa học của thầy bây giờ đã và đang làm được cái điều đó rất là tốt. Mà chùa chiền cũng phát triển, đạo tràng cũng phát triển. Phật tử thì tinh tiến, tu hành đúng chính pháp. Thực sự là Phật giáo Việt Nam chúng ta thấy như thế là có cái điểm sáng bắt đầu được nhen nhóm lên rồi vậy. Mong rằng mỗi Phật tử chúng ta học Phật đều cùng nhau chung tay để đẩy lùi những cái hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan còn ăn sâu ở trong Phật giáo Việt Nam chúng ta mấy trăm năm nay. Bây giờ chúng ta cố gắng, chúng ta cùng nhau chúng ta bỏ đi là cái tốt nhất. Cho nên câu hỏi đấy thì xin trả lời như vậy, mong các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cái tục lệ đốt vàng mã, vì đâu mà có. Chúng ta thấy không phải của Phật giáo chúng ta, cũng không phải của cha ông chúng ta ngày xưa đâu, mà nó du nhập từ Trung Quốc sang.
Những cái gì nó du nhập mà nó không hay không tốt, chúng ta thẳng tay chúng ta bỏ nó đi, giữ lại làm gì nữa, vừa tốn kém lại vừa gì, làm ô nhiễm môi trường. Còn Phật tử hỏi rằng á, là ý nữa là gì? Là xin thầy khai thị cho được biết sắm lễ như thế nào đầy đủ. Sắm lễ thành tâm là đầy đủ nhất các quý vị. Còn biết thế nào là đầy đủ. Mình cứ thành tâm thôi. Nhà có điều kiện thì mình phải sắm lễ làm sao nó nhìn nó cũng phải bắt mắt. Đó. Giống như hôm trước thầy cũng có nói một trường hợp đến một gia đình làm lễ cho một gia đình Phật tử ấy. Nhà rất có điều kiện. Nhà hai cái ô tô đi, vợ một cái, chồng một cái. Tức là nhà rất giàu. Nhưng mà sắm cái lễ cũng thần linh gia tiên các vị biết không? Đừng mấy cái quả cam, quả quýt bé xíu xíu như họ bán nó héo quặt, héo quẹo ở ngoài chợ rồi mua về. Như vậy không phải là thành tâm. Như vậy là keo kiệt, như vậy là bùn xỉn. Đối với thần linh gia tiên nhà mình mà mình còn keo kiệt bùn xỉn như thế thì không thể gọi là đầy đủ được, không thể gọi là thành tâm được. Ví dụ chúng ta không có điều kiện kinh tế, mình nói là nôm na là gia đình nghèo, không có tiền để sắm lễ thì mới phải gọi là thành tâm. Thế trường hợp mà nghèo không có gì thì chỉ cần ba bát nước trắng dâng lên cúng trước thần linh gia tiên, ông bà ông vải nhà mình các cụ cũng chứng cho rồi. Đấy là thành tâm. Chỉ cần ba bát nước và ba chén nước và tuần hương thế là được rồi. Thậm chí nếu mà không có tiền mua hương thì cần ba bát nước dâng lên đó vậy, nhất tâm niệm Phật 10 hơi để lấy công đức đó để hồi hướng công đức thì cũng tốt rồi. Đó. Chứ còn hỏi rằng sắm lễ như thế nào cho đầy đủ cho đúng pháp thì đầy đủ thì không biết thế nào. Chúng ta cứ sắm làm sao nhìn cái ban thờ chúng ta được trang nghiêm đẹp đẽ trong những ngày lễ, ngày Tết, ngày Vu Lan này là được. Đó. Còn như pháp rồi, sắm lễ như pháp đó là như lúc nãy thầy nói rồi, hình nhân thế mạng vàng mã vân vân, cái đồ đó thì bỏ đi. Hay là gì, chúng ta là người Phật tử theo Phật, những ngày lễ như thế này chúng ta cũng không nên sát sinh hại vật để dâng cúng ông bà ông vải tổ tiên nội ngoại, vì làm như thế thì càng tổn phúc họ vậy. Đó là như pháp, thanh bông hoa quả mà cũng là như pháp, làm mâm cơm chay nữa được thì càng tốt, đấy cũng là như pháp. Đó. Xin đã trả lời câu hỏi thứ hai như vậy. Sang câu hỏi thứ ba. Phật tử hỏi là A Di Đà Phật, con xin kính chúc thầy và tăng ni luôn mạnh khỏe. Con có câu hỏi xin thầy từ bi giải đáp giúp con. Tại sao khi niệm Phật con hay bị nhức ở phần giữa hai lông mày, tức là phần gì chỗ ấn đường đấy ạ, giữa hai lông mày đấy, giữa ấn đường, như muốn là mở toang cửa ra. Phật tử nói là khi niệm Phật thì giữa khoảng ấn đường, tức là giữa khoảng đoạn giữa đoạn hai lông mày đó, đau nhức như là muốn mở toang cửa ra. Con xin thầy chỉ dẫn cho con cách khắc phục để con không bị mở con mắt thứ ba ra. Con xin tri ân công đức của thầy. Chúng ta tu kiểu như thế thì chẳng mấy mà tẩu hỏa nhập ma. Tu kiểu như thế này thì chẳng mấy mà lại thành ông đồng bà cốt, tẩu hỏa nhập ma chết tôi. Chắc là vị này trước đây cũng có tu theo các pháp môn gọi là luyện khí công rồi đấy, tôi đoán thế. Thường thường là những cái người như thế này là hay tu theo cái kiểu đó trước rồi bây giờ mới tu theo Phật. Tôi gặp nhiều trường hợp như thế này rồi. Đi tu theo các pháp môn để luyện khí công đấy, để chữa bệnh này, luyện khí công để cho nó khỏe, luyện khí công thế này nọ kia này. Nhưng theo một thời gian là người chảy ra người, ngợm chảy ra ngợm. Tức là muốn làm người bình thường lúc đó cũng khó, nó chẳng làm người bình thường được nữa. Không tự làm chủ được bản thân mình nữa.
Đấy, bảo họ là ma thì cũng không phải, vì họ vẫn sống sờ sờ ra đấy, họ vẫn gì còn là sự hiểu biết, nhưng mà lúc thì thế này, lúc thì thế thế nọ, lúc thế kia. Cho nên tôi mới nói là nửa người nửa ngợm này. Cái này rất nguy hiểm các quý vị. Tu theo cái kiểu như này là rất nguy hiểm. Cho nên Phật tử này, thầy khuyên là nếu mà muốn đi đúng chính đạo thì bây giờ bỏ hết cái ý nghĩ con mắt thứ ba ấy đi, bỏ hết đi. Thường phải sám hối. Bây giờ thì dành cái thời gian đấy khoảng độ 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Thường là lễ Phật để sám hối, chứ không ngồi tính tọa niệm Phật nữa. Bây giờ ngồi tính tọa niệm Phật thì lại nghĩ tới gì? Lại nghĩ tới cái con mắt thứ ba ấy. Để chết tôi. Cho nên thay đổi ấy, cái cách hành trì lễ niệm đi. Thay vào cái phương pháp ngồi tụng kinh niệm Phật và ngồi thiền đó, vân vân đó, thì bây giờ là thay vào cái phương pháp lễ Phật và đi kinh hành, tức là động tu động đi. Lễ Phật thì có cách thì mình lễ Phật bình thường này, hoặc là lễ Phật y học này, hoặc là vẩy tay dịch cân kinh này, như các thầy đang hướng dẫn đó. Cái đó cũng là một phương pháp gì tốt, vừa tốt cho sức khỏe vừa tu tập được. Và đi kinh hành là Phật tử này bây giờ tu động, chuyển sang tu động một thời gian khoảng độ tầm mấy tuần, 3 tuần cho đến 7 tuần hoặc là 100 ngày vậy đó. Bao giờ mà mình tu mà thì mình cảm thấy không còn máy máy, không còn đau ở chỗ cái giữa hai chặng mày đó nữa thì mới được. Mà không bao giờ được nghĩ tới đó là con mắt thứ ba nữa, buông đi. Nó hiện lên một cái liền buông đi, buông ở trong tâm nhé, buông hẳn ở trong tâm. Buông hẳn trong tâm, không nghĩ tới nó nữa, chỉ nghĩ tới câu Phật hiệu A Di Đà Phật thôi. Và hướng tâm đi xuống trụ ở nơi đan điền, đừng hướng tâm lên đó. Tâm nó đặt lên đó một cái là liền dẫn tâm xuống trụ ở đây đan điền, tức là dưới rốn mình khoảng 3 ngón tay đặt nằm như thế này xuống. Tức là khoảng nơi ban dưới rốn mình khoảng độ 3 đến 5 phân. Đấy, hướng tâm xuống đó. Hoặc là khi niệm Phật á, ngồi niệm cũng được. Nhưng mà khi cứ thấy đau đau chỗ đó mà cái là không để tâm ở đó mà hướng tâm xuống nơi đan điền, trụ nơi đan điền, thì dần dần bệnh kia sẽ hết thôi. Đấy, đảm bảo với các quý vị dần dần bệnh ấy sẽ hết. Nhưng mà phải không được nghĩ tới nó, phải buông nó đi. Cho dù có Phật Bồ Tát đến bảo rằng con sắp sửa được khai nhãn rồi, hãy cố tu lấy một vài ngày nữa, con sẽ được gì, khai được thiên nhãn. Đấy là sẽ mở con mắt thứ ba cho con. Kể cả Phật Bồ Tát đó, hiện ra trước mặt mình bảo thế mình cũng không nghe. Vì sao? Vì đó không phải là Phật thật, đó là ma giả Phật. Còn Phật thật không bao giờ bảo chúng ta tu như thế. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Phật thật không bao giờ bảo chúng ta tu như thế. Và đệ tử Phật thật cũng không bao giờ dạy chúng ta tu như vậy. Đảm bảo với các quý vị đấy. Chúng ta xem trong tất cả Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận, và các vị thiền sư, các vị pháp sư, các vị đại sư, các vị tổ sư, không có một vị thiền sư, pháp sư, đại sư, tổ sư chân chính nào lại dạy chúng ta tu hành để mở con mắt thứ ba, hay là mở huyệt bách hội, mở các huyệt ở trên thân thể để mau được đắc đạo đâu. Không bao giờ có. Đắc đạo là ở gì? Ở giới đức trang nghiêm, định tuệ đầy đủ, tu hành tinh tiến. Thì mới được giác ngộ và giải thoát, mới được khai thông thiên nhãn, thiên nhĩ, nhẫn đến gì, 6 pháp thần thông, dần dần cũng đầy đủ vậy. Đó. Cho nên nhà Phật chúng ta các vị tuyệt đối nhé. Bất cứ vị sư nào mà dạy chúng ta tu, có cái pháp tu nào mà gọi là mở huyệt luân xa, mở huyệt bách hội, mở huyệt ấn đường, hay là mở huyệt hậu môn, mở huyệt lòng bàn chân, vân vân gì đó để mau đắc đạo, đều là sai pháp hết. Đấy là tà ma hết. Cho dù vị đó là sư,
Nhưng mà sư gì? Sư đi lầm đường lạc lối rồi. Đảm bảo với các quý vị 100% vị nào mà dạy như thế là vị đó đang lầm đường lạc lối. Chúng ta mà theo là chúng ta gì? Cũng đi xuống cái vực thẳm quỷ thần với họ mà thôi. Mất đi cơ hội giác ngộ và giải thoát để theo con đường tà ma ngoại đạo mà thôi. Đấy, cho nên Phật tử chúng ta nhớ cái điều đó. Phật giáo lấy giới định tuệ làm căn bản để tu tập. Chúng ta phải chỉ trai giữ giới, làm những việc thiện, chịu khó, tinh tiến, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, vân vân. Tất cả những việc thiện có thể chúng ta đều làm. Thì đó mới là con đường chân chính tiến lên cảnh giới niết bàn thanh tịnh, giác ngộ giải thoát của nhà Phật chúng ta. Chúng ta nhớ cho thầy, đạo Phật là gì? Là một nền giáo dục, là một tôn giáo thiên về giáo dục, về nhân cách, về trí tuệ, và về lối sống cư xử lành mạnh, tốt đẹp, chân thiện mỹ, chứ không phải là hướng dẫn cho chúng ta đến cái chỗ gọi là mê tín dị đoan, cầu mong thần thông để chữa bệnh cho mọi người hay để thế này thế nọ thế kia vân vân. Các vị biết trong chùa của thầy có một vài người cũng có khả năng nhìn thấy chuyện quá khứ hiện tại vị lai của một số Phật tử, một số người này người nọ kia kia, thầy cấm hết. Người nào bảo thầy không, thầy bảo mà không nghe thầy trục xuất ngay, nhất định không để những người đó ở trong chúng. Vì họ ở trong chúng thì chúng ta biết họ sẽ kéo theo không biết bao nhiêu Phật tử lầm lạc. Cho nên thầy đối với những người như thế thầy rất quyết liệt, bảo mà không nghe thì chỉ có xuất chúng thôi, không thể nào mà chấp nhận được. Các vị cũng đừng có bao giờ nghĩ rằng ô thầy có biết cái cảnh giới đó đâu mà thầy gì mà thầy chẳng nói thế. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Các vị nghĩ như thế là các vị lầm. Chưa xuất ra những cảnh giới tương tự như vậy thầy đã biết rồi. Thầy đã trải qua những cái cảnh giới đó từ khi chưa xuất ra rồi. Con kính bạch thầy, nhà con có một bức tranh Thích Ca Mâu Ni Phật đang treo ở tầng dưới. Con muốn treo lên cạnh ban thờ có được không ạ? Con và mẹ con phát nguyện thọ trì, đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng mẹ con không biết chữ, chỉ niệm Phật thôi, có được không ạ? Vì công việc nên có hôm hai mẹ con lên thời khóa không trùng với thời khóa của nhà chùa, thì gia đình con có được công đức không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Thầy xin trả lời câu hỏi thứ nhất của một Phật tử gửi về cho ban tổ chức và cho thầy. Câu hỏi của Phật tử có 3 ý. Ý thứ nhất hỏi rằng gia đình có bức tranh đang treo ở tầng dưới, nay muốn chuyển lên trên ban thờ có được không? Được. Cái này được. Chúng ta chuyển lên cho trang nghiêm là được. Phật tử có thể chuyển từ tầng 1 lên trên tầng thờ, treo làm sao đó cho nhìn được trang nghiêm thì cũng tốt thôi, không sao. Còn nếu để tầng dưới mà nó trang nghiêm, mình để thì mình đi qua đi lại để cho mình cùng ngắm và khách cùng ngắm, nhìn thấy cái tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, người ta hoan hỷ phát tâm Bồ Đề thì cũng được, cũng không sao. Cũng không nhất thiết là cứ phải là treo lên. Tùy theo, nếu để dưới mà cái chỗ nó trang nghiêm rồi thôi, còn nếu để ở chân cầu thang thì mình thôi, mình chuyển lên trên.
Còn nữa là trang nghiêm mà để cho mọi người cùng ngắm, cùng hoan hỉ, kể cả khách đến nhà mình gieo duyên cho họ thì cũng được, cũng rất là tốt, cũng không ảnh hưởng gì. Trừ trường hợp mà chúng ta để ở ngay chân cầu thang mà chúng ta đi đi lại lại, nó không được trang nghiêm, không được tôn kính, thì chúng ta để lên trên tầng tầng trên, tầng thờ cho tôn kính thì được. Đã xin trả lời câu hỏi như vậy. Kể cả các Phật tử chúng ta, ai mà gia đình ai có những bức tranh đang treo tương tự thì chúng ta cũng có thể áp dụng một trong hai cách đó đều được cả. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi rằng hai mẹ con phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh như bản nguyện của Tát Địa Tạng, nhưng mà mẹ không biết chữ thì niệm Phật thôi có được không? Được, cũng được luôn. Mẹ không biết chữ thì làm sao mà đọc được kinh? Chỉ có con đọc và mẹ nghe niệm Phật theo thôi thì cũng được. Hoặc là lúc mà con tụng kinh thì mẹ nghe theo kinh, nếu muốn nghe theo kinh thì cứ nhất tâm để nghe theo theo kinh, sau đó thì vào lúc niệm Phật thì cả hai mẹ con cùng niệm Phật thì càng tốt. Hoặc là mẹ cứ niệm Phật trước đi hoặc sau con thì cũng được. Hoặc là đến khi đã lên thì mẹ cứ niệm Phật thầm ở trong tâm, đến khi mà con tụng hết kinh thì mẹ cùng niệm Phật to với con trong lúc niệm Phật thì cũng được. Cái trường hợp này thì chắc Phật Bồ Tát cũng phải khai cho thôi, biết làm thế nào. Vì không biết đọc, không biết viết mà, thế thì làm sao mà đọc được. Thế nhưng hai mẹ con phát nguyện như thế là cũng quý lắm rồi, nhân duyên lắm rồi. Thế nên cố gắng tu tập cho tốt. Ý thứ ba nữa, Phật tử hỏi rằng vì công việc bận bịu cho nên cũng có khi hiện lên thời khóa không trùng với thời khóa của chùa, thế như vậy thì có được công đức không? Bảo vẫn được, bình thường, không sao, chúng ta vẫn được công đức bình thường. Đã trùng vào thời khóa nhà chùa thì chúng ta lên để đọc cùng thì cũng tốt, mà vì chúng ta bận bịu công việc mà không lên trùng được vào thời khóa, chúng ta lên trước một chút hoặc sau một chút thì cũng được. Cái cơ bản là khi chúng ta đọc tụng kinh điển của Phật, chúng ta nhất tâm, chúng ta nhiếp tâm để chúng ta thọ trì đọc tụng như lý như pháp, y áo trang nghiêm, oai nghi tế hạnh đầy đủ, vào đó, vào tới ban Phật rồi, tới ban thờ Phật, thờ thần linh gia tiên nhà mình ạ. Nói nôm na là vào tới phòng thờ rồi á, phải ăn mặc y áo cho nó trang nghiêm. Tốt nhất lên tụng kinh là nên mặc áo dài, tức là áo tràng đó, để cho trang nghiêm, khác với khi chúng ta sinh hoạt bình thường. Giống như các sư bình thường thì sinh hoạt làm việc công quả thì mặc quần áo ngắn bình thường thôi, nhưng mà khi lên khóa lễ là phải y phục cả tha cả sa áo thụng cho trang nghiêm. Khi mà lên tụng kinh lễ Phật là phải cả sa áo thụng trang nghiêm. Còn bình thường có đi cảnh sách niệm Phật thì cũng phải mặc áo thụng hoặc là mặc áo dài, tức là áo tràng đó, để lên lễ Phật niệm Phật thì mới trang nghiêm. Cho nên Phật tử chúng ta cũng nên y giáo phụng hành như thế, để cho cái khóa lễ của chúng ta nó được trang nghiêm và thành tựu viên mãn. Chứ cũng không nên là nghĩ rằng đây nhà của chúng ta, chúng ta mặc áo cộc, quần cộc, chúng ta lên chúng ta tụng kinh như thế là không trang nghiêm. Mặc dù là nhà của chúng ta, nhưng khi lên lễ Phật là chúng ta phải trang nghiêm và thành kính. Chứ không có nghĩa là thôi nóng quá thì thôi mặc quần sót với áo áo cộc cũng được. Như thế thì nó không còn cái sự thành kính nữa, không còn sự tôn nghiêm trong đó nữa. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng lưu ý cái đó. Còn thì tụng trùng với thời khóa của nhà chùa hoặc là không trùng thì cũng không sao, không nặng nề lắm.
đều có công đức cả. Công đức cốt ở cái chỗ nhiếp tâm và nhất tâm và thành kính thì sẽ được thôi. Như là Ấn Tổ đã nói, thực hành lễ Phật, niệm Phật vân vân, nếu là có một phần công đức, có một phần thành kính thì sẽ có một phần công đức. Có 10 phần thành kính thì sẽ được 10 phần công đức. Nhấn đến có 500.000 phần thành kính thì sẽ có 100.000 phần công đức vậy. Đó. Cho nên công đức là ở chỗ chúng ta có thành kính hay không, oai nghi tế hạnh đầy đủ hay không, y phục có trang nghiêm hay không, lúc thọ trì đọc tụng có nhiếp tâm hay không, có nhất tâm hay không, thì công đức là ở chỗ đó. Thế còn nếu mà trùng vào thời nhà chùa, khóa nhà chùa thì cùng tụng cho hoan hỷ, tạo thành cái động lực, cái cộng nghiệp, cộng hưởng tốt hơn thì càng tốt, tạo thành cái làn sóng âm mạnh mẽ hơn thì càng tốt. Đó. Nên trả lời câu hỏi thứ nhất như vậy. Câu thứ hai, có Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, con bạch thầy, con làm rằm tháng 7 ở nhà, nhưng không cúng quần áo vàng mã, mà con cúng tiền vàng và tiền trần, có được không ạ? Nếu gia đình con không cúng vàng mã thì người thân của chúng con có bị thiếu không ạ? Con xin thầy khai thị cho chúng con được biết để sắm lễ đầy đủ đúng như pháp ạ. Ở đây Phật tử có hỏi: rằm tháng 7 tới đây, ở nhà không cúng quần áo, tức là quần áo giấy đó hả? Đó, không cúng quần áo, quần áo giấy đó. Nhưng mà có cúng vàng mã và không cúng quần áo và không cúng vàng mã, nhưng mà có cúng tiền vàng và cúng tiền trần, có được không? Xin thưa các vị, cái vấn đề vàng mã trong mấy năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có chỉ thị, có chỉ đạo từ trung ương xuống địa phương, thậm chí xuống tới cả các chùa ở cấp cơ sở như là xã phường, quận huyện, vân vân. Nhưng mà tăng ni thì không phải là chùa nào cũng chấp hành. Phật tử thì không phải ai cũng đã hiểu được. Cho nên chúng ta thấy là mặc dù là Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có hướng dẫn, có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cụ thể cho tăng ni ở các cấp, ở trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong cả nước, vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy mỗi dịp Tết đến xuân về, Vu Lan báo hiếu, những ngày sóc vọng tổ sư, những ngày cúng tuần 35-49, hoặc là những cái đàn lễ giải oan cắt kết vân vân, chúng ta thấy ở nhiều chùa còn tổ chức là đốt vàng mã rất là nhiều, đặc biệt là vào dịp tháng 7. Còn rất nhiều những ngôi chùa, kể cả chùa đã có sư trụ trì nhưng mà vẫn đốt vàng mã, đốt hình nhân thế mạng, đốt vàng mã, đốt ô tô, đốt máy bay, đốt đủ các thứ hết luôn các quý vị. Nhà lầu, xe hơi, đốt cả Boeing 747, đốt cả Mercedes, đốt cả Rolls Royce, vân vân, nhưng toàn làm bằng giấy cả. Thế bây giờ chúng ta nghĩ xem, ở trên cõi trần chúng ta này, tức là cõi dương thế chúng ta này, mỗi quốc gia đã có pháp luật, mỗi quốc gia đều có pháp luật riêng, đều có cái đồng tiền để lưu hành trong quốc gia riêng, đúng không? Đó, ví dụ Việt Nam có ngân hàng nhà nước Việt Nam,
rồi có cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam. Và chúng ta thấy bên trên hệ thống ngân hàng còn cả một cái hệ thống quản lý nhà nước, đó là Bộ Tài chính, đó là Thống đốc Ngân hàng. Và trên đó thì còn gì? Còn có Chính phủ. Đó. Đâu có phải là tiền tệ trong mỗi quốc gia. Muốn in ra thì in đâu. Nếu mà chúng ta biết là ở trong mỗi quốc gia tiền cứ thiếu cứ đi mà in ra thì nó bị lạm phát thôi. Đó. Giống như một đất nước ở bên châu Phi á. À, châu Phi hay là châu Mỹ nhỉ? Nước gì đó, nước gì mà lần trước nói rồi đấy. Đó, họ phải đem tiền ra để mua được một cân thịt, phải đem tiền ra để cân này thành mấy chục cân tiền mới mua được một cân thịt. Mấy chục cân tiền mới mua được một cân gạo, chúng ta thấy. Đó. Với cái tội là cứ in tiền ra. Cứ tự in tiền ra cho thật nhiều. Khi nó lạm phát. Đó. Kết quả là đất nước điêu đứng. Cho đến bây giờ họ vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng đó đâu. Đó. Qua đó chúng ta thấy. Có thể chúng ta tư duy một chút, chúng ta thấy. Mỗi quốc gia ở trên thế giới này đều có hệ thống chính trị, pháp luật riêng ở trong quốc gia của họ. Có cái hệ thống quản lý tiền tệ riêng ở trong quốc gia của họ. Nó có sự độc lập, có sự quản lý. Huống chi là bây giờ cả quái âm và quái dương. Quái dương chúng ta có pháp luật của quái dương. Trong pháp luật quái dương chúng ta thấy cũng có pháp luật của các quốc gia. Thì quái âm cũng thế thôi. Họ cũng có pháp luật của họ. Cũng có các quốc gia ở dưới quái âm. Mà cụ thể như trong kinh sách nhà Phật hay là của các tôn giáo thì nói ở dưới quái âm cũng có các vị thần. Ví dụ có các vị Phật giáo chúng ta hay nói đến Thập Điện Minh Vương. Tức là 10 vị cai quản ở dưới âm ti địa phủ á. Đó. Đệ nhất là Điện Tuần Quảng Minh Vương. Đệ nhị điện thì sở có vị, có ông Sở Giang Minh Vương. Đệ tam điện thì có ông Tống Đế Minh Vương. Đệ tứ điện thì cho đến đệ ngũ điện, đệ thập điện, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục, đệ thất, đệ bát, đệ cửu, đệ thập. Đó. Đều có các vị Minh Vương cai quản ở dưới đó. Từ đệ nhất điện Sở Giang Minh Vương cho đến đệ cửu điện Đô Thị Minh Vương cho đến đệ thập điện Chuyển Luân Minh Vương. 10 vị Minh Vương ấy cai quản ở dưới quái âm ti địa phủ. Đồng nghĩa rằng các vị cai quản ở dưới đó thì họ cũng có gì? Có pháp luật, có hệ thống tiền tệ của họ chứ. Đâu có phải là trên dương thế chúng ta cứ in xong đem xuống dưới là tiêu được đâu. Chúng ta biết mà cái tiền, chúng ta in tiền giả, tiền đô la giả để cúng cho tiền âm phủ đô la giả mà. Ở Việt Nam chúng ta in thì bán thoải mái. Nhưng chúng ta đem sang châu Âu, chúng ta đi qua sân bay nó bắt chúng ta ngay. Nó bảo chúng ta in tiền giả, buôn bán tiền giả. Chúng ta có giải thích đây là tiền âm phủ ở Việt Nam, nó không nghe, bắt luôn. Khởi tố hình sự ngay các quý vị. Đấy, ngay quái trần của chúng ta mà đã thế rồi. Huống chi là xuống dưới là quái âm. Cho nên xác định với nhau rằng á, đem đốt tiền tài của cải vàng mã xuống cho người quái âm, khẳng định với các quý vị không nhận được. Chỉ là ma quỷ nó giả vờ để nói gì? Nó lừa gạt người dương thế, người trần thế chúng ta, người trần mắt thịt chúng ta, để cho cúng kiếng cho nó mà thôi, để nó ăn mà thôi. Cúng thì không phải là nó cúng nó lấy cái đồ vàng mã ấy, mà nó cúng nó lấy gì? Có ai bây giờ lập đàn cúng chỉ cúng vàng mã không đâu, mà phải cúng gà, cúng xôi, cúng thịt, cúng thanh bông hoa quả vân vân.
Đó thì nó thụ hưởng cái đồ lễ cúng kia. Còn cái vàng mã nó chỉ là cái nó che mắt đó, thế gian chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng sống ở trên đời là cần gì phải tu, cần gì phải làm việc thiện. Chỉ cần khi chết là con cháu người thân đem cúng tiền tài vàng bạc của cải châu báu cho thoải mái mà dùng, thoải mái mà sử dụng. Nguy đấy các quý vị. Thầy lấy danh dự của đệ tử Phật ra, danh dự của người xuất gia, của người tu hành ra mà nói thật với các quý vị. Tất cả những cái đồ vàng mã, hình nhân, thế mạng, vân vân đó, đem cúng cho người mất, họ không nhận được, đều không nhận được. Nó chỉ là do quỷ thần nó dựa vào để nó lừa phỉnh thế gian chúng ta đi vào đường tà mà thôi. Nó làm cho chúng ta đi vào đường tà. Chúng ta cứ nghĩ rằng chẳng cần phải tu phúc tu thiện, chẳng cần phải tin nhân tin quả, chỉ cần là cúng cho người âm là người âm nhận được. Thế thì trên cuộc đời này chúng ta biết rằng còn ai nghĩ tới nhân quả nữa, còn ai biết sợ nhân quả nữa, ai muốn học nhân quả nữa. Đó. Xác định với chúng ta như thế, cũng giống như ở quái trần chúng ta này thôi. Không đi làm mà muốn có ăn thì chỉ có đi trộm đi cắp. Mà đi trộm đi cắp thì một vài lần đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Bị công an bắt, bị pháp luật trừng trị thì ngồi ở trong nhà đá mà bóc lịch. Lúc đó mới thấy là nhục, mới thấy là khổ. Lúc đấy mới thấy ăn năn thì cũng không kịp nữa rồi. Đó. Cho nên qua đây thì cũng nói với các Phật tử chúng ta, chứ chúng ta cứ mạnh dạn bỏ quần áo, tiền vàng, nói chung là đồ vàng mã vào cái dịp cúng rằm tháng 7 hay là ngày lễ, ngày Tết, hay ngày tuần, ngày tiết, ngày 35, 49 vân vân, các vị cứ bỏ hết đi cho thầy. Chúng ta chỉ thành tâm thanh bông hoa quả, hoặc là làm cơm mà để cúng vân vân, làm những cái đồ thật đó để cúng. Nhưng còn nếu mà muốn cúng để cho yên tâm thì chúng ta mua gì? Mua có điều kiện thì mua cho các vong mỗi một cụ một bộ quần áo. Nam thì cúng quần áo nam, nữ quần áo nữ. Cúng vàng dâng lên để cúng cho mình yên tâm. Sau đó thì chúng ta cắt cho gọn gàng đi, chuẩn bị đến mùa đông thì có các nhóm thiện nguyện đi làm từ thiện đó. Chúng ta đem cái đó chúng ta làm từ thiện lên cho bà con vùng cao. Đấy thì gọi là vừa giải quyết được cái vấn đề đức tin, vấn đề cái niềm tin về tâm linh chúng ta, vừa giải quyết được cái vấn đề gọi là ủng hộ cho bà con vùng cao khi mùa đông đến, có bộ quần áo đó để mặc cho nó đỡ giá rét. Vì trên vùng cao miền núi của các tỉnh phía Bắc chúng ta đến mùa đông là gì? Rất là lạnh. Đó. Thế thì còn có thể gọi là châm trước, còn có thể gọi là phương tiện để cho chúng ta vừa an tâm, vừa được cả đôi đường. Còn chúng ta thì thay bằng cái tiền vàng đó, chúng ta cứ đem dâng cái tiền thật mình lên ấy. Dâng lên mình cúng xong rồi thì có thể mình là đem bố thí cho người nghèo, hay là đem mua phóng sinh. Dâng lên cúng xong rồi cái tiền đó đem bố thí cho người nghèo, đem mua phóng sinh, hoặc đem cúng dường làm các việc thiện thì nó còn có gì? Nó có lợi ích. Cái lợi ích thực sự là ở cái chỗ phóng sinh, ở chỗ cúng dường, ở chỗ bố thí cho người nghèo ấy. Chứ còn không phải là dâng tiền lên mà là được lợi ích cái đấy đâu. Cái dâng tiền lên nó chỉ là cái vấn đề gọi là làm an tâm của chúng ta thôi. Bao nhiêu năm nay chúng ta cứ cúng tiền vàng quen rồi, bây giờ không có thì sợ rằng chúng ta cái lòng tin á, niềm tin vào trong Phật Pháp, vào trong chính Pháp của Đức Phật đó, chúng ta chưa đủ, cho nên chúng ta còn lăn tăn. Cho nên thì thôi thì đấy cũng là phương tiện để chúng ta yên tâm. Khi chúng ta cũng dâng lên cúng tiền trần kia rồi, tức là tiền chúng ta đang tiêu ở thế gian này rồi. Đấy kiểu thế, thành tâm như thế để thể hiện cái tâm thành của mình đối với người ở đã khuất. Và đặc biệt xong mình lại cúng xong mà lấy cái tiền đó để
phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện để lấy công đức đó để hồi hướng cho họ, thì cái đó thì được, cái đó được. Đấy. Giống như mình cúng quần áo thật, cúng như đồ thật, xong mình cất đi đến chuẩn bị đến mùa đông, mình tùy hỷ cùng với các đoàn đi làm từ thiện ở vùng cao của các tỉnh miền núi, vân vân, thì đó thì được. Đấy, mình chuyển như thế. Người Phật tử chúng ta học Phật chân chính phải nên làm như vậy. Các vị thấy đạo tràng của thầy ở đây có cúng đồ mã đâu, không cúng vàng mã, cũng không cúng quần áo giấy, không cúng hình nhân thế mạng, nói chung là không cúng tất tần tật những cái đồ giả ấy. Kể cả ngày lễ, ngày Tết đến lễ hội Vu Lan rằm tháng 7 đều không cúng những đồ đó. Chỉ cúng những đồ thật thôi, thanh bông hoa quả cơm canh và có quần áo thì các Phật tử mua để cúng xong lại tập trung lại đấy để đến mùa đông phân phát lên cho bà con ở vùng cao. Chúng ta thấy đấy là vừa được an tâm, lại vừa giúp đỡ được người khác thì mới có công đức. Còn cái đồ vàng mã, đồ giấy kia xong chúng ta đem chúng ta đốt cho khói cả ra. Có chùa là cúng là còn, có khi còn cháy cả chùa vì cái tội đốt vàng mã nữa. Cho nên người học Phật chúng ta là phải giác ngộ ở cái chỗ đó. Học Phật mãi mà chả giác ngộ thì học để làm cái gì? Tụng kinh mãi, nghe pháp mãi mà chả giác ngộ được, chả bỏ được những cái gọi là cái mê tín dị đoan, thì thực sự nói với các quý vị, học Phật như thế cũng bằng thừa, học như thế công đức cái chả được là bao cả. Cho nên các Phật tử chúng ta phải gọi là phải tinh tiến để đoạn trừ những cái việc xấu, việc ác, cái việc phi pháp ở trong nhà Phật chúng ta bây giờ. Phật tử chúng ta nhất định không hưởng ứng thì dần dần là nó sẽ thành cái nếp và thành thói quen từ chúng ta, rồi lan ra cho nhiều người, truyền cảm hứng và nói cho nhiều người được biết, được giác ngộ để không cúng những đồ đó nữa, thì chắc chắn dần dần Phật giáo chúng ta sẽ lấy lại được cái hình ảnh là một nền giáo dục đích thực, như là lời Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Chứ Phật giáo không phải là một tôn giáo mê tín dị đoan. Bây giờ chúng ta cứ đem đốt vàng mã như vậy, cúng kiếng linh đình để hình nhân thế mạng như vậy, rượu thịt để cúng kiếng lên ban Phật như vậy, lên đàn tràng của Phật như vậy, chúng ta vô hình chung là đang đi hủy nhục Phật Pháp, làm cho Phật Pháp bị thế gian hiểu lầm. Đó. Họ nghĩ rằng Phật giáo là mê tín dị đoan, Phật giáo là đa thần giáo, Phật giáo là mê tín, thì chúng ta có lỗi với Đức Phật, có tội với chúng sinh, có tội với hậu thế vậy. Đó. Đặc biệt là những tăng ni càng cần phải giác ngộ cái điều đó để giáo hóa cho các Phật tử. Còn Phật tử chúng ta là phải hộ pháp. Chúng ta là Phật tử chân chính hộ pháp. Những ngôi chùa nào mà cúng kiếng vẫn cứ hình nhân thế mạng, ô tô, máy bay, tàu hỏa, nhà lầu, xe hơi bằng giấy, mình có gọi là đồ vàng mã đó, rồi tiền vàng, vàng mã vân vân đó, những cái đồ đó mà cúng kiếng bảo chúng ta mua sắm những cái đồ, chúng ta biết rồi, thôi những cái chùa như thế tốt nhất chúng ta lánh đi. Các cụ ngày xưa nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta ở gần những con người mà không hướng cho chúng ta đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát, không đưa chúng ta thoát khỏi những cái bến mê, thì cả đời này chúng ta vẫn mê. Đời này chúng ta mê thì kiếp sau chúng ta vẫn muội vậy, không thể nào mà giác ngộ, không thể nào mà giải thoát được. Cho nên các Phật tử chúng ta cần phải suy nghĩ cho nó chín chắn, nó đúng đắn, để mà
đem áp dụng giáo lý của Đức Phật vào cuộc sống. Chúng ta nhớ cho thầy là Phật Pháp là một nền giáo dục, chứ không phải là Phật giáo là một tôn giáo mê tín và dị đoan. Nhớ cái điều đó. Cho nên trường hợp Phật tử này và các Phật tử khác còn lăn tăn trong vấn đề là bỏ cúng quần áo vàng mã nhưng mà vẫn còn phải cúng tiền vàng, bỏ luôn đi, còn một chút nữa bỏ luôn. Quần áo vàng mã chúng ta bỏ được rồi, thế còn chút cái tiền vàng đó nữa cũng bỏ luôn được mà. Chúng ta biết những cái đồ đó toàn làm mấy cái loại giấy gì, nó không được sạch sẽ đâu các quý vị. Toàn những cái giấy bìa cắt tông với những cái giấy họ về họ dùng cái máy của Trung Quốc, họ ép nhuyễn ra, họ cho và họ làm, mà toàn cái giấy bẩn lắm, hôi hám, bẩn thỉu, đầy những cái côn trùng vi trùng ở đó, xong thì họ bôi phẩm màu lên, thế là nó thành gì, nhìn nó thành đẹp, nhưng thực tế cái giấy nó rất là bẩn. Chúng ta vô tình là đem những cái đồ bất tịnh để lên trên ban thờ Phật, thờ thánh, thờ thần linh gia tiên nhà mình để dâng cúng, không nên. Một Phật tử thuần thành cứ thanh bông hoa quả mà dâng cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên nhà mình. Ngày lễ lớn như là ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp, Tết Thượng Nguyên Vu Lan báo hiếu này, Tết Trung Nguyên, Tết Trung Nguyên Vu Lan báo hiếu này, thì chúng ta làm mâm cơm chay mà cúng là tốt nhất. Những cái ngày như thế này thì chúng ta tránh sát sinh hại vật, đó là tốt nhất. Nếu mà gia đình Phật tử thuần thành thì tốt nhất là không sát sinh hại vật, không cúng mặn mà cúng chay là tốt nhất. Còn nếu mà gia đình mà chưa thuần thành theo Phật hết, bắt buộc phải vẫn là mâm cơm mà cúng mặn thì chúng ta ra chợ mua cái đồ làm sẵn, như là gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe và không dặn họ giết con vật đó cho mình đó, tức là mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thấy có tiếng nó kêu trước khi chết, và chúng ta không gọi điện để dặn họ trước để giết cho mình, vân vân. Hướng cho cái quạt nó vào đây, quạt nó chạy đi đâu nóng quá. Bác Quảng ra cho cái quạt quay ra đây. Xin lỗi các Phật tử, nóng quá. Bật điều hòa, bật quạt nó chạy đi đâu. Điều hòa thì không quay được, quạt thôi. Nóng, đổ cả mồ hôi ròng ròng ra mà nó để được. Quay nó vào đây. Đang cho chạy cái tít bên kia kìa. Cho nó lên trời làm gì? Các Phật tử hoan hỉ chút, nóng quá. Lại càng cho xa hơn thì làm sao mà nó mát. Quay nó vào bên này. Đó, cái quạt này nó quay sang kia thì cái này mình phải quay vào. Đầu óc các bác kém quá. Cho nó chúi nó xuống. Quay nữa vào một tí nữa. Quay vào bên trong ấy. Rồi. Đó. Cho cái quạt này nó mát xuống tí. Nóng thế này cơ mà. Vâng, xin lỗi các Phật tử vì nóng quá không chịu được. Mồ hôi một cái nó ra. Nhá nhờ cái thất này nó bí, nó nóng. Chúng ta vào tiếp bài giảng. Thầy đang nói về trả lời Phật tử về đốt vàng mã trong dịp rằm tháng 7 này. Thì thôi chốt lại, tóm lại đây, chúng ta quần áo vàng mã bỏ được rồi thì còn chút tiền vàng chúng ta bỏ nốt đi. Chúng ta dùng bằng tiền trần cúng xong thì chúng ta đem phóng sinh, rồi bố thí cho người nghèo, hoặc là cúng dường làm việc thiện, vân vân, thì công đức còn có vậy. Đừng nên
đi theo con đường mê tín dị đoan mãi. Chúng ta bây giờ sinh ra được thân người là khó được gặp Phật Pháp, lại còn càng khó hơn. Nay thân người cũng đã được, Phật Pháp cũng đã gặp, mà chúng ta cứ mê mãi á, chẳng ngộ á, thì không biết đến bao giờ cho giác ngộ được. Cứ bảo về Tây Phương mới giác ngộ, bây giờ chúng ta không chịu giác ngộ thì làm sao mà được về Tây Phương. Cái chúng ta học Phật nó phải thực tế như thế. Cái gì bây giờ chúng ta giác ngộ được thì chúng ta phải giác ngộ ngay. Chứ đừng có nghe người này nói một câu, người nọ nói một câu, chúng ta sợ là như thế, sợ ở dưới kia các cụ chúng ta thiếu thốn thế này nọ thế kia. Nhận được đâu mà thiếu hay là đủ, mà nhận cái công đức gì. Cái công đức chúng ta tụng kinh niệm Phật, chỉ chú lễ Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, giống như tôn giả Mục Kiền Liên mà hôm qua thầy giảng á. Đó, nhận là nhận công đức ấy, chứ đâu phải nhận mà cái đồ chúng ta đốt xuống dưới âm ti địa phủ họ nhận được đâu. Không bao giờ có, thầy lấy danh dự của người tu để khẳng định với các quý vị là không bao giờ có. Đó. Không bao giờ họ nhận được những cái đồ cúng ấy. Đấy chỉ là chúng ta mị dân, lừa nhau mà thôi. Mà cái tục đốt vàng mã nó không phải trong Phật giáo. Đó là nó gì? Ở bên nhà Nho và của Trung Quốc. Nó xuất phát từ ở bên cái đạo Nho, bên Nho giáo của Trung Quốc, bên cái tục là thọ mai. Tức là cái tục gì? Tống táng, an táng người chết của văn hóa tín ngưỡng Trung Quốc. Nó truyền bá vào Việt Nam chúng ta. Ở cái thời, đặc biệt cái thời kỳ sau nhà Trần, là thời kỳ nhà Trịnh Nguyễn đằng ngoài, nhà Lê, nhà Trịnh đằng ngoài và nhà Nguyễn đằng trong. Sau rồi đến thời nhà Nguyễn nữa, sau này đến thời Pháp thuộc nữa, và chúng ta thấy. Và từ đó cái tục lệ đốt vàng mã chúng ta càng ngày càng gì? Càng nghiêm trọng. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gọi là gây ra tốn kém. Vừa tốn kém về tiền của, lại vừa làm ô nhiễm môi trường, vân vân. Chúng ta không nên bỏ hẳn đi. Chùa Khai Nguyên chúng tôi bỏ bao nhiêu năm nay, từ khi tôi về đây, tôi giáo hóa cho Phật tử bỏ. Từ ngày đó chúng ta thấy chùa vẫn phát triển, vẫn đông tăng ni, vẫn đông tín đồ Phật tử, vẫn đông Phật tử thập phương đến chiêm bái lễ Phật. Đâu có không đốt vàng mã là Phật tử không đến đâu, mà họ còn đến càng nhiều hơn. Những người tri thức, những người hiểu biết, họ tìm đến chùa, tìm đến với các thầy càng ngày càng đông hơn. Thậm chí có cả những nguyên thủ quốc gia họ còn tìm đến cơ mà. Thì chúng ta phải biết rằng mình mà làm không đúng thì làm sao á? Họ phục mình, họ kính trọng mình, họ đi theo mình, họ ủng hộ mình, họ giúp đỡ mình, họ tin tưởng mình. Đó, các vị nên nhớ cái điều đó. Cũng mong rằng cái này tăng ni Phật tử chúng ta mở rộng ra để kiên quyết là gì? Bài trừ và xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan còn ở trong cửa Phật của chúng ta. Chúng ta bây giờ không làm thì bao giờ cho làm được. Chúng ta đừng có nghĩ rằng ôi giờ các cụ ngày xưa không làm được, mình bây giờ làm sao được. Làm được. Các cụ không làm được thì mình làm được thì mới gì? Mới quý, mới tốt chứ. Đã xin nói với bởi vì các vị đó, chùa Khai Nguyên trong tất cả hệ thống chùa chiền của chúng tôi chủ trì, không có một chùa nào chủ trương đốt vàng mã và tiền vàng cả. Không có một chùa nào luôn. Mà Phật tử thuần thành ở trong đạo tràng chúng tôi cũng không có Phật tử nào đi lễ mua tiền vàng, vàng mã luôn. Vậy mà gia đình họ vẫn gì? Vẫn an vui, vẫn hạnh phúc. Làm ăn vẫn gặp nhiều may mắn. Trong cuộc sống vẫn tốt đẹp bình thường. Chỉ trừ những người họ mới đến chùa một vài lần họ chưa